Chương 10 Ngay từ đầu tôi đã rất ấn tượng khi nói chuyện với bà Nhu. Bà quá quyền lực, quá tai tiếng, và quá quyến rũ. Tôi đã mất gần 2 năm nói chuyện qua điện thoại mới có can đảm thúc đẩy mình tìm hiểu sâu thêm. Tôi quan tâm đến những chi tiết thường ngày bị bỏ quên sau những ồn ào. Trong tất cả tin tức báo chí nói về người đàn bà quyền lực một thời, không thấy đề cập nhiều đến cuộc sống trong dinh, bà ăn uống gì và ăn mặc ra sao. Tôi hy vọng những chi tiết ấy sẽ cho tôi biết thêm về người đàn bà này đằng sau những bức ảnh hào nhoáng và hình tượng rồng cái. Nhưng đối với bà Nhu, đó là những chi tiết khó gợi lại nhất. Chúng đã trôi xa gần nửa thế kỷ và ở xa nửa vòng trái đất. Ký ức là tất cả những gì bà Nhu đã bỏ lại sau lưng, dù chúng mới đang bắt đầu mở nhạt. Khi tôi thúc giục bà nhớ những chi tiết về cuộc sống trong dinh độc lập, giọng nói bà Nhu mỏng dần trên dây nói và tôi phải ép ống nghe sát vào tai mới nghe được. Như thể bà ở xa ngàn dặm, hình như tôi không thể nhớ được căn phòng nó như thế nào ý tôi là tôi không nhớ được chính xác. Bà cho tôi biết rằng bà thường thức dậy lúc 7 giờ 30 sáng, dùng điểm tâm nhẹ với trà, cơm hay bánh mì, rồi mặc quần áo cho một ngày mới. Bà dành cả buổi sáng sau đó để làm việc, nếu không thảo những bức thư với thư ký của mình trong phòng làm việc, bà sẽ đi thăm cử tri của bà, nhưng gần như luôn quay về vào buổi trưa. Bữa ăn trưa là bữa ăn chính trong ngày, diễn ra dưới những ngọn đèn treo khổng lồ với vải lanh và đồ sứ tuyệt đẹp. Mặc dù Tổng thống thường dùng những bữa ăn giản dị trong văn phòng của ông, nhưng khi nào có khách, hoặc tự mình mỗi tuần một hai lần, ông đến dự bữa tối trang trọng hơn với em trai và em dâu trong phòng ăn của họ ở tầng 2. Những buổi giả tiệc bán chính thức cũng được tổ chức tại phòng ăn của vợ chồng ông Nhu ở đó không gian rộng rãi và lịch sự nhưng thần mật hơn, chứ không phô trương nghi thức như ở phòng ăn chính của Tổng thống ở tầng 1. Bà Nhu ước gì năm căn phòng của gia đình trong dinh có thể rộng hơn một chút. Họ có một sảnh khang trang, hai phòng ngủ mênh mông, và hai phòng khách có ban công, nhưng bà Nhu muốn nhà bếp kề sát hơn nữa. Thường khi thức ăn mang đến phòng ăn từ nhà bếp trên tầng một phía sau dinh thì đã ngồi. Sau bữa ăn trưa, Bà ngu thường nằm nghỉ trong phòng ngủ của bà. Trời nóng đến mụ mị đầu óc, khiến bà không làm được gì khác. Trong ngày, đây là thời điểm bà luyến nhớ nhất về bốn mùa ở Hà Nội. Nhớ những mặt hồ, những đại lộ và nơi đi dạo. Ở Sài Gòn, bà thấy mình như đang nhìn chăm chú cuộc sống trôi qua, từ sau những cánh cổng đồ sộ của dinh. Bà nghĩ mọi thứ sẽ khác nhiều lắm nếu bà chỉ sống một cuộc đời bình thường. Bà sẽ làm gì nếu bà không bị kẹt trong cạm bẫy Bà Nhu tưởng tượng bà sẽ bằng lòng sống trong một ngôi nhà nhỏ miễn là có một sân vườn lớn cho lũ trẻ chơi đùa. Bà sẽ chuẩn bị những bữa ăn thanh đạm cho cả nhà và dành hết thời gian trong ngày viết chuyện thiếu nhi. Đáp lại những mơ mộng của bà, tôi nghĩ rằng tôi hẳn đã chép miệng thông cảm trong điện thoại khi bà đang nói. Nhưng người đàn bà 83 tuổi này không chờ đợi sự cảm thông. Có thể cuộc sống như một đệ nhất phu nhân của bà trong dinh không phải là cuộc sống do bà chọn lựa nhưng nó là cuộc sống do Chúa chọn cho bà. Đúng vậy, bà không đòi hỏi sự chắc ẩn mà là sự quyết tâm. Tôi có thể giải thích sự theo đuổi quyền lực của tôi thế nào nữa đây? Chương trình hành động của tôi nhằm thay đổi đời sống của phụ nữ ư? Tôi, bản thân tôi, lẽ ra đã bằng lòng với một cuộc sống bình yên. Tôi đã nói đi nói lại với cô điều đó rồi mà. Nhưng Chúa đã có những kế hoạch khác cho tôi. Bổn phận của tôi là theo đuổi đến cùng, bà nhu giao tôi một thử thách khác. Tôi muốn nhìn lại nó. Nếu có thể, cô tìm giúp tôi những tấm hình chụp các căn phòng của tôi ở trong dinh. Như vậy mới thực là cô được Chúa sai phái đến. Sứ mệnh hết sức rõ ràng, tìm những tấm hình chụp các căn phòng trong khoảng năm 1961, mang đến cho bà Nhu. Điều đó khiến người đàn bà già nua này hạnh phúc, và đánh thức ký ức của bà. Dễ thôi mà trừ phi những căn phòng của bà Nhu hứng chịu trực tiếp trận đánh bom phá hủy dinh độc lập vào năm 1962. Mọi thứ tìm thấy được trong đống đổ nát lại bị thất lạc 18 tháng sau đó. Tôi không bao giờ cho ai thấy phòng ngủ của tôi, chưa có vị khách nào được phép vào chỗ riêng tư của tôi. Bà Nhu để lộ một tiếng cười gượng, nhưng có một lần, tôi thực lòng muốn gây ấn tượng cho các vị khách của tôi. Một khoảnh khắc tự phát đối với tôi các vị khách mà bà muốn gây ấn tượng mạnh là một nhóm trong phái đoàn của Phó Tổng thống Mỹ. Lyndon Johnson và đoàn ngoại giao tùy tùng đến Nam Việt Nam vào tháng 5, 1961. Ô, họ rất ngạc nhiên. Giọng bà nhu sáng lên khi nhớ lại khoảnh khắc phu nhân phó tổng thống Mỹ, bà Bert Johnson, và bà Jean Smith, em tổng thống Kennedy, đi vô phòng. Khi tôi mở cửa phòng, họ có thể nhìn thấy một dãy dài những bộ da cọp trải trên nền nhà những cái móng sắp thành hàng thẳng những cái đầu gắn vào nhau nghe có vẻ kinh khủng với tôi nhưng bà hít vào một hơi sâu như thể nhớ lại mùi thơm những trái cam ngày tết thay vì những màu da thú một phút sau thì tôi hiểu khi bà nói tiếp nếu tôi có những tấm hình ấy ít nhất thì tôi cũng có được cái gì đó của chồng tôi anh ấy đúng là một thợ săn thiện nghệ rất cừ anh ấy đã bắn hạ những con thú đẹp nhất và giao cho tôi giữ từng chiến quả của anh sự mỉa mai về những bộ da cọp bị mất của bà Nhu luôn ở trong tâm trí tôi. Tôi biết rằng trong khi người Mỹ gọi bà là rồng cái, những người Việt Nam cả gan công khai chống bà Nhu lại nhắc đến bà với biệt danh cọp cái xuất phát từ sự tôn trọng trong văn hóa dành cho con rồng. Lúc bấy giờ tôi rất ngạc nhiên thấy mình quan tâm đến bà không dứt. Suy cho cùng, bà đã ngó lơ tôi theo đúng nghĩa đen, ở nhà thờ, và theo nghĩa bóng. Bà tiếp tục nhử tôi với lời hứa về những đoạn hồi ký của bà trước mặt tôi. Nhưng tôi cứ kẹt trong những nghi ngờ rằng chúng không tồn tại ngoài trí tưởng tượng của bà. Bà vẫn hay nhắc đến cái gọi là những đoạn hồi ký này kể từ năm 1963. Bà nói bà viết hàng trăm trang, giấy viết vương vãi khắp phòng, thậm chí dưới trường kỳ. Tại làm sao mà lúc ấy tôi tin rằng, gần 50 năm sau, cuối cùng bà cũng sẵn sàng tập hợp chúng vào trong một bàn thảo. Khi tôi tìm cách thúc ép bà, bà nạt nộ tôi. Giọng lưỡi sắc bén nhậm lệ của bà, tôi đã nghe nói đến nhiều. Cô không nên nói về những gì cô không hiểu, bà mắng mỏ, giết gióng. Nhưng sự thực là, tôi biết rằng nếu tôi không giả vờ đồng ý, tôi sẽ không bao giờ có bất kỳ cái gì để viết ra. Và tôi phải nói rằng, khao khát của bà là muốn thấy lại cái gì đó của chồng mình cứ dây dứt trái tim tôi, đúng như bà dự cảm thách thức của bà Nhu hóa ra khá dễ dàng. Sau vài email và vài cuộc điện thoại cho các nhân viên lưu trữ tại Thư viện Tổng thống Lyndon B. Johnson ở Austin, Texas, tôi có được những gì tôi tìm kiếm. Khi tôi mở các tập tin đính kèm từ máy tính của tôi, tôi nghẹt thở. Những tấm hình màu nâu đỏ đem một thế giới đổ nát trở lại với cuộc đời. Bốn người đàn bà đúng trong một không gian rõ ràng là phòng ngủ một cái bánh kem bọc sa tanh với những tấm màn dài lê thê treo trên cửa sổ và chung quanh cửa ra vào. Những khuôn viền trang trí tường trần và những sàn nhà lót gỗ hoàn tất cái ấn tượng về cung điện này. Và ở đó có một hàng dài bộ ra những con cọp miệng há to chảy hết chiều dài căn phòng đến chân giường, chạm bàn chân trần lên đó thì thế nào nhỉ? Những bộ da cọp này có thô cứng không? Tôi cứ thắc mắc làm sao bà Nhu có thể nhớ để tránh vấp ngã vào những cái tai con mắt và những hàm răng của chúng khi bà ra khỏi giường mỗi sáng tôi dễ dàng nhận ra ba trong số bốn người đàn bà trong hình và tôi đoán người thứ tư hẳn là phu nhân của đại sứ hoặc phu nhân của một quan chức cao cấp mỹ nào đó phu nhân phó tổng thống bà bớt johnson đứng dựa vào mép giường đôi giày màu trắng nằm thẳng góc trên sàn như thể bà cẩn trọng đi quanh những con thú chết thay vì đi ngang qua chúng ăn mặc thanh nhã trong bộ váy bó chẽn sát nách và giày cao gót để đi thăm dinh. Bà bớt cười mạnh dạn trước ống kính, nhưng trông bà có vẻ hơi ủ ê vì nóng nực. Găng tay của bà không còn, mũ lệch đi, và những lọn tóc rũ xuống vì độ ẩm. Bà nhìn thẳng vào máy quay, cặp lông mày nhướng lên ngạc nhiên. Bà Nhu có vẻ thoải mái hơn nhiều, mặc chiếc áo dài cổ khoét sâu thay vì cổ đứng hẹp, bà mở rộng bàn tay đón tiếp các vị khách vào căn phòng treo rèm trong tấm hình kế tiếp bà đứng thẳng không hướng về máy quay vai ưỡn ra sau dường như bà có sự nhạy cảm cơ thể của một diễn viên múa ba lê bà nhu trông như sẵn sàng mỉm cười chí ít là cái cằm của bà nâng lên theo hướng máy quay sự hiện diện mạnh mẽ của bà làm tôi quên để ý đến vóc dáng bà khi so với những người mỹ cho mãi đến sau này bà nhỏ con nếu không có đôi guốc cao gót và kiểu tóc tổ ong bồng bềnh có thể bà chỉ đứng tới vai bà bớt em gái Tổng thống Kennedy, Jean Smith, có cảm vuông giống như anh mình. Bà mặc bộ váy dài vải bông kẻ và đeo chuỗi ngọc, và có vẻ như bà không thể rời mắt khỏi những bộ da cọp xếp chung quanh chân bà thậm chí không ngước nhìn lên để chụp ảnh như thể bà lo sợ chúng có thể sống lại và tấn công. Hai khuỷu tay bà tu sát vào người, tay này nắm tay kia, như cây đai an toàn, hai đầu gối bà khép chặt vào nhau như thể bà sẽ khuỵu xuống nếu không làm vậy. Jean Smith là con út trong gia đình Kennedy. Chồng bà, Stephen, là cố vấn chính trị và chủ tịch tài chính của tổng thống, nhưng Jean cũng đã dành nhiều thời giờ và công sức cho Jack Kennedy. Bà làm việc không mệt mỏi với các chiến dịch, tiếp đãi khách các buổi tiệc trà và gõ cửa nhiều nơi. Sau cuộc bầu cử, tổng thống Kennedy viết vào một tấm hình gửi cô em gái út: "Cảm ơn bà vì tất cả những nỗ lực của bà." Jean xúc động, vinh dự, bà nói: vì những nỗ lực của bà đã được nhìn nhận cho đến khi bà nhận ra tất cả các chị và vợ của các anh bà đều nhận được điều tương tự một bà nhu một người châu á giàu nghị lực tuyệt vời và bà jean smith người phụ nữ thuần mỹ có nhiều điểm tương đồng hơn người ta có thể hình dung từ lúc thoáng nhìn tấm hình chụp hai người đứng cạnh nhau cả hai người phụ nữ này đều nhờ những mối ràng buộc mạnh mẽ của gia đình dẫn đưa đến chính trị cả hai đều có chồng làm việc cho gia đình cả hai gia đình đều theo đạo công giáo và chống cộng và cam kết làm điều phải cả hai đều duyên dáng và hiểu biết rộng và cả hai đều tự xưng luôn hết mình vì mục đích dường như có một sự thu hút tự nhiên không chỉ giữa hai người phụ nữ này mà còn giữa chính phủ kennedy mới được tấn phong và chế độ của ông diệp ở sài gòn hình f chính tổng thống kennedy đã thông báo về chuyến công du của johnson đến đông nam á gọi đó là sứ mệnh tìm kiếm sự thật có những tường trình mâu thuẫn nhau về những gì đang diễn ra ở Nam Việt Nam. Ở đó, cái quốc gia nhỏ bé này có gì để xứng với hàng triệu đô la viện trợ mà Hoa Kỳ đã đổ vào từ năm 1954? Anh em họ Ngô này có đang hậu thuẫn cuộc chiến chống chủ nghĩa cộng sản như họ tuyên bố, hay họ đang cản trở nó? Năm ngoái, chứng kiến sự gia tăng bạo lực và các hoạt động của cộng sản, có thể là lý do khiến Phó Tổng thống Johnson không muốn đi thưa tổng thống johnson nói tôi không muốn gây rắc rối cho ngài bằng cách để người ta bắn nát đầu tôi ở sài gòn hai dĩ nhiên không ai trong đoàn tùy tùng của johnson bị tổn hại ở nam việt nam chế độ ngô đình diệm lo cho những người mỹ rất tốt đón tiếp họ tại nhà khách trong khuôn viên dinh đêm đầu tiên ở sài gòn vợ chồng johnson vợ chồng smith và tân đại sứ của kennedy tại việt nam cộng hòa frederick noting và vợ ông thưởng thức bữa ăn tối kiểu Pháp ngon lành trong nhà hàng sân thượng khách sạn Caravan. Ba, những người phụ nữ khả ái nhẹ nhàng bước đi dưới những hàng keo dọc các con đường rộng với hai hàng cây hai bên, những âm thanh vui đùa của trẻ con nơi bãi trống vọng đến tai họ theo làn gió buổi tối êm đềm. Tuy nhiên cũng thấy rõ không khí căng thẳng, cảm nhận được những nguy hiểm sắp diễn ra, của những người cộng sản lần khuất trong bóng tối các bản tin tình báo khẳng định rằng nhiều người từng chiến đấu bên cạnh việt minh trong chiến tranh chống pháp đã ở lại miền nam hiện giờ quyết tâm thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo duy nhất của hà nội những người cộng sản đã và đang thành công mặc dù nhiều người không thoải mái thừa nhận sự thực đó người ta nói những người cộng sản kiểm soát một phần ba vùng nông thôn phía nam họ lập căn cứ ở các vùng đồng bằng và trên cao nguyên những vũ khí từng được dùng để chống người pháp giờ được bọc trong bao ni lông chôn giấu dưới ruộng lúa trong gần 15 năm, giờ được lấy lên và cải tiến để sử dụng. Lê Duẩn, lãnh đạo Cộng sản cao nhất ở miền Nam, tổ chức cho những tay súng ngày xưa đứng vào đội ngũ mới. Ông có quá trình tham gia cách mạng khá ấn tượng, từng trải qua 7 năm trong các nhà tù Pháp trước khi gặp Hồ Chí Minh ở Trung Quốc thập niên 1940. Vì thế, dù là người Nam, ông hiểu rõ các đồng chí của ông ở Hà Nội. Ông có thể biện hộ cho đồng bào miền Nam của ông, đồng bào chúng ta đang phải chịu đau khổ dưới chế độ Ngô Đình Diệm và sẵn sàng chiến đấu. Họ phải nổi dậy, nếu chúng ta không lãnh đạo họ, họ sẽ hình thành phong trào kháng chiến của riêng mình, và chúng ta không còn có vai trò nữa. Bộ Chính trị nhất trí với Lê Duẩn và quyết tâm đấu tranh vũ trang ở miền Nam bên cạnh những nỗ lực chính trị. Năm 1959 một nhiệm vụ bí mật được đề ra là vận chuyển vũ khí và hậu cần đi dọc đường Trường Sơn để khởi động chiến tranh. Phương Tây thường gọi con đường rừng núi hiểm trở vốn chạy ngoằn ngoèo phía tây đất nước này là đường mòn Hồ Chí Minh. Bốn, một năm sau, Đại hội Đảng Cộng sản ở Hà Nội nêu quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh vũ trang. Tháng 12 năm 1960, Hà Nội thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, MTDTGPMNVN danh xưng hợp thức cho nỗ lực tái thống nhất đất nước của Cộng sản ở miền Nam, mặc dù người Mỹ thường gọi họ một cách nông na là Việt Cộng. Dù tên gọi có là gì đi nữa, sự sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm là mục tiêu số một của họ. Hà Nội đã ra lệnh cho họ lật đổ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa và, quan thầy của ông ta, là Hoa Kỳ, bằng bất cứ phương tiện nào cần thiết. Vào thời điểm Johnson đến thăm Sài Gòn, những người Cộng sản đang gây thiệt mạng trung bình mỗi tháng từ 5 đến 800 binh lính, công chức, và thường dân ở Nam Việt Nam. Những con số này được giữ kín, những con số nghiêm trọng xuất phát từ Việt Nam này được xào nấu vì hai lý do, và cả hai đều dính tới chính trị. Về phía Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Frederick Noting, và Đại tướng Tổng tư lệnh Paul Haken lo lắng những đánh giá tiêu cực có thể làm sói mòn quyết tâm của tổng thống Kennedy muốn tiền bạc viện trợ và các cố vấn của Mỹ tiếp tục đổ vào Việt Nam. Khi bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara thực hiện chuyến đi khảo sát hai ngày khắp quốc gia này, Nownting và Ha cần cấm nhân viên của mình nói với ông bất cứ điều gì có thể mang đến một ấn tượng không tốt. Những kiểu tránh né này là con dốc trượt dẫn đến sự thao túng công khai sẽ diễn ra sau này như ghi nhận số thương vong của đối phương thiếu căn cứ vững chắc và lột bỏ những miếng dán màu đỏ ra khỏi tấm bản đồ cho thấy nơi cộng sản đứng chân khi cảm thấy có vẻ chúng quá nhiều. Các nhà báo Mỹ, mặc dù không bị kiểm duyệt thẳng thừng, được yêu cầu phải hiểu rõ những hướng dẫn của nước Mỹ liên quan đến việc gửi về tòa soạn những tường trình không mong muốn. Phải tránh nói đến những con số cụ thể, cũng như tránh chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu chiến thuật bất kỳ ai vi phạm những quy định căn bản này sẽ không được tiếp tục làm nhiệm vụ. Năm, một lý do khác để giữ kín những con số xấu là bởi cá nhân Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ điên tiết. Sau vụ đảo chính hụt năm 1960, ông Diệm đã thông báo miệng đến các chỉ huy quân sự không được tiến hành các cuộc hành quân có thể gây ra thương vong lớn. Vị Tổng thống này kết luận rằng những người lính ngày dù bất mãn đằng sau cuộc đảo chính hụt rất giận dữ chế độ vì những thương vong mà họ phải chịu trong các chiến dịch tấn công. Ông Diệm không thể, hoặc đã không hiểu rằng chế độ gia đình trị, thiên vị công giáo và sự áp bức các quyền tự do mới thực sự là những nguyên nhân gây nên sự oán giận. Ông Diệm không muốn thấy một cuộc đảo chính nữa, cho nên ông không muốn quân đội chịu tổn thất. Các cố vấn người Mỹ cho quân đội Việt Nam Cộng hòa cuối cùng sẽ hiểu ra rằng các chỉ thị không đánh từ những chỉ huy cấp cao nhất hoàn toàn làm sói mòn những lời khuyên giao chiến với Việt Cộng của họ nhưng điều đó không ngăn cản họ chuyển những con số thương vong giả về Washington, tổn thất của cộng sản bị thổi phồng, thương vong của Nam Việt Nam được xem nhẹ và không kèm theo bất kỳ lời cảnh báo nào về những con số không chắc chắn. Những con số đó được diễn dịch thành chính sách và chính sách đó nói rằng cuộc chiến đang diễn tiến tốt. Sóng mục tiêu của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đập tan chế độ miền Nam là mệnh lệnh tối cao từ Hà Nội phải được thi hành từ dưới lên. Chiến tranh sẽ bắt đầu ở các làng mạc lan rộng đến các huyện rồi các cấp chính quyền tỉnh thành đã rồi cuối cùng sẽ là một cuộc tổng tấn công nhắm vào bản thân chính quyền trung ương ủy ban trung ương mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam ban hành những chỉ thị cụ thể về những mục tiêu cần nhắm tới để tối đa hóa tác động của các cuộc tấn công bất chợt và ngẫu nhiên các trung tâm thông tin kho bãi sân bay và các cơ quan của mỹ được đặc biệt chỉ rõ những mục tiêu đầu tiên từ các chiến dịch của MTDTGPMNVN là vùng nông thôn các tỉnh Long An, Tây Ninh, Long Xuyên, An Giang. Vào tháng 12, 1960, bạo lực lan dần đến thành phố khi một khu bếp tại câu lạc bộ Gôn Sài Gòn bị đánh mìn, làm chết một nhân viên và hai đầu bếp. 7. Các hoạt động quân sự của MTDTGPMNVN rất thành công nhờ họ khéo léo tận dụng các phương tiện thông dụng. Chẳng hạn, Quả bom đặt trong chiếc xe máy bình thường là chết chóc, hiệu quả, và gần như không thể phát hiện cho đến khi quá muộn. Toàn bộ khung xe chứa đầy chất nổ, những sợi dây điện mảnh nối với các đầu đựng thuốc nổ bên trong khung xe chạy ngang luồn qua dây thắng, giúp ngụy trang, và nối vào cây bóng đèn trước xe có kèm cái đồng hồ hẹn giờ. Chỉ cần dùng một cái đèn pin nhỏ kích hoạt là chiếc xe nổ tung, gây ra sự hủy hoại khủng khiếp giữa đường phố đông đúc. Việt Cộng gọi cái biến thể hai bánh xe của họ dựa theo con ngựa thành choi là ngựa sắt. Họ tuyển mộ những người trẻ vào làm công việc chết người đó độ tuổi lý tưởng vào khoảng 18, nhưng các cậu bé 13 hay 14 cũng là những kẻ phá hoại thành phố, hay những kẻ ném lựu đạn rất tốt. Các nhà hàng, khách sạn bắt đầu lắp những tấm lưới trước hiên nhà, mọi người sợ ngồi trước hành lang, vào dạp hát, hay thậm chí đi chợ. Tám, ngày 22 tháng 3 năm 1961, chỉ hơn một tháng trước chuyến công du của Johnson đến Sài Gòn, một chiếc xe tải chở 20 cô gái phát nổ tanh bành trên một con lộ hoang vắng trong vùng rừng sát. Các cô gái đang trên đường từ Sài Gòn về nhà ở tỉnh Phước Tuy, họ mới trải qua buổi chiều đứng nghe bà Nhu, đệ nhất phu nhân, đọc bài diễn văn nồng nhiệt ca ngợi phụ nữ Việt Nam nhân ngày lễ kỷ niệm hai bà Trưng. Đó là buổi lễ tưởng nhớ hai chị em bà Trưng, hai nữ anh hùng Việt Nam đã chiến đấu chống lại nhà Hán bà Nhu coi hai bà như gương mẫu cho những người phụ nữ dũng cảm của Việt Nam Cộng Hòa hiện đại. Tuy nhiên, đối với các cô gái kia, ngày hôm đó đã kết thúc trong thảm kịch. Trong những khoảnh khắc sau khi chiếc xe trúng phải mìn chôn trên đường, hàng loạt đạn chốt xuống như mưa. Người tài xế xoay sở lái chiếc xe y ạch chạy đến đồn lính gần nhất, nhưng hai cô gái đã chết. Một tuần sau, bà Nhu đến một bệnh viện ở chợ lớn thăm bốn trong số các nạn nhân trẻ của vụ tấn công đang nằm đợi hồi phục một người hỏng một con mắt, một người khác cụt chân, và một phụ nữ lom khom vì bị thương cột sống. Bà Nhu cũng đến thăm khu vực xảy ra vụ nổ, nói chuyện với các cô gái sống sót sau trận phục kích. Trong ngôi nhà của cô Nguyễn Thị Bàng, 23 tuổi ở huyện Cần Giờ, bà Nhu đặt vòng hoa lên ngôi mộ mới xây và chia buồn với mẹ và chị của cô gái bị sát hại. Một ngày sau khi đến Sài Gòn, Phó Tổng thống Johnson gặp gỡ Tổng thống Ngô Đình Diệm tại Dinh nơi họ nói chuyện chi tiết về sự viện trợ từ Hoa Kỳ. Trong khi Johnson trịnh trọng tặng món quà của ông bộ sách bìa cứng di sản Mỹ về lịch sử Hoa Kỳ và trình ủy nhiệm thư, các bà vợ đi một vòng bên trong dinh với bà Nhu để nhìn những bộ gia cọp. Bức ảnh chụp lúc gặp nhau ở cầu thang văn phòng cho thấy Johnson cúi hẳn người xuống để nói chuyện với ông Diệm. Sau buổi gặp gỡ, Phó Tổng thống Mỹ trình bày chương trình 8 điểm bao gồm việc cung cấp thêm vũ khí và tiền bạc. Chiều hôm đó, Johnson, vẫn với phong cách phóng khoáng người vùng texas đã xuống phố sài gòn đi dạo để hòa đồng với dân chúng miền nam việt nam phóng viên stanley cano nhận xét rằng johnson bắt tay mọi người vào mỉm cười như thể ông đang đón chào các quận trường cảnh sát trong chiến dịch tranh cử ở texas nhưng theo một nghĩa nào đó đó là công việc của ông ông johnson được phái đến đây để chấn an người dân miền nam việt nam rằng hoa kỳ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và tiền bạc để cải thiện tình hình xã hội và chiến đấu chống chủ nghĩa cộng sản Bà Nhu ngồi ở vị trí danh dự cạnh phó tổng thống bên tay phải ông tại tiệc khoản đại chính thức. Họ đã gặp nhau một lúc ngày ông đến. Bà Nhu có mặt ở sân bay cùng với các vị phu nhân khác để đón phái đoàn của phó tổng thống. Khi bước xuống sân bay, vị phó tổng thống rào bước qua đội danh dự đến gần bà, bắt tay bà. Phong cách của ông gây thích thú cho bà Nhu lần nữa tại bữa tiệc bà không quen với những người đàn ông chờ bà ngồi xuống trước khi họ ngồi vào ghế của họ cũng như không quen được nói đến trước những người đàn ông như tổng thống và chồng bà nhưng bà nhu thích cách nịnh đầm của johnson tuy bà không biết rõ lắm ý nghĩa của nó trong buổi tiệc ông cố nài bà đồng ý đến thăm nông trang của ông ở texas bà khúc khích cười lấy cái khăn ăn che miệng nhưng ông cứ khăng khăng nhiều lần khiến bà cuối cùng đồng ý sẽ đến khi ông lên làm tổng thống bà hứa sau đó, Johnson nắm bàn tay trái của bà Nhu bằng bàn tay to bự của mình và trước mặt vợ ông cùng các nhà ngoại giao ngồi cùng bàn, dẫn bà ra ban công. Chỉ cho tôi thấy quang cảnh ở đây đi, ông thì thào. Bà đã phải cố đi thật nhanh để bắt kịp những bước chân của người đàn ông cao lớn vùng Texas. Nhưng vị phó tổng thống có vẻ không để ý, ông nhìn bà mỉm cười để mọi người trong tiệc khoản đãi chính thức có thể nhìn thấy. Tháng 5 năm 1961, bà nhu vững tin vào chính mình hơn bao giờ hết dự án tham vọng của bà muốn tay cấu trúc xã hội đang tiến triển tốt trong đó phụ nữ là những tác nhân cho sự thay đổi dự án này rất đáng hài lòng bà đã viết vội vàng trong nhật ký của mình tháng một năm đó bà không nhận thấy mình thông minh đến thế bà nhu đã có sáng kiến lập ra phong trào liên đới phụ nữ mùa hè năm trước đó là một hội đoàn công chức dấn mình vào việc giúp đỡ các gia đình quân nhân việt nam họ có thể mang thức ăn cho ai đó trong bệnh viện hay đem thuốc men cho các gia đình ở nông thôn họ cũng có thể hiến máu và viết những lá thư khích lệ binh sĩ ngoài mặt trận ý tưởng là đem đến cho phụ nữ một mục đích khác bên ngoài gia đình một phương cách để tham gia vào xã hội tích cực hơn và nhận thức được vai trò quan trọng của họ trong việc xây dựng quốc gia mới này bà nhu còn lập ra một tổ chức bán quân sự con gái bà ngô đình lệ thủy tham gia vào một đơn vị dự bị của tổ chức này họ được huấn luyện sử dụng súng, cứu thương và đi diễu binh trong quân phục kiểu cách với cái áo thắt lại ở eo. Bà Nhu gọi các thành viên trong lực lượng nữ binh của bà là những người yêu bé nhỏ của tôi. Hình, 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 nguồn cảm hứng của bà Nhu đối với những người yêu bé nhỏ của bà đến từ huyền thoại Hai Bà Trưng. Hai người phụ nữ trẻ đã khởi binh chống lại quân Hán xâm lược vào năm 40, gần 2.000 năm trước những người cộng sản cũng sử dụng huyền thoại này họ tìm thấy yếu tố giai cấp trong câu chuyện nhưng với những mục đích của mình bà nhu nhấn mạnh đến sức mạnh của phụ nữ và các bà mẹ trong chiến đấu tương truyền rằng bà chưng chắc trả thù cho chồng bị quan thái thú nhà hán giết hại em gái bà cùng một đội nữ kỵ binh ưu tú sát cánh bên bà một trong những người phụ nữ này đang mang thai và sinh con trong trận tiền nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu với đứa bé sơ sinh buộc chặt sau lưng bà nhu hy vọng rằng câu chuyện lịch sử đó sẽ thúc đẩy những người phụ nữ thời đại bà học tập những kỹ năng bảo vệ gia đình mình thậm chí bà còn cho dựng tượng đồng hai bà trưng đứng chào đón những chiếc tàu cập cảng sài gòn nhưng khi tượng được dựng lên khuôn mặt và vóc dáng của hai bà trưng giống bà nhu quá đến mức thành lời ong tiếng ve bà nhu muốn phụ nữ miền nam ngưỡng mộ hai vị nữ anh hùng thời xa xưa hay đệ nhất phu nhân của họ rất có thể bản thân điêu khắc gia đã áp đặt những đường nét tương tự với ý định nịnh bợ đệ nhất phu nhân, nhưng diễn giải phổ biến nhất là, một lần nữa, bà đang sử dụng phong trào phụ nữ để phục vụ cho những mục đích riêng của mình. Hầu hết phụ nữ gia nhập tổ chức liên đới là những bà vợ trung lưu ở Sài Gòn. Họ tham gia để cầu cạnh bà Nhu hoặc để đảm bảo cho chỗ làm công chức của chồng mình. Bà Nhu vẫn không biết cách kết nối với đa số phụ nữ Việt Nam bà cứ đặt hết niềm tin vào lòng hăng hái của mọi người, coi đó là tất cả. Khi bà Nhu về nông thôn để kiểm tra sự hòa nhập của các tổ chức phụ nữ với làng xóm, bà được tặng hoa và được chào đón nồng nhiệt. Bà kể với Elbridge Dubrow, cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam, khi bà đến thăm, những người phụ nữ trong các ngôi làng đó đã cảm ơn bà như thế nào đối với bộ luật gia đình cấm đa thê và ly gì. Bà không nhận ra bà nổi tiếng và được mọi người yêu mến như thế nào bà cũng không biết rằng mọi người nóng lòng muốn nói với đệ nhất phu nhân chỉ những điều bà muốn nghe. 10. Chế độ ngô đình diệm bao gồm toàn những thành viên gia đình hoặc những người ngoan ngoãn phục tùng. Hoặc theo họ, hoặc chống lại họ. Các bộ trưởng chính phủ hoặc các đại biểu quốc hội có thể đi chỗ này chỗ nọ lắc đầu và trong thâm tâm thừa nhận mình không hài lòng. Nhưng giữa bá quan văn võ thì không ai dám lên tiếng. Sách vở phi hư cấu, tiểu thuyết, hoặc tầm thường nhất là thơ phải chịu kiểm duyệt giấy phép của chính quyền vốn có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào nhằm kiểm soát báo chí trong nước, và các nhà báo nước ngoài phải nộp bản thảo để kiểm duyệt. Quản lý thông tin là chiến lược của Cộng sản, nhưng đó là vấn đề, Việt Nam Cộng Hòa được cho là quốc gia tự do. Sự oán giận dâng lên, thầm lặng và gây sói mòn. Tình báo Mỹ gửi từ Sài Gòn về Washington nhiều tin đồn cho thấy bà Nhu và chồng bà dính dáng tham nhũng, mua bán ảnh hưởng và kết tội họ đưa ra những lời khuyên tồi cho Tổng thống như một nhà ngoại giao nhận xét một cách tinh danh không có chốt khác biệt nào nếu không có điều sai trái nào được gán cho bà ta là có thật vấn đề quan trọng là người ta tin nó các báo cáo nghi ngờ về ảnh hưởng mà các tổ chức phụ nữ của bà nhu thực sự có thể gây ra đối với quốc gia này họ dường như xem chúng là chuyện hão huyền 11. một bà nhu không coi ra gì những lời chỉ trích về công việc của bà bà sốt ruột với những thứ vụn vặt của những người chung quanh và viết vào nhật ký những điều bực bội sự thông minh nuôi dưỡng lòng tham vọng, nhưng có phải là tệ hại không khi phải cộng tác với lũ ngu để mưu việc lớn? Chắc hẳn Chúa tạo ra lũ ngu rốt này để thử thách ta. Rõ ràng, những người này không thấy được bức tranh lớn và bà Nhu đã đi quá nhanh để có thể dừng lại, giải thích cho họ biết. Vẫn đầy tự tin, bà Nhu trình bày với các đồng nghiệp của bà ở Quốc hội năm 1961 một loạt ý tưởng vĩ đại về phương cách bảo vệ phụ nữ, gia đình và đất nước bà đặt tên cho những ý tưởng này là những luật lệ đạo đức. bà nhu cấm nghề đầm và các cuộc thi sắc đẹp vì sẽ làm sao nhãng một đất nước đang có chiến tranh. bà cũng đặt các tệ nạn cờ bạc, bói toán, đá gà và mại dâm ra ngoài vòng pháp luật. bà coi phá thai là bất hợp pháp. dân số chúng ta còn ít, bà nói và còn cấm áo ngực cô gọng. đó là thời điểm bà nhu thuyết phục mọi người phải thực hành tiết kiệm đừng bao giờ quan tâm đường nét của cái áo ngực đai lưng rộng phô ra qua làn lụa mỏng chiếc áo dài của bà những luật lệ đạo đức không đạt được gì nhiều ngoài việc làm nhiều người giận dữ những người dù gì cũng cứ nhảy đầm chubby checker và anh em Isley làm cho điệu nhảy twist trở nên phổ thông đến độ những kẻ bất chấp lệnh cấm nhảy đầm vẫn đến các hộp đêm được biết với tên gọi twist easy ease". lệnh cấm không chỉ áp dụng với thể loại rock and roll nhập khẩu các ca khúc chữ tình việt nam cũng bị ảnh hưởng việc này đặc biệt gây khó chịu cho những người lính việt nam những người thường xuyên hát ngoài mặt trận vì tình đồng đội hay để được thoải mái ở những nơi bốn bề rùng rợn họ có thể chạm trán một trận phục kích hoặc rơi vào một bẫy mìn bất cứ lúc nào đêm mưa trên mặt trận là một bài hát ưa thích như vậy khi bầu trời chuyển sang màu hồng người lính trẻ nghĩ về người thân ở quê nhà tâm hồn đầy yêu thương mặc dù vậy nó vẫn bị cấm vì chưa chống cộng đủ đô 12, các luật lệ đó rất trịch thượng, hàm ý rằng bà Nhu biết rõ hơn mọi người những gì họ nên và không nên làm, mặc và nghe. Sự phản đối kịch liệt tất yếu về những luật lệ om sòm đó đã che mờ lập trường chung của bà Nhu và đó là một lập trường khá tốt. Hàng đống đô la đổ vào miền Nam Việt Nam làm cho Sài Gòn có vẻ trở thành một thị trấn tiệc tùng thay vì một thành phố chuẩn bị cho chiến tranh nhiều người tin rằng viện trợ mỹ cho việt nam cộng hòa đã tạo ra một tầng lớp trung lưu các thương nhân và doanh nhân hậu thuẫn ông ngô đình diệm một lối sống thoải mái là cách tự vệ tốt nhất trước tình trạng kích động của cộng sản nhưng các chương trình nhập cảng hàng tiêu dùng lại chỉ tài trợ cho một lối sống tốn kém khác hoa kỳ cho việt nam hàng hóa để bán giúp người việt ngăn chặn lạm phát và trả tiền cho một mức sống cao cộng với hầu hết phí tổn cho quốc gia nhưng không chỉ người việt nam hưởng lợi hòn ngọc Viễn Đông đang biến thành một sân chơi cho 12.000 quân nhân Mỹ ở đây. Số quán rượu trên đường Caternus, nay là đường đồng khởi, tăng vọt. Các tiệm bánh pizza mở ra, và các tài xế taxi tăng lên gấp đôi để phục vụ khách Mỹ. Có các cơ sở kinh doanh mở ra với mục đích tìm các cô gái Việt đi chơi với những chàng lính Mỹ cô đơn. Những tờ quảng cáo hứa hẹn đẹp, quyến rũ, và đẳng cấp một người lính Mỹ phải tốn hai đô rưỡi để được nhìn ảnh các cô gái của cô Ly và thêm hai đô rưỡi nếu anh ta thực sự muốn trực tiếp gặp một cô tại hãng. Một cái hẹn sẽ được thu xếp với giá gần 4 đô, cộng thêm phí tổn khi đưa cô gái đi chơi. Tất cả tiến trình Tây Hoa đó cung cấp chất liệu cho cỗ máy tuyên truyền của Cộng sản. Nếu người miền Nam đổi những cô gái trẻ của họ để lấy vũ khí của người Mỹ, thì dễ dàng tin rằng quốc gia này cũng đang bán linh hồn của mình. Bà Nhu bảo vệ những luật lệ nghiêm khắc của mình. Ai cũng biết, để đánh bại cộng sản, bạn phải có đường lối và bám chặt vào nó. Bà nói đúng, ý niệm phổ biến cho rằng người Mỹ mua miền Nam Việt Nam sẽ là công cụ tuyển quân tuyệt vời đối với cộng sản, và bà Nhu đủ sắc sảo để sớm nhận ra vấn đề. Nhưng bà đã sử dụng cái vòi rồng chữa lửa để dập tắt một que diêm. Người ta ghét bà vì phong cách độc đoán. Những năm thuộc địa và chiến tranh đã làm chai sạn đồng bào của bà bà nhu thích nói mình đại diện cho đồng bào nhưng bà hầu như không biết họ thay vì vậy những luật lệ và quy định của bà là sự bành trướng những nguyên tắc đạo đức của riêng bà và những lời nhắc nhở thường xuyên về quyền lực của bà lối sống của bà trong dinh sặc mùi xa xỉ và phong phí khi mà hầu hết người việt nam vẫn phải sống ở nông thôn và vật lộn để tồn tại bà không có quyền gì không cho họ có được chút ít niềm vui chồng bà nhu không được dân chúng yêu thích bằng bà vị trí của ông trong chính quyền Ngô Đình Diệm được xác định một cách lòng lẻo là cố vấn của Tổng thống, nhưng nhiều người tin rằng ông điều khiển cuộc chơi. Để minh họa quyền lực to lớn của ông Ngu, đặc phái viên David Halberstam cố gắng đặt ông vào bối cảnh nước Mỹ cho bạn đọc của tờ New York Times. Hãy hình dung Ngô Đình Diệm là Tổng thống Hoa Kỳ. Trong hoàn cảnh đó Ngô Đình Ngu sẽ kiểm soát tất cả báo chí trong nước, đứng đầu CIA, FBI và Quốc hội, làm Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Ngoại giao và viết tất cả tường trình mà tổng thống nhìn thấy những gì ông diệm biết về thế giới bên ngoài là những gì ông nhu muốn ông ta biết những gì ông ta thấy là thấy qua cặp mắt của ông nhu những người ông gặp chỉ là những người đã được ông nhu chấp thuận ông nhu lập ra các tổ chức khác nhau để thực hiện các chiến lược chính trị mà ông đề ra có tổ chức thanh niên cộng hòa những người trẻ mặc đồng phục xanh dương được coi là đại diện cho tiếng nói của thanh niên miền nam việt nam thay vì bày tỏ chính kiến của mình đa số họ nhai đi nhai lại những câu nói của người sáng lập và lãnh đạo của họ là Ngô Đình Ngu. Thanh niên Cộng Hòa có 1.386.757 thành viên vào cuối năm 1962, giảm gần 300.000 so với hai năm trước đó. Lực lượng này đã được thanh lọc kỹ, không có khả năng trở thành những người Cộng sản phá hoại. 21.061 thanh niên có vũ khí, và họ tuyên bố đã giết được 234 Cộng sản. Về phía mình, họ cũng mất gần 500 người trong những vụ ám sát của Cộng sản và 2.413 người khác trong các vụ bắt cóc. Những con số thống kê này dường như không làm giảm bớt lòng hăng hái của họ đối với lãnh tụ của mình. Trong buổi lễ tái bổ nhiệm ông vừa được chọn làm Chủ tịch Toàn quốc của Thanh niên Cộng hòa Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa và các thành viên Quốc hội đứng dậy khi ông Nhu đón tiếp các đại biểu của các đơn vị thanh niên. Mặc dù trời mưa tầm tã, ông Nhu vẫn đứng, cả người ướt nhẹp trong bộ đồng phục của tổ chức. Trong khi từng người một, các bạn thanh niên quỳ xuống tuyên thệ thực hiện những mệnh lệnh của lãnh tụ và ủng hộ điêu lệ của thanh niên cộng hòa, tìm mọi cách huy động toàn thể nhân dân miền Nam Việt Nam tham gia vào cuộc đấu tranh chống cộng sản. 13, một trong những dự án mà ông nhu quan tâm nhất là chương trình ấp chiến lược. Người anh đã làm điều tương tự tại Malaya để chống lại quân nổi dậy cộng sản. Những người nông dân chuyển đến các khu vực được củng cố vững chắc và được quân đội bảo vệ được bao bọc bởi các lớp dây thép gai đạn dược và súng ống ông nhu cố gắng sao chép chiến lược của người anh về lý thuyết ấp chiến lược ngăn chặn cộng sản tiếp cận với nguồn tiếp tế và nhân lực ông nhu rất thích kế hoạch này bởi vì một lần nữa nó mang cuộc cách mạng chính trị ra khỏi sài gòn để đến với các vùng nông thôn không chỉ là một chiến lược quân sự nhằm đánh bại cộng sản nó còn là thành quả hợp lý của cuộc cách mạng kinh tế xã hội của ông và là cơ hội để xây dựng một nền móng chính trị mới cho ông Ngô Đình Diệm ở nông thôn. Nhưng vì tính nóng giận và thiên vị của ông Ngô, các quan chức địa phương báo cáo sai sự thật về ấp chiến lược khi chúng không thực sự tồn tại. Chúng không hoàn toàn là những khung cảnh yên ấm, những ngôi làng được bao bọc bởi những bụi tre đặt bẫy treo và hai cây tháp canh hướng về phía rừng hoặc đồng ruộng. Giữa hai lớp dây thép gai là những hàng trông mũi trông chết đầy phân người để gây thương tích cho bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Nhưng làm hàng rào thép gai rất tốn thời giờ, và bản thân thép cũng là loại vật liệu đắt tiền. Thay vì 14 tấn dây thép gai dành riêng cho việc xây dựng một ấp chiến lược, 10 tấn thép gai được kéo giãn ra để xây dựng 163 ấp chiến lược, không an toàn chút nào. Người dân địa phương thường không được bồi thường vì mất đất và những người bị dí lưỡi lê buộc phải rời bỏ nhà cửa để đi cư trú chỗ khác mà không được báo trước bởi vì chiến lược của ông Nhu là ập tới những vùng có nhiều cộng sản mà không thông báo, không chuẩn bị, hay không có sự bằng lòng trước. Ông không tính đến thời gian cần thiết để đưa các dịch vụ khác vào hoạt động để thuyết phục dân chúng, như an sinh, y tế, và trường học. Thay cho mô hình những ngôi làng an toàn, ông Nhu đã lập ra một cái gì đó giống như một vùng quê giải rác các trại tập trung nhỏ đáng sợ nhất trong tất cả là sở nghiên cứu chính trị xã hội của phủ tổng thống do ông nhu lập ra về cơ bản nó là một tổ chức của những người chỉ điểm hoạt động như một nhân viên cia người việt người mỹ đã hào phóng cung cấp tiền bạc để giúp cho tổ chức này phát triển dù vậy nó đã sớm mang tiếng hung hiểm sở nghiên cứu chính trị xã hội còn hơn là một tổ chức thu thập thông tin tình báo nó thực thi công lý thông qua các đơn vị cảnh sát đặc biệt với những biện pháp thô bạo bởi vì khó mà phân biệt những người làm cách mạng kiên định với những người hợp tác chỉ vì yêu nước. Cả hai nhóm người này đều bị xử lý như nhau. Những người bị sở nghiên cứu chính trị xã hội ruồng bố có thể bị đánh đập hoặc tra điện vào bộ phận sinh dục, nhưng hầu hết họ bị bỏ mặc trong ốm yếu tiểu tụy với tư cách là những tù nhân chính trị, vốn chiếm một phần ba trong tổng số 30.000 người bị giam cầm trong năm chục nhà lao trên cả nước. 14. Ông Nhu luôn bảo đảm chiều theo ý của anh mình, Tổng thống giữa công chúng, nhưng mọi người ngày càng tin rằng ông Nhu đang nắm quyền. Điều đó biến ông thành mục tiêu. Trong một chuyến đi săn bắn ở Đà Lạt, Việt Cộng tấn công đoàn xe của ông, và người chỉ huy cận vệ của ông bị bắn chết trong cuộc phục kích. Chính quyền tìm cách ém nhẹm, cho đó đơn giản chỉ là một tai nạn xe cộ trên con lộ nông thôn tối trời. Họ không bao giờ giải thích tại sao chiếc xe lỗ chỗ những vết đạn. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Margaret Higgins, Ông Nhu Thành thật cho biết dân chúng không thích ông đến độ nào. Tôi bị ghét, và vợ tôi cũng vậy, nhưng ông sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm của mình. Chính quyền nào cũng có tay cứng rắn, người làm những việc dơ bẩn và khó ưa. Ngay cả Eisenhower cũng phải có một Sermon Adam, cước chú của Hickin Ông Nhu lấy làm tự hào khi theo dõi sát những việc làm kín đáo của chính phủ Hoa Kỳ, ở Việt Nam, nơi bạo lực và hiểm độc có ở khắp mọi nơi. Tôi là người nhận những công việc không dễ chịu tôi chính là kẻ bị lăng mạ, nhờ đó mà người khác có thể được dung thứ. 15. Sự bất mãn của dân chúng đối với ông Nhu và người vợ khả ái của ông được nhiều người Mỹ nghe thấy ngay cả trước chuyến công du của Johnson. Vậy thì tại sao Phó Tổng thống đưa ra tất cả những hứa hẹn tươi sáng về sự cam kết của Mỹ đối với chế độ này? Như Johnson giải thích trong một cuộc chất vấn chính thức về chuyến công du, không phải chỉ mình ông Diệm và gia đình ông chịu đối xử như vậy. Ông Diệm phức tạp, xa cách và chung quanh ông là những người không xứng đáng và kém năng lực. Nhưng sự thật vẫn là không có người nào khác để Mỹ sử dụng nhằm giữ vững lập trường chống chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á. Khi ở Sài Gòn, trong một khoảnh khắc phấn khởi và vui sướng, Johnson hào hứng tuyên bố Ngô Đình Diệm là Winston Churchill của châu Á. Ông có thực sự muốn nói vậy? Nhà báo Stanley Canu hỏi. Cứt, Johnson lè nhè trả lời. Diệm chỉ là cậu bé duy nhất chúng ta tìm được ở đây. Gano không thể viết điều đó lên báo Saturday Evening Post, như phóng viên tờ New York Times Homer Bigat đã sáng chế ra cụm từ nói về tình thế khó khăn của Mỹ ở Việt Nam, chìm hoặc bơi cùng với Ngô Đình Diệm. Nó là dòng đầu của một ca khúc mà Bigat đã phịa ra để hát với bạn bè trong giới báo chí Sài Gòn theo giai điệu bài Am An Âu Âu Cao hèn. Chúng ta phải chìm hoặc bơi cùng với Ngô Đình Diệm. Chúng ta sẽ không nghe nói về bà Ngu. À, ố, ồ. IE, yeah, vân vân. 16. Sáng ngày 27 tháng 2 năm 1962, hai phi công bất đồng chính kiến lái máy bay bổ nhào xuống dinh rồi ném bom. Mục tiêu của họ là cánh phải của dinh, nơi gia đình ông Nhu đang ở, bà vú nuôi người tàu của đứa bé nhỏ nhất bị trúng một mảnh bom, chết. Cô con gái lớn của vợ chồng ông Nhu, Lệ Thủy, vẫn giữ được bình tĩnh trong cơn hỗn loạn. Cô gái 16 tuổi bò lê lết để cứu hai đứa em nhỏ một đứa 2 tuổi và một đứa chưa tới 10 tuổi, khi cầu thang chính đổ sập trong đống lửa. Toàn bộ trần nhà của phòng ngủ đổ sập xuống khi bà Nhu chạy vào nhà tắm để lấy áo choàng mặc phủ lên áo ngủ. Bà thoát khỏi chỗ đó nhưng lộn nhào từ tầng 2 xuống một đống sắt, gỗ, sỏi rồi ngã vào một đống cho than âm ỉ cháy. Bà phát hiện mình bị ba vết bỏng nặng độ 3 và những vết cắt sâu trên cánh tay, nhưng lạ một điều là bà không cảm thấy đau đớn gì cả bà không có bất cứ cảm giác gì ngoại trừ thấy khó cử động, khó xua đẩy những thứ đè lên người mình để chui ra khỏi đống hỗn độn. Nhưng bà biết bà phải chui ra, một thung lũng ánh sáng đang vẫy gọi, một làn gió thoảng qua xua tan đám khói khỏi người bà. Bà chưa bao giờ thấy rõ ràng đến thế, bà nhìn vượt qua đống tàn tích, vượt qua những cái bóng dài gãy đổ của dinh, một nguồn sáng rực rỡ đang dâng lên. Phúc lành và thương xót loạng choạng đến gần bà là một bóng hình đi trong lửa cháy đó là chồng bà đang đi tìm bà kêu lên mừng rỡ khi thấy bà vì ông nghĩ bà đã chết những phiền toái hôn nhân của họ được dẹp qua một bên họ lại là một bên nhau ít nhất là trong giây phút đó bà nhu mất lịm vào vòng tay chồng bà nhu mất gần như tất cả của cải trong đám cháy một vài bộ quần áo nằm ở tiệm may còn nguyên vẹn và như sau này tôi biết một cuốn nhật ký những chiến lợi phẩm của bà, những bộ da cọp quý giá, chỉ còn là một mớ da cháy khét. Chỉ còn những ký ức ở lại với bà, nhưng bà ngạc nhiên thấy mình không buồn nản, một cái gì mới mẻ mở ra trong tâm hồn bà, đúng như nó đã mở ra khi bà dạo bước qua một cây cầu ở miền trung Việt Nam khi còn là một phụ nữ 21 tuổi với đứa con nhỏ trên tay. Bà sẽ không bao giờ quan tâm đến những cái vụn vặt như quần áo hay của cải vật chất nữa những tấm ảnh chụp những người phụ nữ giữa những bộ da cọp trong phòng ngủ dinh của bà Nhu càng thêm phần xúc động bởi thảm họa ập đến đã biến dinh thành một cảnh tượng tan tành vỡ vụn. Tôi cẩn thận dán từng tấm ảnh vào cuốn album, mỗi tấm một trang và mỗi trang được bảo vệ bằng một miếng giấy da mịn. Cuốn album tôi đã chọn có màu đỏ, để được may mắn, tất nhiên. Tôi gửi đi sau khi đã chèn đóng xốp viên đậu bằng thư tín ưu tiên. Đáp lại, bà hết lời ca tụng tôi. Việc tôi hoàn thành thách thức của bà chắc chắn là một dấu hiệu thiêng liêng. Nhưng bà chưa hoàn toàn sẵn sàng. Bà nói, thực hiện lời hứa chuyển giao cuốn hồi ký. Tôi nên kiên nhẫn, bà của trách, dĩ nhiên, tôi sẽ biết rõ hơn. Chương 11 David Halberstam chết hôm qua, tôi thận trọng báo tin này với bà Nhu vào tháng 4 năm 2007. Đó là một vụ đụng xe, tôi không biết chắc bà theo dõi những biến cố thời sự sâu sắc đến mức độ nào. Tôi thậm chí còn ít chắc chắn hơn về việc bà sẽ phản ứng ra sao khi nghe đến tên của phóng viên tờ New York Times và là ngòi bút viết nhiều, người bà từng biết ở Sài Gòn nhiều năm trước đây. Cao phó về ông chạy trên tờ báo ra buổi sáng, cao, cầm vuông, hấp dẫn với giọng nói gây ấn tượng trầm sâu như thể nó vang lên từ mắt cá chân ông ta. Ông Hamberstam thành công hoàn toàn với tư cách nhà báo trong những năm đầu thập niên 1960 khi viết về cuộc chiến sơ khởi của người Mỹ ở Nam Việt Nam cho tờ New York Times. Những tường thuật của ông, bên cạnh những tường thuật của đồng nghiệp, gieo ít nhiều hồ nghi rằng chính quyền tham nhũng Nam Việt Nam được hậu thuẫn của Hoa Kỳ không sánh bằng những du kích quân Cộng sản và các đồng minh Bắc Việt của họ. Một hừm, những kẻ giỏi nhất và những kẻ thông minh nhất, bà nói khiến tôi ngạc nhiên bằng cách nhắc ngay đến tựa cuốn sách xuất bản năm 1972 của ông ấy. Không, tôi không biết ông ấy chết. Rất tiếc, bà không có vẻ buồn lắm, nhưng điều đó không có gì lạ. Từ những gì tôi biết về cách đưa tin của Halberstam, ông ấy không thích bà ngu, và bà ta cũng không ưa gì ông. Ông cho rằng bà, kiêu hãnh và vô dụng, và kết tội bà đã, bới sâu vào chính trị của bọn đàn ông bằng sự ngu dốt rõ rệt và không che giấu được trong cuốn sách năm 1964 của mình, tạo ra một vũng lầy, Halberstam nói về bà Nhu, đối với tôi, bà lúc nào cũng giống như một nhân vật của Lan Fleming bước vào cuộc sống thực, một phản nữ thần, một người đàn bà độc tài tính dục xinh đẹp nhưng hiểm ác, điều khiển một số cơ cấu bí mật mà James Bond tìm cách hủy diệt. Hai, Ông đã phê phán kịch liệt sự khao khát quyền lực chính trị của bà Ngu đến mức tin lời đồn bà nói với ai đó vào năm 1963. Halberstam sẽ bị nướng quay, và tôi sẽ vui sướng cung cấp mỡ và diêm quen. Có thể bà đã già dặn hơn sau bốn chục năm, hoặc có thể ký ức của bà đã trở nên mềm mại hơn. Nhưng phản ứng của bà Nhu trước cái chết đột ngột của David Halberstam 44 năm sau làm tôi sừng sốt khi bà nhớ đến ông ta sâu sắc làm sao. Ông ấy thông minh, một trong những người hiếm hoi nói sự thật. Quả thật, ông đã làm vậy, cả trong cuốn sách Những Kẻ Giỏi Nhất và Những Kẻ Thông Minh Nhất mà bà Nhu đã đề cập, lẫn trong lối đưa tin sắc sảo, trực diện đã giúp ông giành giải Pulitzer năm 1964. Những sự thật của Halberstam làm cho chính quyền Mỹ khó chịu và giới chức quân sự điên tiết. Ông từng là người đầu tiên vạch cho thấy rằng chiến tranh ở Việt Nam sẽ không đi đến đâu. Thỉnh thoảng ông lại chỉ cho thấy rằng Hoa Kỳ đang làm hỏng sứ mệnh của nó ở Đông Nam Á giới hàn lâm và trí thức trẻ thành đạt trong chính quyền Kennedy ngạo mạn đặt ra những chính sách thách thức lương tri thông thường. Đối với bà Ngô, hẳn cũng đã có ít nhiều minh oan khi thấy những kẻ lật đổ gia đình bà bị lu mờ bởi cách đưa tin của Halberstam. Nhưng Halberstam cũng lớn tiếng, và lặp đi lặp lại, đổ lỗi cho gia đình họ Ngô về thất bại của Mỹ ở Việt Nam. Tin tức của ông được Washington đọc rất kỹ bản thân tổng thống kennedy yêu cầu cia nghiên cứu từng bài báo do nhà báo trẻ này viết và mỗi một báo cáo của cia bao gồm nhiều trang phân tích cách dòng đơn cia kết luận rằng nhà báo trẻ này có được thông tin về các sự kiện trực tiếp ở nam việt nam chính xác hơn đa số các cố vấn quân sự anh ta đúng khi nói rằng cộng quân đang thắng và lại đúng khi tuyên bố rằng các du kích quân cộng sản được trang bị tốt và thao túng vùng đồng bằng sông cửu long 3. CIA đi đến một kết luận quan trọng khác về những tin tức của Halberstam. Những bài báo, lúc nào cũng bi quan, góp phần trực tiếp vào sự khủng hoảng chính trị ở Nam Việt Nam. CIA đòi David Halberstam chịu trách nhiệm về sự dạn nứt của chế độ họ ngô. Những tin tức của ông, họ nói, góp phần dẫn đến sự suy sụp của nó. Liệu bà Nhu có biết đến chi tiết này? 4. stem và những nhà báo trẻ khác của phân bộ báo chí ở Sài Gòn tin vào sứ mệnh của Mỹ ở Nam Việt Nam. Họ ủng hộ học thuyết Domino hết lòng đến mức khi họ nhìn thấy các chính sách từ chính phủ của họ bị bà Nhu và gia đình bà làm cho chầy chật. Các nhà báo này dường như quyết định tự mình, với tư cách những người Mỹ tử tế, thay đổi tình hình ở Nam Việt Nam, cũng như đưa thông tin về nó. Mục đích của họ không có gì khác là thay đổi chế độ họ đổ tội cho anh em họ Ngô vì đã để mọi chuyện gần như sai lạc so với nỗ lực hậu thuẫn của Mỹ ở Nam Việt Nam. Chỉ sau khi ông Diệm và ông Nhu chết đi thì chính Halberstam mới kết luận rằng vì tất cả tin tức về những sai lầm của chế độ Ngô Đình Diệm, ông đơn giản đã không đủ bi quan. Vấn đề không chỉ là sự ngạo mạn của ông Diệm quý tộc, chủ nghĩa duy trí trì trệ của ông Nhu, hay những mưu đồ vụ lợi cá nhân của bà Nhu những cơ hội thành công ở việt nam đã xa vào vũng lầy dày đặc nhưng vào lúc đó đã quá muộn năm bà nhu hình như chưa bao giờ hiểu được vai trò của báo chí ở việt nam bà tưởng các phóng viên phải bám chặt vào lập trường chung và kỳ vọng họ lặp lại những gì dinh tổng thống nói với họ tìm kiếm những nguồn tin bên ngoài là thiếu tôn trọng bà ông nhu và ông diệm đều không nói dối ít nhất là không cố ý nói dối với báo chí họ tin những điều ngớ ngẩn mà họ đang tuyên truyền như những thắng lợi vang dội mà quân đội của họ giành được ở nông thôn hay sự trung thành của dân chúng đối với chế độ. Họ cảm thấy các phóng viên không quan tâm đúng mức đến những câu chuyện tích cực. Tại sao không nói về các chương trình y tế và phúc lợi xã hội? Thay vào đó họ tập trung vào những cái tiêu cực, bà Nhu tìm cách của mắng họ, các bạn làm như thể mình chỉ là những khán giả ở đây các bạn không hiểu rằng các bạn ở cùng chúng tôi và chúng tôi cần sự hậu thuẫn của các bạn sao? 6. Dinh Tổng thống và báo chí không hiểu ý nhau, các phóng viên châm biếm bà, còn bà thì cứ ra mặt khinh thường họ. Vì tất cả những điều đó, nên khi nghe tin David Halberstam chết, bà Nhu có vẻ như không muốn nghĩ đến ý định của nhà báo trẻ là muốn cổ vũ cho việc lật đổ chế độ của gia đình bà. Thay vì vậy bà nhớ đến chuyện anh ta tâng bốc bà như thế nào? anh ta so sánh quyền lực của tôi với quyền lực của Tổng thống. Bà nói điều đó như thể anh ta chỉ khen tặng cái váy đen mà bà biết bà đẹp khi mặc nhưng không muốn thừa nhận điều đó. Ồ, cái này cũ rồi. Như thể gán cho bà quá nhiều quyền lực là ngớ ngẩn, nhưng tầng bốc bà thì cũng vậy. David Halberstam đúng là đã nhận ra những ưu điểm lớn nhất của bà Nhu, sự nhất quán và quyết tâm của bà. Ông bình luận về niềm tin sắt đá của bà vào chính bản thân và lý tưởng của bà. Nhưng Halberstam cũng nhìn thấy sự sắc tín đúng đắn đó, trong khi thể hiện, có thể là khuyết điểm chết người về tính cách như thế nào. Bà Nhu không thể hoặc sẽ không thấy khía cạnh đó, ngược lại bà chỉ thích cách ông mô tả về bà, bà Nhu thực sự thèm khát những lễ nghi dành cho lãnh tụ. Bà là người duy nhất trong gia đình đi đứng theo cách một nhà độc tài với năng khiếu tự nhiên và niềm vui thích rõ ràng, theo sau là một hàng người phục dịch từ từ quay người trước hết qua phải rồi qua trái để cười chào đám đông. Đó luôn luôn là màn trình diễn của bậc thầy, mô tả này hầu như có thể đọc như một lời khen tặng nếu không có dòng cuối cùng. Đây là phong cách mà Mussolini hẳn đã thể hiện, bầy tôi đã tiếp ông ta, bà Nhu bảo tôi, như thể bà đã ban vinh dự cho một nhà báo hãnh tiến chỉ mới đến xứ sở này có mấy tháng. Không dễ được ngồi trước mặt đệ nhất phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa. Người nào muốn phỏng vấn bà đều phải trải qua những thủ tục nhiêu khê. Trước hết, anh ta phải trịnh trọng đề nghị một cuộc gặp kín và viết một lá thư thân tình gửi cho bà nêu rõ những gì anh ta muốn hỏi. Nếu người được phỏng vấn chấp thuận, chắc chắn như vậy, thì nhà báo sẽ được chờ đón một người cao hơn một mét rưỡi và nặng hơn 40 kg là bà Nhu xuất hiện ấn tượng. Bà thường diện áo dài, cẩn thận vuốt thẳng những nếp gấp lụa, rồi lựa thế nhẹ nhàng ngồi xuống để không làm nhau chiếc áo. Cây ghế được chạm trổ cầu kỳ gần như cây ngai vàng nó càng giống như vậy hơn khi bà ấn nhẹ cái chuông trong tay đầu đó vang lên một tiếng chuông halberstam viết về sự chạm trán của ông với những kỹ thuật phỏng vấn của bà nhu trong cuốn sách The Making of a quagmire và mô tả việc được tiếp trà và kẹo bạc hà bởi những người hầu nam nhỏ bé cúi mình khum núng trông giống như một thứ cha tấn thời trung cổ nào đó tám halberstam đến sài gòn đúng vào lúc một đặc phái viên khác rời đi François Saly, một người Pháp làm việc cho Newsweek, đã làm bà Nhu khó chịu. Ông đã bị trục xuất sau 15 năm ở xứ này. Lý do, một bài viết ngày 20 tháng 8 năm 1962 kèm theo tấm ảnh chụp các người tình của bà Nhu đội bán quân sự của bà với chú thích, nữ dân quân ở Sài Gòn, kẻ thù có thêm động lực và sự hăng hái. Giới báo chí Hoa Kỳ ở Sài Gòn không buồn khi thấy Saly ra đi. Tin tức của ông đầy ô ám trong khi chính sách chính thức vẫn một mực lạc quan. Nhưng Halberstam đã ghi lại những ý kiến đáng chú ý. Sally rời Việt Nam như một người hùng báo chí, có thể nói vậy. Hai cô gái trẻ giữ ông lại trong một cửa hiệu để xin thủ bút của ông. Khi Sally chuẩn bị trả tiền thuế xuất cảnh như thường lệ cho chuyến ra đi của mình, một viên chức địa phương mỉm cười, bắt tay ông và không nhận tiền. Ông gọi Sally là người bạn chân chính của Việt Nam vì đã nói sự thực, dù đau đớn. Phóng viên hãng tin AP Mancom Brown chia sẻ giải thưởng Pulitzer năm 1964 với Halberstam vì những tin tức của họ về Việt Nam. Họ còn có chung quan điểm về bà Nhu. Bà ta là loại người rất tự phụ, Brown về sau khẳng định như vậy. Bà luôn vui vẻ trò chuyện với cánh nhà báo chúng tôi. Nếu bà có thể yên chi những gì chúng tôi viết là tâng bốc bà, điều này càng ngày càng không đúng. Brown cũng miễn cưỡng ca ngợi bà Nhu. Bà là một trong những tài sản lớn nhất của ông Diệm và ông Nhu, không có nghĩa ông nghĩ rằng đó là điều tốt cho sự ủng hộ của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Bà thường hòa đồng với đám đông, rất nguy hiểm cho bà, ông nhớ lại. Bà làm người ta điên tiết, nhưng bà can đảm, Brown chụp bức ảnh nhà sư tự thiêu vào tháng 6 năm 1963. Đó là một bức ảnh kinh hoàng, khuôn mặt nhà sư nhăn nhúm lại trong đau đớn tột cùng. Thích Quảng Đức đã tự thiêu để phản đối chế độ họ ngô, và bà Nhu chỉ có thể nói bà sẽ vỗ tay cho một vụ nướng nhà sư khác. Bức ảnh đó, và phản ứng theo kiểu Marie Antoinette của bà, cho người ta hiểu thêm về những gì đang diễn ra ở Nam Việt Nam cũng nhiều như bất kỳ câu chuyện nào của các đặc phái viên nước ngoài. Bức ảnh của Brown để trên bàn làm việc của Tổng thống John F. Kennedy khi ông phái tân đại sứ đến Việt Nam Cộng Hòa, Henry Cabot Lodge người hiểu rằng nhiệm vụ của ông là làm tất cả để vô hiệu hóa bà Nhu. 9. John McCurley, một cựu nhà báo sau chuyển sang làm công chức, đã đưa tin về sự kết thúc của Đông Dương từ 1953 đến 1955 và trở lại năm 1961 với tư cách là viên chức của Sở Thông tin Hoa Kỳ. Ông công nhận những tác động lịch sử mà các phóng viên đang gây ra và trong hồi ký của mình, Mission Intermen, cho rằng tin tức của những người như Halberstam và Brown góp phần lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Tôi chợt nghĩ trong khi đọc cuốn sách của ông rằng bà Nhu đã đúng. Các ký giả đã về bà Nhu như một người hoang tưởng và điên khùng. Đến lượt mình bà nghĩ giới báo chí tìm cách hãm hại bà. Cả hai bên đều đúng. Tôi chạy xe lên Maryland để thăm Stanley Cano, người viết cuốn sách hoàn hảo gần 800 trang, Việt Nam, A History, mà tôi đã mang theo trong chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam. Ông mời tôi đến hành lang có kính che nhà ông. Ở đó chúng tôi uống cà phê đen, pha sẵn và canu đốt hết điếu thuốc này đến điếu khác khi hồi tưởng lại những ngày ở Sài Gòn. Bà Nhu, Cao nói, là đàn bà hơn là nhà nữ quyền, rất đỏm dáng, luôn phô vẻ gợi tình của mình. Bà táo tợn, vui nhộn, nhảy nhót và là một cơn sóng ngầm không ai có thể kiểm soát bà. Người Mỹ, bà Nhu nói, đang sử dụng viện trợ của họ để tạo ra những tay sai người Việt và dụ dỗ phụ nữ Việt Nam vào con đường suy đồi. Bà tuyên bố rằng các phóng viên Mỹ đang hoạt động chống lại bà, rằng tờ New York Times đã nhận hối lộ 40.000 đô để đăng bài phỏng vấn một lãnh đạo Việt Cộng, và rằng tờ báo Mỹ uy tín này là một phần của âm mưu Cộng sản quốc tế, muốn nhấn chìm đất nước bà. Canop nhớ lại ông Diệm trong thâm tâm đã nao núng trước những gì em dâu ông nói. Bà buộc tội tòa đại sứ Mỹ đe dọa và tống tiền tuyên bố với cả thế giới rằng cần một cú sốc đẹn để lấy lại các giác quan của mình và tô giác đại úy mỹ john paul van cố vấn của một viên tướng quân đội việt nam cộng hòa là nhà quân việt ngoại quốc người đã làm dối các quan chức nam việt nam canu không nghĩ sự sắp sược của bà nhu là điểm mạnh mặc dù bà không mốc nghếch bà không có sự mẫn cảm đặc biệt bà không nhận thức được rằng bà đang đổ dầu vào lửa của công luận chống lại chế độ như Brown và halberstam Stanley Cano viết về những sai lầm nguy hiểm mà Hoa Kỳ phạm phải khi hậu thuẫn cho chế độ họ Ngô ở Sài Gòn. Nhưng không như những người khác, Canu dám đi xa đến mức suy đoán rằng, dù họ có thể lạm dụng từ tự do xấu xa đến mức nào, thì nếu ông Diệm, ông Ngô và bà Nhu còn tại vị, họ sẽ không bao giờ để cho quân đội Hoa Kỳ vào, hoặc ít nhất là không cho vào với số lượng lớn như vậy. Chiến tranh với tất cả sự kinh hoàng của nó có thể đã không xảy ra tờ báo tiếng Anh ưa thích của bà Nhu là Tham of Việt Nam, được xuất bản bởi những người bạn thân của bà ở Sài Gòn, Anne và Jen Gregory. Hai vợ chồng Gregory ở Sài Gòn lâu hơn hầu hết người Mỹ. Họ đến đây vào năm 1952 như một bộ phận của Sở Thông tin Hoa Kỳ. Sau chuyến trở về Hoa Kỳ ngắn ngủi, họ quay lại khi Jen nhận được học bổng của quỹ Ford để thực hiện một nghiên cứu về các cấu trúc xã hội kinh tế đang phát triển của một quốc gia chỉ mới thoát ra khỏi chế độ phong kiến. 10. Vợ chồng Gregory bỏ lại sau lưng công sở và thế giới học thuật khi họ mua được cái lúc bấy giờ là tuần báo tiếng Anh. Trên tờ Newsweek năm 1963 có một tiểu sử sơ lược về vợ chồng Gregory mô tả gen, mập mạp và có đôi mắt lúc nào cũng chậm chạp như ngái ngủ dễ đánh lừa người khác, nhưng sắc sảo đủ để sớm nhận ra được tiềm năng cho tờ báo của ông nếu ông mở các mục liên quan đến dinh như một địa chỉ để bày tỏ các quan điểm của nó. Tờ tham rất thành công và nó sớm trở thành nhật báo. Nói về nó như một cuộc phiêu lưu, thành công thì có thể gây lầm lẫn. Nó phát hành chỉ vài ngàn bản, nhưng ai cần số lượng lớn khi đã có độc giả quan trọng nhất ở quốc gia này? 11. Các đặc phái viên ngoại quốc khác không quan hệ tốt với vợ chồng Gregory ở Sài Gòn. Hai vợ chồng sống trong một biệt thự màu kem tại khu ngoại ô toàn người Việt Nam. Bà En có mái tóc vàng và đầy năng lượng như sự hòa nhã của chồng và gen béo lùn khiến người ta nghĩ ông hoàn toàn không giống gì với các nhà báo trẻ năng nổ đầy rẫy trong thành phố nghề làm báo không phù hợp với tính cách của ông đến mức trong nhiều năm mọi người nghĩ rằng đó chỉ là cái vỏ bề ngoài vụng về cho công việc chính của ông là điệp viên một kiểu nhân vật dêem bon bèo nhèo giả vờ thân cận với anh em ông nhu vì nhiệm vụ của ông là theo sát mọi hành động của họ nhưng giả định đó sai bét nhè Vợ chồng Gregory đã dành quá nhiều trang báo của họ nhằm phá hoại các đồng nghiệp để đạt được bất cứ thứ gì khác hơn những kẻ bợ đỡ trung thành của chế độ. Một trong những tựa báo trang nhất của họ phê phán kịch liệt phóng viên hãng UPI Zealand viết: "UPI nói láo, nói láo, nói láo." Khi các biên tập viên của David Halberstam yêu cầu ông viết một bài về tờ báo đó, ông trả lời rằng viết bất cứ chút gì chính xác về những người đó sẽ là bôi nhọ còn viết bất cứ cái gì không bôi nhỏ thì sẽ là quá khoan dung. 12. Học giả về Đông Nam Á Bernard Vô từng biết vợ chồng Gregory khi ông sắp hoàn thành bằng tiến sĩ về khoa học chính trị ở Đại học Cornell. Họ đã bất hòa đến mức tuyệt giao. Có vẻ như ông nợ En tiền bạc, mà En là người giúp ông đánh máy luận án. Khi họ gặp lại nhau, cách Sài Gòn hàng ngàn cây số, cuộc tái ngộ hết sức vui vẻ. Vô viết mấy dòng cho vợ ông, Dorothy. Về sự kiện đó, anh muốn em biết điều này để em có thể có hành động đúng mực với giới cầm quyền Hoa Kỳ. Đề phòng có chuyện gì đó xảy đến với anh ở đây, ngụ ý rằng En và Jen đã lan truyền những tin đồn chê bai về ông và một lời nói xấu từ họ với những kẻ xấu sẽ rất nguy hiểm. 13. Tờ báo Time of Việt Nam là vô giá đối với Dinh. Nó trao cho chế độ này một phương tiện để tuyên truyền những quan điểm của mình bằng tiếng Anh nhiều người cho rằng gen Gregory được xe đưa đón khắp thành phố trong chiếc xe Peugeot đen vì vợ chồng Gregory được gia đình ông Nhu quý mến đến vậy cơ mà. En điều hành tờ báo hàng ngày và giúp bà Nhu dịch ra tiếng Anh những tuyên bố của bà về ngày liên đới phụ nữ hoặc lễ kỷ niệm hai bà Trưng. Các diễn văn của bà Nhu lúc nào cũng lê thê và thường chán ngán đến khó tin, và luôn gây khó hiểu. Khi nghiên cứu về bà Nhu, tôi đã ghi lại đầy đủ các diễn văn của bà để nhận ra tính chất lan man của chúng bà dùng thì quá khứ, hiện tại và tương lai, và bà lặp đi lặp lại đến bực mình. Chỉ có một người bạn thân, như Anne Gregory, mới có thể tìm ra đủ chỗ trên tờ báo của bà để đăng chúng hoặc thậm chí chỉ từng phần. Nhưng, báo tham rất hay in lại toàn bộ các diễn văn. Tờ báo sớm được biết tiếng như là cái loa của bà Nhu. Thậm chí bà còn nhận là tác giả của một số bài báo, như bài buộc tội các nhân viên tình báo Mỹ ở Sài Gòn là những gã thanh niên hoài nghi như quốc xã, đang âm mưu lật đổ chính quyền. Phong cách của bà Nhu quá đặc trưng để mạo nhận phong cách người nào khác. Có ai khác cứ kết tội mọi người, say rượu, phóng viên New York Times Harberstam, say rượu, Tổng thống Kennedy, say rượu, các Phật tử và thậm chí cha mẹ bà, say rượu. Tờ Time of Vietnam in bài, chiến dịch giải rượu, của bà Nhu, với câu mở đầu rất lộn xộn, một chiến dịch giải rượu phải được mở ra ngay lập tức nhằm giải rượu cho những ai thực sự muốn được giải rượu về tất cả những rắc rối bà nhu gây ra khi bà nói các điệp viên cia giống như quốc xã cáo buộc của bà cho rằng hoa kỳ đang âm mưu lật đổ chế độ ngô đình diệm đã tỏ ra chính xác vài tuần sau khi bài báo được viết thuê của bà nhu xuất hiện sự suy sụp của gia đình họ ngô cũng kéo theo sự suy sụp của vợ chồng gregory báo tham bị đốt sạch En Gregory phải chạy trốn và tìm nơi trú ẩn trong tòa đại sứ Mỹ. Bà rời Sài Gòn đến Thụy Sĩ ngay sau đó, nơi bà và bà Nhu tiếp tục trò chuyện. Khi tôi hỏi bà Nhu về tình bạn của bà với En, bà khúc khích cười và nói hai người đã từng vui vẻ với nhau đến độ thấy như mình trẻ lại. Bà Nhu cũng có những người biện hộ cho mình trong báo giới chính mạch Margaret Higgins làm việc cho tờ New York Herald Tribune với tư cách là đặc phái viên chiến tranh trong hai chục năm trước khi chuyển sang tờ New Day rồi được phái đến Việt Nam. Bà tỏ ra thông cảm với cảnh ngộ của dòng cái. Higgins đến Việt Nam để phỏng vấn bà Nhu và tìm hiểu sơ qua quốc gia này vào năm 1963. Lần đầu bà nếm mùi xứ sở này là khi bà mới tháng tuổi và bị bệnh sốt rét. Gia đình bà đang sống ở Hồng Kông và bác sĩ ở đó khuyên cha mẹ đứa bé đem nó đến vùng núi đồi Đà Lạt, ở Đông Dương thuộc Pháp để nó được thở không khí trong lành. Những cây hồ nhân tạo ở Đà Lạt thay vì trị liệu đã truyền thêm bệnh, nhưng đứa bé đã gặp may hơn ông ngoại mình, một sĩ quan trong quân đội thực dân Pháp, người đã chết vì một căn bệnh nhiệt đới ở Việt Nam. Hekin lại gặp may khi bà được giao nhiệm vụ đưa tin về thất bại của người Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954 bà đang đi bên cạnh nhiếp ảnh gia nổi tiếng Robert Capa thì ông ta đạp chúng mình, chết. Lúc đó bản thân Higgin đã nổi tiếng, tạp chí Lai like ca ngợi cô gái có đôi mắt sáng rực mặc quần kaki sắn cao và mang đôi giày tennis như cô gái gan giả phi thường trong câu lạc bộ các nhà báo ngoại quốc toàn mày dâu. Cái chú thích dưới tấm ảnh ghi, Higgin vẫn cứ làm mọi cách để thu hút, 14 cũng như bà Nhu. Hekin nổi tiếng là người tham vọng không che giấu cả hai người đàn bà này có thể rất nhẫn tâm và không hề sợ hãi khi đối mặt với kẻ thù. Cuối thế chiến thứ hai, trong khi đưa tin đa cao được giải phóng, Hickin trưng dụng một chiếc xe jeep và lái chạy vào lãnh thổ nước Đức. Bản thân bà không trang bị vũ khí và chấp nhận sự đầu hàng của nhiều binh lính phe trục đang rút lui, chỉ dừng lại khi chiếc xe jeep không thể chở thêm vũ khí. Bà ở Seoul vào tháng 6 năm 1950, khi những người Bắc Hàn xâm lăng. Bà bơi vào bờ sau khi tàu của bà bị chìm và phải đi bộ hơn hai chục cây số, nhưng rồi Hickin thoát được và nổi tiếng. Bà là người phụ nữ đầu tiên được giải Pulitzer vì đưa tin quốc tế, và được hãng tin AP, Associated Press, vinh danh là người phụ nữ của năm, năm 1951, 15, cũng như các đặc phái viên khác. Ở Sài Gòn năm 1963, Hickin hoàn toàn tin vào học thuyết Domino nhưng bà phát biểu thẳng thường lập trường chống cộng của mình hơn hẳn các nhà báo Mỹ khác. Higgins ủng hộ việc sử dụng bom nguyên tử chống lại Trung Cộng và gọi cuộc chiến chống chủ nghĩa Cộng sản là Thế chiến thứ ba. Bà sẵn sàng làm bất cứ cái gì để bảo vệ nước Mỹ và Higgins muốn rằng những trận đánh như vậy diễn ra, cách xa San Francisco và New York. Bà thông cảm với tình trạng độc tài hiển nhiên của chế độ Sài Gòn, miễn là nó chuyên chế dưới chiêu bài dân chủ. Sau này Higgins sẽ phủ nhận điều này nhưng tạp chí Tam trích lời bà nói với một phóng viên trong bữa ăn tối ở Sài Gòn rằng các đặc phái viên Mỹ ở Nam Việt Nam muốn thấy chúng ta thất bại trong cuộc chiến này để chứng tỏ họ đúng. Đó là một bình luận kích động, 16, khi Hedwin gặp bà Nhu ở Dinh, đệ nhất phu nhân mỉm cười và, trông không có chút gì hung dữ. Hekin mô tả bà một cách ngưỡng mộ, cái đầu bới cao từng lọn tóc đen, và mớ tóc lưa thưa chất chán. Cái áo dài lụa trắng của bà trang phục truyền thống của Việt Nam, ôm sát cây thân hình cần đối làm gợi lên niềm kiêu hãnh phụ nữ. Bà mang đôi giày mềm với gót cao kiểu Pháp, những cây móng tay dài tiểu thư được trải chuốt bằng nước sơn hồng. 17. Higgin công khai ca tụng sự dũng cảm cá nhân của bà Nhu, và bà có thể đồng cảm với công cách mà một phụ nữ có cá tính hung dữ và kiên quyết đối mặt với nguy cơ bị mất danh dự trước công luận. Higgin từng là chủ đề của nhiều đồn đoán về những cuộc phiêu lưu tình dục của bà bà từng được cho là ngây thơ như rắn hổ mang và bị chế nhạo có nhiều nam tính chỉ vì bà thành công trong thế giới của đàn ông. Khi có người kể với Homer Bigard của tờ New York tham rằng Higgin mới sinh con đầu lòng, nghe nói ông đáp lại, tuyệt vời. Ai là mẹ vậy? Phản ứng đó càng trở nên độc ác hơn khi đứa bé đó chết 5 ngày sau khi bị sinh non. Higgin đến Sài Gòn vào mùa hè năm 1963 đúng vào lúc bà Nhu diễn tả vụ tự thiêu của một nhà sư là tiệc nướng ngoài trời thật man dợ khi nói vậy nhưng khi Hekin hỏi bà về câu nói tiệc nướng ngoài trời bà thỏa mãn với câu trả lời của bà Nhu tôi dùng những chữ đó vì chúng có giá trị gây sốc cần thiết phải bằng cách nào đó gây sốc cho cả thế giới để họ thoát khỏi cơn mê mà trong đó họ nhìn vào Việt Nam trong vòng vài phút gặp bà Hekin thấy qua rõ vấn đề thực mà bà Nhu đối mặt làm thế nào Mỹ một quốc gia theo Hekin là một xã hội bình thản bảng quan, vô tâm, đừng lôi tôi vào, có thể hiểu được, một vao kiri phương đông rắc rối hung tợn. 18. Hekin nhìn thấy bà Nhu như một con người trọn vẹn hơn là con rồng cái mà bà chuẩn bị để gặp. Bà không có vấn đề gì với bà Nhu khi sử dụng vẻ đẹp ngoại hình của bà. Sự hấp dẫn tính dục cũng là một vũ khí không thể thiếu trong kho của Hekin. Bà Nhu rõ ràng là một người mẹ ân cần. Khi đứa con gái 4 tuổi của bà chạy vào căn phòng nơi cuộc phỏng vấn đang diễn ra. Bà Nhu không lên giọng dày la mà vui vẻ xoa đầu đứa trẻ và cho nó cái di băng để nó chú tâm chơi trong suốt thời gian còn lại của cuộc nói chuyện. Hết nhìn thấy ở bà Nhu một người vợ đầm thắm và lệ phép mặc dù, như bà Nhu thừa nhận với Hết trong buổi phỏng vấn, tình yêu bà dành cho chồng không phải là thứ tình yêu đam mê dữ dội. Hết cũng có thể cảm thông với điều này, trước khi lấy chồng, bà than thở với một người bạn rằng chỉ khi nào đàn ông thú vị như chiến tranh lúc đó bà mới thấy mục đích của việc lập gia đình bà không thấy có dấu hiệu gì về lối sống xa hoa hay giàu có của bà nhu như đồn đãi và bà không thấy có vấn đề gì với sự khao khát quyền lực của bà quyền lực là tuyệt vời bà nhu nói với bà hégin đồng ý vì tất cả những lý do đó và nhiều lý do khác nữa hégin quyết định sẽ giúp bà nhu bà hành động như một người bạn bà nói và như một công dân Mỹ chứ không phải như một nhà báo. Đúng thế, Higgins cho bà những gợi ý về cách diễn đạt mọi thứ, bao gồm toàn bộ những đoạn văn để đưa vào các diễn văn tương lai của bà về các chủ đề chiến tranh, Phật giáo và kiểm soát báo chí. Bà cũng cho bà nhu những lời khuyên quan trọng về những gì không nói trước báo chí, cập nhật cho bà biết những từ ngữ có thể gây ấn tượng không tốt và khuyên bà không công khai chỉ trích tổng thống Kennedy. Bà Nhu nghĩ bà có thể phớt lờ những kẻ rèm pha và đạp lên những lời đồn về đầu cơ chiến tranh, rửa tiền và các tài khoản ở ngân hàng ngoại quốc. Bà không hiểu được rằng những nhận thức của mọi người, dù không chính xác, vẫn tạo ra một thực tế mà bà cần đối phó. Hekin đã làm được, bà tìm cách làm cho thanh danh của bà Nhu sáng tỏ, không dính gì đến tham nhũng. Hekin viết cho mẹ của bà Nhu, bộ ngoại giao và cục tình báo trung ương CIA nói rằng không có bằng chứng tham nhũng về phía con gái bà hay bất kỳ thành viên nào của gia đình ngô đình nhu không có dấu hiệu nào cho thấy họ thu gom cả đống tiền để sử dụng cá nhân điều đó có phù hợp với hiểu biết của bà về hoàn cảnh của bà nhu không thư lỗi cho tôi đã đề cập thẳng thắn vấn đẽ này nếu bà cảm thấy không muốn trả lời tôi có thể hiểu phần nào trân trọng margrai Hegin, mẹ bà nhu trả lời bằng một câu dù cộc lốc xác nhận ý kiến của Hegin tôi không tin tổng thống ngô đình diệm và vợ chồng Mô đình nhu tham nhũng 19 chính bà nhu tìm được sự hậu thuẫn công khai của một người bạn mỹ có chỗ đứng rất quan trọng Booth Luce. Luce là cựu phóng viên chiến tranh và một người cải đạo sang công giáo bà cũng có trải nghiệm của một người phụ nữ tài năng xinh đẹp giàu có và gây tranh cãi trong mắt công chúng là một nhà viết kịch thành công bà đi lên từ vị trí thư ký tòa soạn của tờ vogue và cưới người chủ hai tạp chí Đế quốc Tam và Lai, Henry Luce. Cuộc hôn nhân tốt đẹp không làm bà hoàn toàn thỏa mãn. Luce được bầu vào hạ nghị viện từ hạt Fairfield, bang Connecticut và được tổng thống Dwight Eisenhower bổ nhiệm làm đại sứ Ý năm 1952. Bà biết ít nhiều về tham vọng, vợ chồng Luce cùng ủng hộ chính sách của Đảng Cộng hòa chống cộng sản họ đều là thành viên của nhóm vận động hành lang về Trung Hoa từng ủng hộ tưởng giới thạch trước khi mau lên nắm quyền. Tạp chí Tam đã bênh vực chế độ Ngô Đình Diệm ngay từ đầu, chào mừng Tổng thống và gia đình ông như những nhà ái quốc kiên định, mộ đạo. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Cleus đứng về phía bà Nhu. Luz nói rằng những gì đang xảy ra ở Việt Nam, giống một cách đáng ngạc nhiên với thống chế tưởng giới thạch và bà Tống Mỹ Linh ở Trung Hoa khi Bộ Ngoại giao đột ngột cắt viện trợ cho họ và rồi Mao Trạch Đông giành chính quyền ở Trung Hoa. Luce tự mình làm mọi chuyện ngay lúc này và viết một bài đinh cho tờ National Review biện hộ cho bà Nhu. Bà vẽ chân dung đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa như một người mẹ và người công giáo tận tâm, một kiểu pha trộn giữa Jacqueline Kennedy và Eleanor Roosevelt. Trong giây phút, dù ngắn ngủi, của lịch sử. Một phần nào uy danh nếu không nói là an ninh của nước Mỹ, dường như nằm trong bàn tay hồng nhạt của cánh tay mảnh rẻ tuyệt đẹp của bà. Trong một nỗ lực dũng cảm nhưng trễ tràng để dựng lại hình ảnh của bà Nhu vào tháng 11 năm 1963, Lutz so sánh bà với một người phụ nữ Mỹ tiên phong và gọi bà là người xả thân vô vọng và nhà nữ quyền. 20. Một ngày trước khi bài viết này xuất hiện trên báo, Lutz đã nói chuyện qua điện thoại thật lâu với Dick Richard Milos Nixon bạn bà, người sẽ trở thành Tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ. Lúc bấy giờ, Nixon đang lo chữa lành những vết thương chính trị sâu sắc, khi lần đầu tiên thất bại trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 1960 trước Kennedy và sau đó là cuộc chạy đua vào chức Thống đốc bang California năm 1962. Luce và Nixon nói chuyện về tình trạng sụp đổ ở Việt Nam và sự hữu ích của hình tượng bà nhu đẹp đẽ, bị vây khốn. Luz không biện hộ cho bà Nhu vì sự thiện hảo trong tâm hồn bà. Với tư cách một thành viên trung thành của Đảng Cộng Hòa, bà muốn Kennedy thất bại. Luz tin rằng John F. Kennedy đang để mất Đông Nam Á vào tay Cộng sản, và bà cho rằng cái nhìn của bà Nhu về tình hình Việt Nam là rất chính xác. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra, và Luz nghĩ rằng một ai đó giống như đích bạn thân của bà sẽ đại diện tốt hơn cho những giá trị bảo thủ và chống cộng của bà trong Nhà Trắng. Lutz dùng tất cả sự mê hoặc của mình để thuyết phục ông rằng bà Nhu xứng đáng được bảo vệ công khai, nhưng bà Hẳn đã phải nghe ít nhiều hoài nghi từ phía Nixon vì rằng, trước khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Lutz tuyên bố, tôi ước gì tôi đang tranh cử Tổng thống. 21. Tại sao nhiều phụ nữ khác không cảm thấy sức lôi cuốn của bà Nhu như Margaret Hedgin và Clare Booth Luz cảm thấy? tại sao sự kết hợp của vẻ đẹp dạng người và sự nghiêm khắc lại thất bại khốn khổ như vậy nơi bà Nhu khi nó phát huy tốt nơi những phụ nữ khác trong chính trường chẳng hạn, những người đàn bà dòng họ Kennedy như Jean Smith, Ethel vợ của Robert, và nhất là Jacqueline Kennedy, vợ của Tổng thống và là đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ. Có lẽ vì mọi người nhìn thứ chủ nghĩa nữ quyền của họ mang tính lật đổ. Nó khoác chiếc áo vừa vặn, bà Nhu có nhiều áo dài đẹp, nhưng bà hoặc bị cười nhạo như một người đàn bà bất lực hoặc bị lăng mạ như người đàn ông đích thực trong gia đình họ ngô. Bà Nhu không phải là người phụ nữ đầu tiên người Mỹ gọi là rồng cái. Danh xưng này dường như xuất phát từ nhân vật hư cấu trong truyện tranh Terry and the Pirates những năm 1930. Con rồng cái biếm họa đó là người đàn bà quyến rũ ghê gớm. À được tạo ra từ những nét mực vẽ phát rất hung tợn làm nổi rõ xương gò má góc cạnh và cặp mắt láo liên ả à, chỉ quan tâm đến tiền bạc và quyền lực từ đó bất kỳ người phụ nữ châu á nào không phù hợp với hình dung một phụ nữ phương đông nhu mì phục tùng mà lại sốt sắng đều bị dán nhãn rồng cay nữ hoặc cuối cùng của trung hoa từ hy là một cũng như tống mỹ linh người sẽ trở thành bà tưởng giới thạch và bà mao ngôi sao điện ảnh mỹ gốc châu á đầu tiên của hollywood anna may wang được chọn hoặc vào vai phụ khiêm tốn là một cánh hoa mỏng manh hoặc là con rồng cách quỷ quyệt và đầy mánh khóe trong các phim như The Thief of Bada và Âu oh San Francisco. Khi bà Nhu trở thành đệ nhất phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa năm 1954, Mỹ còn là một quốc gia phân biệt chủng tộc. Luật lệ Jim Crow cách ly mọi người theo màu da luật lệ chống hôn nhân và sinh sản dị trùng có nghĩa là ngôi sao điện ảnh anna wang không thể đóng vai chính lãng mạn trong một bộ phim trừ phi cô có bạn diễn vai chính là người châu á tại nhiều tiểu bang sẽ là bất hợp pháp nếu để cô ta hôn một người đàn ông da trắng trên màn ảnh trận đánh bom của nhật xuống chân châu cảng khiến ác thần châu á trở thành một thứ côn đồ điển hình mặc dù chiến thắng của mỹ trong thế chiến thứ hai chấm dứt việc giam giữ những người mỹ gốc nhật trong các trại tù thái độ phân biệt chủng tộc vẫn không thay đổi qua một đêm. Học giả người châu Á Sheridan Brasso cho rằng thắng lợi của Mỹ ở Thái Bình Dương củng cố thêm định kiến người châu Á là yếu kém. Bằng việc ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Hoa Kỳ chứng tỏ sự thống trị nam tính của nó. Vào thời kỳ Triều Tiên và Việt Nam, quốc gia này sẵn sàng đứng về phía các dân tộc phục tùng, nhu nhược lẽ ra chịu thua sự cám dỗ của chủ nghĩa cộng sản. Grasso phát hiện những mô tả của người Mỹ về các lãnh đạo châu Á vốn đặt nặng những phẩm chất nữ tinh đó, Mao Trạch Đông có giọng nói thê thế, cũng như hai cánh tay dài, nhạy cảm của phụ nữ và cái miệng đàn bà, Hồ Chí Minh nhỏ người và yếu đuối, sốt sắng và tế nhị, Ngô Đình Diệm thì, mỏng manh dễ vỡ như đồ sứ với những nét tính cách tinh tế và nước da màu ngà, 22, Việt Nam được coi là một nơi lạ lẫm, điêu tàn, phụ nữ ở đó ân cần và khiêm tốn. Vì vậy người Mỹ thấy bà Nhu hoàn toàn khó hiểu. Bà không khớp với những trông đợi của họ về một người phụ nữ phương Đông và cũng không khớp với lý tưởng của người Mỹ. Bà là hình ảnh tương phản chính xác với người phụ nữ tóc vàng mỉm cười trên bìa tờ Saturday Evening Post ra tháng 12 năm 1962. Số báo đó giới thiệu những mảnh ghép làm nên người phụ nữ Mỹ và cho thấy những thái độ của cô ta về gia đình, tính dục, tôn giáo và xã hội. Ông Galak, vua của các cuộc điều tra dư luận, đã khảo sát cả quốc gia, và kết quả được ghi nhận. Người phụ nữ Mỹ là người nội trợ và người mẹ làm việc tận tụy toàn thời gian. Mặc dù người đàn bà ly dị, người vợ không con, và người mẹ làm lụng, tồn tại, họ không quá tiêu biểu và do đó, cực đoan, nên các tác giả loại họ ra khỏi cuộc khảo sát này. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy không nhiều người được hạnh phúc như bà nội trợ. Trách nhiệm của người vợ, bạn phải ưu tiên cho chồng bạn và khác với những người đàn ông phải tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc đời cuộc điều tra kết luận phụ nữ mỹ sinh ra đã biết mục đích của họ một cách chính xác là một người vợ đảm đang và người mẹ hiền nói về việc đòi hỏi các tác giả kết luận phụ nữ dễ dàng bằng lòng với thực phẩm quần áo và phụ giúp chút ít công việc nhà người đàn bà thực sự không kỳ vọng nhiều từ cuộc đời một thay đổi lớn đối với phụ nữ Mỹ là sẵn sàng nắm bắt cơ hội làm việc hoặc thăng tiến. Với việc xuất bản cuốn The Feminine Mystic vào đầu năm 1963, Betty Friedan đã cất cao tiếng nói nêu lên vấn đề không tên, vị thế thứ hai của phụ nữ trong xã hội, và cuốn sách này đã khởi động phong trào nữ quyền hiện đại ở Hoa Kỳ. Bà Nhu mà phụ nữ Mỹ đọc trên báo không ngần ngại đòi sự tin cậy khi nào bà nghĩ là xứng đáng và lớn tiếng đòi hỏi bà không biện giải về việc thích quyền lực và đòi hỏi cao. Đa số phụ nữ Mỹ, chê, cái ý tưởng có một phụ nữ làm tổng thống, và 20% phụ nữ nói phụ nữ mà dính líu vào chính trị thường là điều không tốt. Phụ nữ rõ ràng là quá xúc cảm, công chúng Mỹ vào năm 1963 đã có một số ý tưởng về những gì khả thủ đối với một đệ nhất phu nhân. Bà Nhu không phải như vậy, Jacqueline đóng vai đó tốt hơn nhiều, bà trông như một ngôi sao điện ảnh học thức cao, và nói được tiếng Pháp. Nhưng Jacqueline Kennedy cũng bị kẹt trong những quy ước và khuôn mẫu của thời đại. Trong khi bà Nhu công khai ca ngợi Jacqueline Kennedy, dùng những từ, tao nhã, và học thức để mô tả bà, thì Jacqueline không nói về bà Nhu như vậy. Bà Nhu, Jacqueline Kennedy nói, là tất cả những gì Jack thấy không hấp dẫn đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ nói rất rành mạch trong cuộc phỏng vấn được ghi âm từ năm 1964. Những người phụ nữ nhiều quyền lực chính trị nói chung rất ghê gớm. Indira Gandhi, thủ tướng tương lai của Ấn Độ, thực sự là một phụ nữ óng hẻo, cay cú, huynh hoang, kinh khủng. Nhưng trong khi phán xét người khác, chính Jackie cũng tỏ ra khó ưa và giống như một di vật thời xa xưa. 23. Những người biện hộ cho bà có thể nói rằng Jackie Kennedy thừa nhận những câu thúc của thời đại bà, xác nhận chúng để nhẹ nhàng lật đổ chúng, đảo ngược chúng. Có thể, vào năm 1964, quá rõ ràng bà là một sản phẩm của thời đại và không gian bà sống. Bà khoác lác bằng cái giọng thì thào quen thuộc về cuộc hôn nhân, châu Á, với rách, đánh đồng sự phụ thuộc với nữ tính. Nói về bà Nhu, một phụ nữ đích thực ngẫu nhiên đến từ châu Á người không chịu cúi đầu quỵ lụy và khép nép, Jacqueline nghĩ bà chỉ là ghê gớm. Bà Nhu hành động như thể bà bực tức vì nhận được quyền lực từ đàn ông, thay vì biết ơn và sự bực tức đó làm cho bà trở nên khô khan như đàn ông. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ là hai người nữ đồng tính, Jackie thì thầm nói về Bà Nhu và Plebuss những kiểu phụ nữ đó những phụ nữ tham vọng muốn có cái gì đó để khẳng định mình và không xấu hổ về việc đó không được chào đón ở nước Mỹ của Kennedy năm 1963. Chương 12, bà nhu hài lòng với thành công của tôi khi tìm lại cho bà những bức ảnh gia cọp quá hài lòng. Bà nói, đến độ bà quyết định đã đến lúc gửi cho tôi bản tóm tắt trong một đoạn duy nhất về những hồi ức của bà. Tóm tắt cuốn sách của tôi, hội thánh phải được bảo vệ. Khi đã nhận sứ mệnh khắp thế giới để cho mọi người biết sự thật về những gì đang xảy ra ở Việt Nam, tôi bắt đầu những chuyến đi vào tháng 9, 1963, ở Liên minh Nghị Việt ở Belgrade. Trong khi tôi vắng mặt, Việt Nam bị đóng đinh như chúa cứu thế của các quốc gia. Mọi chuyện quay trở lại với hội thánh, như bí mật Fatima, để cứu thế giới khỏi bị hủy diệt. Bà ngô đình ngu, cái gì đây, bí mật Fatima, chúa cứu thế của các quốc gia? thay cho một bản tóm tắt ngắn gọn về cuộc đời một người đàn bà từng đầy quyền lực, đoạn văn trên nghe như một trích đoạn từ một lời công kích của tôn giáo. Khi tôi hỏi bà Nhu những hồi ức cá nhân của bà ở đâu mùi vị, âm thanh bà trả lời quanh co. Đến đây, bà hứa hẹn, tôi chỉ cần biết rằng tôi có thể dựa vào cô, tôi có thể sẽ biết nhiều hơn, thử thách kế tiếp của tôi thử thách sau cùng, bà Nhu hứa là tìm văn bản một bài diễn văn vào tháng 8 năm 2009 của một người Mỹ. Một giám mục công giáo tên là William Scastat, trong chuyến đi thăm Việt Nam từ Spokane, Washington. Có người kể với bà Nhu về chuyến viếng thăm của vị giám mục đến một vùng gần sát với thành phố Huế, một địa điểm gần gũi với trái tim bà. Vị giám mục dừng chân ở đền thờ Đức Mẹ La Vang. Đối với bà Nhu, tính biểu tượng của chuyến thăm La Vang của vị giám mục mỹ hơn thi nữa. Một giám mục vốn là chủ tịch hội nghị các giám mục công giáo có thể chỉ nói lên một điều lời tạ lỗi về những gì đã gây ra cho gia đình bà. Tôi không bao giờ nghe nói về vị giám mục và địa điểm đó, nhưng tôi hứa với bà Nhu tôi sẽ tìm hiểu. Các tín đồ nói rằng vào năm 1789, hình ảnh mẹ Maria hiện ra ở một nơi bây giờ là huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, miền Trung Việt Nam. Các tín hiểu công giáo ở quốc gia này từng chịu bách hại khủng khiếp, tôn giáo của họ đánh dấu họ như những kẻ có cảm tình với thực dân trong khi các ông vua Việt Nam vẫn đang cố gắng chống lại sự xâm lăng của người Pháp. Nhà Nguyễn ban hành chỉ dụ phá hủy các nhà thờ, các ông vua minh mạng và tự đức khuyến khích đàn áp đảo công giáo bằng mọi cách, thậm chí bằng bạo lực. Tổ tiên công giáo của ông Nhu gần như bị xóa sạch. Hơn 100 thành viên của dòng họ Ngô bị dồn ép lại trong một ngôi nhà thờ và thiêu cho đến chết vào đầu những năm 1800 đức mẹ maria nghe nói đã hiện ra khi một nhóm tín đồ công giáo đang chạy trốn một đám người tàn sát trong các khu rừng bà mặc chiếc áo dài việt nam và bổng một đứa bé trong hào quang vây quanh bà bảo mọi người hãy thường xuyên cầu nguyện và chấn an họ rằng những lời cầu khấn của họ sẽ được chấp nhận câu chuyện được kể đi kể lại cả trăm năm nay lúc bấy giờ ảnh hưởng của thực dân pháp ở việt nam đã cho phép các tín đồ công giáo công khai thờ phượng và địa điểm đó trở thành nơi hành hương cho hàng trăm ngàn người công giáo Việt Nam. Vào ngày 22 tháng 8 năm 1928, các linh mục của giáo hội công giáo dâng thánh lễ trước 200.000 người hành hương. Bà Nhu chỉ là một cô bé, sống với gia đình Phật giáo của bà tận dưới vùng đồng bằng. Nhưng bà khám phá ra La Vang năm 1943 như một người cải đạo khi bà chuyển đến Huế theo gia đình chồng. Có thể bà bị thu vào địa điểm này vì thánh lễ diễn ra đúng vào sinh nhật của bà. Có thể bà thích hình tượng Đức Mẹ Maria, hoặc có thể bà chỉ muốn thoát khỏi những người bà con bên chồng và lấy cớ để rời khỏi thành phố. Năm 1959, chính quyền Mô Đình Diệm tuyên bố địa điểm này là thánh địa quốc gia. Nhà thờ La Vang sau đó vào năm 1961 được nâng cấp thành tiểu vương cung thánh đường, cho thấy Vatican ghi nhận tinh thần chống cộng kịp thời của nó. Cuối cùng, nói về bài diễn văn, tôi vẫn trắng tay. Văn phòng giám mục hết lòng giúp đỡ. Bản thân giám mục yêu cầu thư ký gửi cho tôi những ghi chép của ông về chuyến đi đó. Tôi có thể nói với bà Nhu những gì ông lão 75 tuổi mặc áo trùng đen và khăn thắt lưng đỏ mặc cho trời nóng nực nhiệt độ khoảng 40 độ C đã nói. Có 1.500 người dự thánh lễ Misa tại đền thờ La Vang, nhưng về bài giảng, tất cả những gì vị giám mục nói đã biến mất trong không khí ẩm ướt sự thất vọng của bà Nhu vì tôi không đem đến kết quả có thể thấy rõ. Bà muốn giám mục Skastad nói rằng Đức Mẹ Maria đã hiện ra ở Việt Nam nhưng không bao giờ hiện ra ở Hoa Kỳ. Bà muốn ông kết nối việc Đức Mẹ Maria không hiện ra với người Mỹ và những gì đã xảy ra cho gia đình bà. Bà muốn nghe nói rằng vị giám mục công giáo ấy thừa nhận hành động kinh khủng mà người Mỹ đã gây ra và họ đang phải trả giá. Nhưng tôi không lấy được những điều đó cho bà. C. tiếng Pháp tiếc quá, quá tệ, bà thở dài. Cô giống như một thiên thần. Thưa bà, tôi rất tiếc, nhưng tôi có thực sự tiếc không? Tôi không còn chắc nữa. Những cuộc gọi của bà ngày càng thất thường, đến vào lúc khuya khoát hoặc sáng sớm. Mới đây, bà có vẻ nản trí khi tôi không thể nói chuyện vì đứa bé hoặc vì giờ giấc của bà. Tôi thậm chí còn bắt đầu tránh nghe điện thoại khi màn hình hiển thị cuộc gọi báo, không có mặt. Khi chúng tôi đi nghỉ hè một tuần, có đến 37 cú gác máy trên hộp thoại, 16 trong số đó diễn ra liên tiếp nhau. Tôi biết chắc người gọi kiên trì đó là ai, tôi bắt đầu hoài nghi việc bà Nhu lúc nào đó sẽ trao cho tôi những hồi ức của bà, hoặc, sau khi đọc bản toán lược mà bà hãnh diện về nó quá đến nỗi thấy rằng những hồi ức ấy đáng được đọc. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với trò chơi mèo vờn chuột. Vì thế tôi thách thức bà, tôi không chắc bài giảng đó có ích thế nào cho hồi ký của bà, tôi nói mọi người muốn biết những gì đã thực sự xảy ra với bà chứ không phải những diễn giải tôn giáo về mọi chuyện tôi nghe rõ bà đang nén một hơi thở những tiếng xì dài khinh miệt trong giọng bà thổi đầy hai tai tôi người việt nam biết sự thực đó bất kỳ ai xứng đáng đều biết sự thực quá tệ cho những người khác ai mà để ý đến tất cả các bạn chứ tôi đã khởi động đúng cái cơ chế tự vệ từng ngăn cách bà với thế giới ở sài gòn khi bà nhu là đệ nhất phu nhân thì luôn có các nhà ngoại giao hoặc những người cộng sản tìm cách hạ uy tín bà chồng bà nói rằng các thế lực ngoại bang chống lại họ có thể vì chúng tôi là công giáo tôi không tìm cách chống lại bà nhu vì lý do này hay lý do khác ý định của tôi là giúp bà tôi muốn có những hồi ức hầu giúp cho mọi người hiểu và cảm thông với bà nhưng tôi dám cãi lại bà và vì tội lỗi của tôi bà ta trừng phạt tôi bằng sự im lặng lạnh lùng kéo dài bà Nhu đột ngột ngừng liên lạc với tôi, gần một năm trước khi bà gọi lại cho tôi. Cũng cái sự khăng khăng ương ngạnh cho mình luôn luôn đúng đã khiến bà Nhu và gia đình bà chịu nhiều rắc rối vào năm 1963 hơn là nhờ đó mà thoát khỏi rắc rối. Rắc rối với các Phật tử bắt đầu ở Huế, với người anh cả của năm anh em họ Ngô đang sống, Ngô Đình Thục. Không thể nào nhầm lẫn nhân dạng của người đàn ông trong bộ áo nhà tu trên chiếc xe hơi chạy về hướng ngoại ô Huế một sáng tháng năm. Ngũ quan trên mặt ông trông nặng nề hơn các em ông ở Sài Gòn, rất khác với vẻ mặt thanh thoát dễ nhìn của ông Ngưu, và cử chỉ của ông thì điềm đạm và tự tin. Một Ngô Đình Thục, Tổng giám mục địa phận Huế, đang được xe đưa về lại thành phố sau chuyến thăm nhà thờ La Vang vào sáng ngày 7 tháng 5 năm 1963. 6 tháng trước, đích thân Đức Giáo hoàng nâng cấp nhà thờ La Vang từ tiểu vương cung thánh đường thành vương cung thánh đường. Trên thực tế, không có nhiều thay đổi ngoại trừ việc lắp đặt một cái conopium, cái dù lụa hai màu vàng đỏ để che cho Đức Thánh Cha nếu ngài đến đây. Nhưng đồ án la vang đó có ý nghĩa đặc biệt đối với Ngô Đình Thục, bởi vì ông đã góp phần biến một mảnh cằn cỗi thành như bây giờ, một địa chỉ hành hương, một trung tâm để sùng kính mẹ Maria Đồng Trinh, và một lý do tài chính. Ngô Đình Thục giám sát việc xây dựng quảng trường chuỗi mân côi, não vét hồ tịnh tâm và việc dựng ba cây đa bằng bê tông để tượng trưng cho chúa ba ngôi các quan chức chính phủ từ phó tổng thống trở xuống đều đóng góp tiền bạc dù họ không phải người công giáo vì việc làm đó giúp họ được ông diệm và ông em nhu chiếu cố với tư cách là tổng giám mục địa phận huế và anh lớn của anh em họ ngô ngô đình thục là người đứng đầu trong gia đình ông nghỉ lệch trong dinh tổng thống khi vào sài gòn có lúc sống vài tháng với ông diệm và vợ chồng ông nhu đó là một vị trí thuận lợi để thúc đẩy công giáo tranh thủ làm đầy thêm các khoản hiến tặng ngô đình thục còn chuyển các nguồn tài trợ công khai dành cho việt nam cộng hòa sang cho giáo hội ông thục làm mờ ranh giới giữa giáo hội và nhà nước khi nhận được những nhân nhượng từ chính phủ chuyển nhượng đất đai nông trại đồn điền cơ sở thương mại và bất động sản cho giáo hội công giáo biến giáo hội công giáo trở thành người chủ đất lớn nhất trong nước hai ông diệm khó mà nói không với người anh cả của mình đặc biệt là khi ông thục tuyên bố ông được chúa ở bên cạnh phù hộ mạnh mẽ tham nhũng không trực tiếp đem lại lợi ích cho ông thục đất đai và tiền bạc đổ vào giáo hội những người thân cận nhất trong giới công giáo của ông diệm biết tiền bạc và đất đai đổ vào đâu nhưng họ không kêu ca nhưng hầu hết người việt nam không theo công giáo họ là phật tử chí ít là pha trộn tôn giáo phổ biến nhất ở việt nam vẫn là sự pha trộn của phật giáo khổng giáo và đạo giáo cộng với một số hình thức thờ phụng tổ tiên. Đa số gia đình đều có một bàn thờ ở trong nhà, cũng như các tiệm buôn bán của người Việt có bàn thờ thần tài. Bà Nhu lớn lên trong một gia đình vừa theo đạo Phật vừa theo đạo không. Mùi nhang nhắc bà nhớ đến bàn thờ gia đình ở Hà Nội, mà cứ vào ngày trăng non, ngày đầu tháng âm lịch, hương trầm lại trộn lẫn với tinh dầu cam và hoa đào mà mẹ bà chuẩn bị trước khi bắt cả nhà quỳ lại trước bàn thờ ngập đầy hoa quả bà nhu có lẽ đã biết rằng phật giáo có thể gợi lên cảm xúc mạnh mẽ về tổ ấm và gia đình cho người việt nam nhưng gia đình công giáo mà bà hòa nhập khi lấy chồng không nhìn thấy mọi chuyện theo cách đó tổng giám mục thục càng không vì ông cho rằng nghi thức lòng lèo của phật giáo mà hầu hết người việt nam thực hành như một cảm trạng nước đôi tôn giáo ông thấy cảm trạng nước đôi đó là thử thách và cơ hội giấc mơ của ông biến việt nam thành một quốc gia cơ đốc giáo dường như gần gũi đến mức trêu ngươi và ông Thục không làm gì nhiều để che giấu tham vọng cá nhân của mình, trở thành đức hồng y của giáo hội công giáo, hay thậm chí cao hơn nữa. Trên xe trở về từ La Vang, Ngô Đình Thục để y thấy những lá cờ tung bay khắp thành phố Huế, những quảng trường đầy màu sắc xanh đậm, vàng, đỏ, trắng, cam để kỷ niệm 2.527 năm Phật đàn sắp đến. Thành phố Huế gần như là trung tâm Phật giáo của Việt Nam. Nó là cố đô của Việt Nam. Nhưng treo cờ như vậy về lý thuyết là bất hợp pháp. Một điều luật mơ hồ về việc treo cờ nói rằng chỉ có các lá cờ của quốc gia mới được treo ở những nơi công cộng và các loại cờ tôn giáo không được phép treo ở bất cứ chỗ nào trừ phi đó là những biểu ngữ của một thiết chế tôn giáo. Phật giáo không phải là một thiết chế như vậy, một quy định của thực dân Pháp còn sót lại gọi Phật giáo là hội đoàn, đã được dễ dãi đưa vào trong luật pháp của quốc gia mới vào năm 1954 có quá nhiều vấn đề cấp bách khác khác với thiết chế như giáo hội công giáo la mã một hội đoàn như phật giáo chịu sự kiểm soát và hạn chế của chính quyền chẳng lẽ không ai nghĩ đến chuyện thay đổi luật lệ sao hoặc khi hàng ngũ lãnh đạo phật giáo thất bại bị cáo buộc không ai sẵn sàng thay đổi sao ông thục ra lệnh lấy cờ xuống nghe được việc này sau đó ở sài gòn ông nhu giận điên lên vì sự thiếu suy nghĩ của anh mình Tại sao anh mình cứ kiên quyết ban hành một cái lệnh ngớ ngẩn như thế về cờ quạt nhỉ? Ai thèm quan tâm đến những lá cờ gì họ treo chứ? Các lãnh tụ Phật giáo rất quan tâm, họ chờ đợi cơ hội như thế này và nhanh chóng lợi dụng nó. Lễ kỷ niệm Phật đản nhanh chóng biến thành một cuộc biểu tình phản đối. Hàng ngàn người tràn qua các cây cầu đổ về trung tâm thành phố. Họ vẫy những biểu ngữ đòi bình đẳng tôn giáo nhưng nhiều người chắc hẳn chỉ thấy quá vui sướng vì có cớ để hòa mình vào cuộc biểu tình chống chính quyền rõ ràng là các cuộc biểu tình của phật giáo không thể được xem là biểu hiện tôn giáo thuần túy việc những người tuần hành viết tiếng anh trên biểu ngữ cho thấy họ nhắm đến sự chú ý của các nhà nhiếp ảnh phương tây các phật tử biết rằng nếu họ muốn chế độ thay đổi thì họ cần sự thông cảm của báo chí nước ngoài quân đội chính phủ và các quan chức thực thi luật pháp của thành phố mai phục giữa trung tâm thành phố để bảo đảm kiểm soát tất cả tình hình và rồi đột nhiên bùng lên hai tiếng nổ dữ dội không ai biết chúng từ đầu đến và phía nào đã kích nổ đám đông được lệnh giải tán và khi đám đông giải tán vòi nước chữa lửa phun vào họ dân vệ nổ súng chỉ thiên sự hỗn loạn lắng xuống lựu đạn được ném vào đám đông một làn sóng người la hét ngay sau những tiếng nổ lớn đột ngột khi khói tan, 9 người đã chết, trong đó có hai trẻ em và 14 người bị thương. Ba, như một phản ứng bộc phát, chính quyền Sài Gòn đổ trách nhiệm sự cố này cho Việt Cộng. Ông Diệm và ông Nhu tuyên bố Cộng sản gây ra mọi lộn xộn ở Huế. Những người Cộng sản đã khai thác tình hình, hai ông nói. Có lẽ nếu như hai anh em họ ngô cố gắng xin lỗi một cách thật tâm, thì cuộc khủng hoảng có thể đã chấm dứt ở đó. Nhưng đằng này ông Diệm và vợ chồng ông Nhu vận dụng những bài học mà họ đã học trong nhiều năm, từ ngăn chặn Bình Xuyên năm 1955 đến đánh bại lính nhảy dù năm 1960, không lộ điểm yếu nào. Không thương lượng, đứng trước sự bất ổn, tăng thêm sức ép, gia đình họ Ngô cảm thấy bị cáo buộc sai. Tự do tôn giáo đã được nêu rõ trong hiến pháp của Việt Nam Cộng Hòa, như thế chưa đủ sao? tại sao những tín đồ phật giáo cứ đòi hỏi phải có sự đối xử mới và khác biệt đối với tôn giáo của họ so với tôn giáo của người khác liệu các tôn giáo khác và các do phái hòa hảo cao đài và thiểu số tin lành hồi giáo có đòi hỏi điều tương tự những yêu sách của họ gây chia rẽ mà việt nam cộng hòa cần sự thống nhất để chống lại cộng sản gia đình họ ngô đơn giản là không thấy sự bách hại tôn giáo như sự kêu ca chính đáng và nhìn người phật tử như các phần tử cơ hội chính trị các lực lượng an ninh, cài cắm bên cạnh dân quân mật và các mạng lưới gián điệp, cùng với không khí áp bức chung dưới những luật lệ đạo đức của bà Ngu, làm cho tình hình chín mùi để có thể bùng nổ. Thế rồi chế độ họ ngô hành xử với các Phật tử như hành xử với bọn cướp và những kẻ âm mưu đảo chính. Đó là một sai lầm khủng khiếp, các tín đồ Phật giáo tiếp tục tập hợp với nhau, tại các thành phố khắp miền Nam Việt Nam, họ tiếp tục chống lại chế độ ngó đỉnh diệm họ biểu tình đòi quyền hội họp công khai và đòi hỏi quyền treo cờ Phật giáo nơi công cộng. Họ cũng gào la chế độ mô Đình Diệm là thiên vị công giáo. Các nhà sư đầu chọc tập hợp trong áo choàng màu vàng nghệ và nói chuyện bằng loa pin với những đám đông hiếu kỳ đứng nhìn. Cảnh sát xuất hiện và giải tán những đám đông, nhưng họ cẩn trọng. Đánh đập và bắt đi các nhà sư sẽ là một động thái quan hệ công chúng tệ hại cho chế độ đang bị theo dõi chặt chẽ. Giết chóc và bạo lực là điều ghê tởm đối với triết lý hòa bình của Phật giáo, chỉ với một ngoại lệ duy nhất, tự thiêu. Sự hy sinh xác thịt khả tử của mình cho chính nghĩa chung của tha nhân thì được chấp nhận. Như một người phát ngôn Phật giáo nói rõ, một nhà sư Phật giáo có những nghĩa vụ nhất định mà ông ta phải chăm lo trong kiếp sống này trên con đường ông ta đi đến kiếp sau. Một tháng sau các cuộc biểu tình phản đối tháng 5 một nhà sư già tên là Thích Quảng Đức bước ra từ chiếc xe hơi màu trắng tại ngã tư nhộn nhịp Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt giữa trung tâm Sài Gòn. Hai nhà sư trẻ đi bên cạnh ông và giúp nhà sư già ngồi xuống trên một cái đệm vuông, trần cỏ. Ông xếp bằng chân lại thành tư thế hoa sen, hai đầu gối cách mặt đất chừng một gang tay. Kế đó, thật lệ làng, hai nhà sư trẻ tiến đến sát thầy mình, đổ chất lòng màu hồng lên chiếc áo choàng màu vàng nghệ của người sư già. Chậm chí tưới lên mặt và phía sau cái đầu chọc của ông. Khi họ lùi lại một khoảng cách an toàn, Thích Quảng Đức quẹt một cây diêm và để nó rơi xuống tâm áo cả xa gấp lại của ông. Quả cầu lửa chùm lên ông, vị sư Phật giáo ngồi bất động, như một cây cột, trong khi những ngọn lửa vàng tỏa khói thiêu cháy ông. Các nhà sư đã báo trước cho một số thành viên truyền thông quốc tế rằng, một cái gì đó rất nghiêm trọng, sắp diễn ra, nhưng Brown là nhà báo duy nhất ở Sài Gòn có mặt ở đó các phật tử đã cố ý làm mập mờ những chi tiết cụ thể họ không muốn cảnh sát đề phòng và dự đoán chính xác rằng người chứng kiến cảnh tượng đó sẽ không can thiệp mặc dù ông ta chắc chắn có thì giờ khác với lửa xăng dầu thường thấy vốn bừng lên dữ dội chỉ trong khoảnh khắc đám lửa này rất mạnh và kéo dài brown kinh hoàng đứng nhìn cái khối hình đen xì bị bao phủ bởi những ngọn lửa liếm láp dần nhưng nếu ông cảm thấy buộc phải làm gì đó ông cũng ý thức rất rõ nhiệm vụ của ông như một nhà báo duy nhất mang máy ảnh có mặt để ghi nhận một vụ nhạo báng ở sài gòn tôi có thể thấy mặc dù mắt ông khép lại nhưng nét mặt nhăn nhúng vì đau đớn cực độ nhưng suốt cuộc thử thách ghê gớm đó ông không hề thốt ra một tiếng nào và cũng không nhúc nhích dù cho mùi thịt cháy khét lẹt trong không khí đằng sau thân thể đang cháy đó hai nhà sư mở tấm biểu ngữ viết bằng tiếng anh một nhà sư phật giáo tự thiêu vì những đòi hỏi phật pháp một vị sư khác nói qua micro bằng tiếng Anh và tiếng Việt, một nhà sư Phật giáo tử vì đạo. Lo đoán cuộc tự thiêu này kéo dài 10 phút trước khi lửa tắt. Thích Quảng Đức đổ người tới trước, ngã lăn ra, và bất đồng. Ông là người đầu tiên và nổi tiếng nhất, nhưng ông sẽ không là người cuối cùng. Vào cuối mùa hè tệ hại năm đó, có thêm 6 Phật tử, gồm các nhà sư, một nữ tu, và một học sinh, cũng đã tự thiêu. 4. Khi tình hình hỗn loạn của Phật giáo bùng lên ở Sài Gòn, Hoa Kỳ, chỗ dựa hoàn toàn của Việt Nam Cộng hòa, đe dọa sẽ cắt đứt khỏi chế độ này. Người Mỹ muốn ông Diệm mở rộng chính quyền, nói chuyện với các đối thủ chính trị và đưa họ vào cùng hàng ngũ nói cách khác, họ muốn ông hành xử như một nhà dân chủ hơn là một nhà độc tài. Ông Diệm có những hành động cân nhắc trong một số vấn đề, nhưng về một số vấn đề khác người Mỹ cảm thấy ông đang trì hoãn và làm cho vấn đề trở nên tồi tệ. Và ông từ chối hợp tác với báo chí nước ngoài vốn chẳng có hiệu quả gì. Thái độ của chế độ đối với báo chí Mỹ phản ánh thái độ của nó nói chung đối với chính phủ và dân chúng Mỹ. Và nếu vợ chồng ông ngu, công khai khinh thường, thì ông Diệp đơn giản là dừng dưng. Như đại sư Mỹ Henry Cabot Lott ghi lại trong hồi ký Việt Nam Memoir năm 1967 của ông. Hoa Kỳ có thể hòa hoãn với các nhà độc tài tham nhũng, tìm cách tránh né báo chí, nhưng ông Diệm và vợ chồng Nhu không thể đi theo những quy tắc đó. Ông Diệm thành thực nói rằng ông mệt mỏi khi phải tỏ ra cứng rắn trước những đòi hỏi từ Washington. Ông không phải là bù nhìn và ghét bị đối xử như một con bù nhìn. Sinh ra dưới thời thực dân Pháp, ông sẽ không là nạn nhân của chủ nghĩa đế quốc thực dân Mỹ. Vì vậy, ông Diệm rất nhạy cảm với mọi sự xâm phạm quyền tối cao của ông như Edward Landell chỉ ra trong giác thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara năm 1961. Nếu quan chức Mỹ sắp tới nói chuyện với Tổng thống Diệm cần có sự nhạy cảm để thấy ông như một con người đã trải qua khổ ải trong nhiều năm chứ không phải như một đối thủ sẽ bị đánh quỵ chúng ta sẽ bắt đầu tạo dựng lại ảnh hưởng của chúng ta đối với ông ta. Người Mỹ đã chỉ trích cách ông điều hành quân đội, họ xem thường gia đình ông và các cố vấn thân cận nhất của ông, ông Nhu và bà Nhu, coi đó là những ảnh hưởng xấu xa và bây giờ họ ép ông Diệm đấu dịu với các tín đồ Phật giáo. Ông Diệm không thể không dàn xếp mọi nhượng bộ với các Phật tử như nhượng bộ với người Mỹ. Nếu bây giờ chúng tôi nhượng bộ, Hoa Kỳ sẽ đòi hỏi thêm, ông lý giải. Bao nhiêu nhượng bộ chúng tôi phải đưa ra để làm thỏa mãn họ? Tôi muốn tăng cường quân đội, Hoa Kỳ từ chối cung cấp vũ khí và các phương tiện khác. Hoa Thủy chỉ muốn đưa quân vào Việt Nam. Năm, phong trào liên đới phụ nữ của bà Nhu đưa ra tuyên cáo mà tờ Tham of Việt Nam đăng nguyên trang vào ngày hôm sau. Chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu. Nó cảnh cáo người Việt Nam và người Mỹ cần phải nhìn kỹ vào những động cơ thực sự nằm sau những cuộc biểu tình Phật giáo. Bà Nhu cáo buộc các Phật tử sử dụng tôn giáo như tấm bình phong che đẩy cho Cộng sản các Phật tử, bị lợi dụng và kiểm soát bởi Cộng sản và bị lái vào việc gieo rắc sự vô trật tự và chủ nghĩa trung lập. 6. Buộc tội người nào là Cộng sản trong cơn sợ hãi chiến tranh lạnh của Sài Gòn năm 1963 là sự xúc phạm ghê gớm. Nhưng nó chưa kết thúc ở đó. Chứ đựng trong tuyên bố đó là cú đánh chớp ngoáng vào những người có khuynh hướng coi Việt Nam là tay sai của thế lực ngoại bang. Qua đó bà Nhu rõ ràng muốn nói đến Hoa Kỳ. Các quan chức ở Tòa Đại sứ Mỹ choang vắng sao một câu nói hứa về ngoại giao như vậy lại có thể không bị sửa lưng nếu lời phát biểu đó là chính sách thì nó là thảm họa họ cảnh báo bởi nhưng lời tuyên bố xúc phạm nhất của bà nhu vẫn chưa tới và lần này nó không bị chôn vùi trong bất kỳ tuyên bố nào của hội đoàn phụ nữ chính bà nói ra các vụ phật tử tự thiêu là các bữa tiệc nướng ngoài trời bà tuyên bố chỉ với một câu nói đó bà nhu đã định đoạt số phận của mình mọi lời kêu ca về chính phủ bỗng chốc trở nên đáng tin hơn nhiều sau khi bà Nhu cất lên tiếng nói tàn bạo của chế độ. Tổng thống Diệm tìm cách kiểm soát sự tổn thất bằng cách lên đài phát thanh nói ông phiền muộn sâu sắc như thế nào trước cây chết của Thích Quảng Đức. Rồi ông nhắc lại bởi vì hiến pháp bảo vệ Phật giáo, cá nhân ông là người canh giữ nó. Các cuộc đàm phán với Phật tử tiếp tục, và một văn bản gọi là tuyên bố chung ngày 16 tháng 6 được lưu hành ít nhất là về mặt lý thuyết vào những ngày lễ tôn giáo cờ phật giáo có thể được treo bên ngoài cổng chùa miễn là nó phải treo chung với lá quốc kỳ lớn hơn cờ phật giáo chỉ được treo một mình bên trong chùa vào những ngày lễ của quốc gia không bất kỳ lá cờ tôn giáo nào được treo gây ấn tượng hơn cả trong một khoảnh khắc bộc lộ sự mềm mỏng ông diệm nói thẳng với các nhà báo rằng bà nhu không phát ngôn thay cho chính phủ đối với hầu hết dân chúng quyền hạn tổng thống ngô đình diệm bao gồm ba người ngô đình diệm ngô đình nhu và bà nhu nỗ lực dập tắt tiếng nói thành viên xuất hiện nhiều nhất này đã giảm quyền lực của ông đặc biệt khi rất nhanh chóng bà nhu bày tỏ sự bất mãn hoàn toàn trước động thái bắt bà im lặng bà nhu không thể bỏ qua có vẻ như quá bất công người phật giáo đòi nhượng bộ thì chế độ đã nhượng bộ theo ý bà không có gì sai bà từ chối xin lỗi và ngày càng tự làm khó mình tôi sẽ đập tan những chuyện đó các hoạt động của phật tử Mười lần nữa, bà nói với David Halberstam. Nếu có một vụ tự sát nữa, thậm chí ba chục vụ, bà Nhu nói bà sẽ vỗ tay vui mừng. Trong chỗ riêng tư gia đình, anh em họ Ngô tiếp tục phụ thuộc vào bà Nhu, người đã cho họ những lời khuyên hiệu quả trong quá khứ. Giữ thông lệ đó, ông Nhu đến gặp vợ vào nửa đêm ngày 15 tháng 6, đêm trước khi thông cáo chung được ký để giải quyết vấn đề treo cờ. Ông hỏi bà, chúng ta nên làm gì? bà nhu đã nói với ông diệm những gì bà nghĩ về bản thông cáo và ông ta anh là kẻ hèn nhát bà đã giận dữ thét lên trước mặt tổng thống ông diệm chỉ lắc đầu và bảo bà không hiểu lần này vấn đề đã gây ra những hậu quả có tính quốc tế nó quá lớn đối với bà tám đêm đó bà quá mệt mỏi để tranh cãi thêm nữa bà nói với chồng rằng họ đang lâm vào tình trạng bất lực chống lại phật giáo có thể sẽ gây thêm rắc rối nhưng ký thông cáo để xét lại lệnh treo cờ là nhận tội và khiến họ gặp thêm nguy cơ nếu các tín đồ phật giáo muốn họ bồi thường hay đòi trả thù yêu cầu ông diệm ký vào bà thở dài nghĩ về thông cáo chung nhưng điều rất quan trọng với bà là có một vấn đề đã không bị xem nhẹ khi ông diệm ký vào văn kiện đó ông nên viết rằng trước hết không phải tất cả những gì mà ông đồng ý ký đều là bất hợp pháp lặp lại một sự thực là hiến pháp bảo vệ tự do tôn giáo có lẽ ông Nhu truyền lời khuyên này đến ông Diệm và vị Tổng thống đã làm đúng như vậy. Theo một kịch bản chặt chẽ, những vấn đề đặt ra trong thông cáo chung này được tôi chấp thuận về nguyên tắc từ đầu. Giải pháp của bà Nhu đã xoa dịu được các tín đồ Phật giáo về việc treo cờ mà không thừa nhận rằng chính quyền đã hành xử sai trái. Và bà Nhu nghĩ hai anh em phải biết ơn bà vì bà đã một lần nữa đưa họ thoát khỏi tình cảnh khó khăn. 9. Với việc thông cáo chung được ký kết, các vụ lộn xộn của Phật giáo đã lắng xuống nhưng việc treo cờ không bao giờ là vấn đề thực sự nó chỉ là ngòi nổ kích hoạt các vấn đề ngấm ngầm và những vấn đề đó tiếp tục âm ỉ cháy chính phủ giận dữ khi báo chí nước ngoài đặc biệt là báo chí mỹ không bỏ qua mọi chuyện các nhà báo cho thấy dân chúng bất mãn với chế độ và càng được nói đến dân chúng càng phản kháng có những cuộc biểu tình lớn ở sài gòn đà lạt nha trang quy nhơn và huế các nhà sư tiếp tục giàn dựng các vụ tự sát giữa công cộng các biểu ngữ của họ không còn yêu cầu gia đình họ ngô khoan dung tôn giáo bây giờ họ kêu gọi lật đổ chính quyền dân chúng có vẻ như hăng hái đáp lại chính phủ sẽ phản ứng thế nào đây uy quyền của họ đang bị xâm lấn hàng ngày ông nhu thổ lộ với vợ về nỗi sợ hãi của ông rằng thương lượng với phật giáo đã có vẻ như là sự yếu đuối nếu cho thấy dấu hiệu bất lực anh em họ ngô sẽ mất các đồng minh chính trị dân chúng từng quá sợ hãi, không dám coi thường họ sẽ không còn sợ hãi như vậy nữa. Dinh rất dễ bị tấn công, người dân Việt Nam cần được nhắc nhớ rằng ai đang nắm quyền, và người Mỹ cũng vậy. Vào ngày 20 tháng 8, Tổng thống Diệm ban bố tình trạng thiết quân luật. Quân đội chấn giữ các vị trí chiến lược ở Sài Gòn, nhưng các ngôi chùa, ông Diệm nói, sẽ được đối phó hết sức cẩn trọng. Ông Diệm không muốn có bất cứ nhà sư nào bị tổn thương ông nói ông không muốn gây thêm rắc rối và các tướng lĩnh có vẻ tin ông nhưng ông nhu có một kế hoạch khác ngay ngày hôm sau cảnh sát chiến đấu và lực lượng đặc biệt của ông nhu các đội quân dung kích được lệnh sẵn sàng chiến đấu ông lệnh cho quân lính mặc quân phục dã chiến thường lệ kế hoạch này nhằm gây ấn tượng quân đội việt nam cộng hòa đang chống lại lệnh của tổng thống diệm không gây lo ngại cho chùa chiên đó là một hành động lá mặt lá trái điên rồ nhưng ông ta rất muốn tạo một khoảng cách giữa những người mỹ khó chịu và các tướng lĩnh quân đội việt nam cộng hòa mà tham vọng tiếp quản đất nước này đang tăng lên khi sự kiểm soát đối lập một cách độc đoán của gia đình họ ngô hình như đang ngày càng tệ hại ông nhu biết rõ rằng người mỹ sẽ không tha thứ cho một chiến dịch tàn bạo chống phật giáo ý tưởng quân đội việt nam cộng hòa tham gia vào một cuộc đột kích triệt hạ chua chiền chắc chắn sẽ gây chia rẽ giữa hai bên nhưng giả bộ dính líu quân sự vào các cuộc bố giáp chùa chiền, ông Nhu sẽ tạo lợi thế cho những người muốn ông ra đi. Tiếng thết của các Phật tử, tiếng hô sáp chiến, tiếng kinh vỡ nát, tiếng súng lục, và trên tất cả, tiếng chuông chùa vang lên liên tục đã tràn ngập không gian đêm 21 tháng 8 năm 1963. Chùa Xá Lợi là tổng hành dinh của Phật giáo ở Sài Gòn. Đó thường là một nơi yên tĩnh, nghe vang vẳng những hồi kinh đều đều và những hồi chuông vang vọng đêm đó nó trở thành hiện trường của một cuộc hỗn loạn bạo lực kéo dài hai tiếng và một màn phô diễn trắng trợn của quyền lực và sức mạnh david halberstam sửng sốt chứng kiến thấy trong cảnh ghê sợ phơi bầy chung quanh ông sự vỡ vụn của chính sách ngoại giao mỹ bà nhu cũng theo dõi cuộc đột kích từ một chiếc xe tăng nằm không xa halberstam nhưng bà nhìn thấy cảnh tượng đó với thái độ lạc quan hơn nhiều công lý đang được thực thi mười tâm trạng vui vẻ của bà còn kéo dài đến ngày hôm sau khi một đặc phái viên báo chí mô tả đệ nhất phu nhân đang ở trong trạng thái ngây ngất, nói năng luôn miệng như một cô học trò sau cuộc đi dạo. Bà Nhu so sánh cuộc triệt hạ cộng sản Phật giáo đêm qua với cuộc tiêu diệt băng đảng Bình Xuyên năm 1955, ngoại trừ bà dường như không nhận thức được rằng lần này chỉ có một bên nổ súng. Bà không chăm chú vào sự kiện rằng nạn nhân là các nhà sư không có vũ khí, đầu trọc. "Đó là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi", bà nói và một chiến thắng nữa cho gia đình họ Ngô, 11. Đó cũng là sinh nhật 39 tuổi của bà Nhu. Hôm đó một điện tín của cha mẹ bà từ Mỹ gửi đến Dinh. Có lẽ bà mong đợi một bức thư thường lệ, có phần trịnh trọng, một kiểu chúc sinh nhật giản dị mà bậc cha mẹ của một dòng dõi gửi cho đứa con trưởng thành của mình. Nhưng rồi bà sẽ biết rõ hơn, đó là bức điện tín thứ hai từ họ năm ngày sau. Bức điện thứ nhất là bức điện được mã hóa bằng những từ ngữ mạnh mẽ, gần như dọa dẫm, mẹ và cha bà thúc giục bà rời khỏi Việt Nam cùng bốn đứa con của mình. Hãy thoát ra khỏi trung tâm chú ý của công luận, họ bảo bà, 12, cá nhân bà Trương cũng truyền thông điệp này đến Henry Cabot Lodge khi ông chuẩn bị rời Washington đến Sài Gòn, chế độ họ ngô bị căm ghét đến nỗi, nếu họ không rời khỏi đất nước. Không có sức mạnh nào trên trần gian này có thể ngăn chặn một cuộc thảm sát tổng thống diệm. Em trai ông là ông Ngu và con gái tôi, bà Nhu, 13, bà Nhu không hề biết mẹ bà can dự vào bằng việc đi gặp ông đại sứ tương lai sau lưng bà, nhưng bà điên tiết vì lá thư đó. Bà không còn là đứa trẻ con và họ không thể bảo ban bà phải làm gì. Trong bức điện tín thứ hai, cha mẹ bà có vẻ đồng ý, đó không hề là thông điệp mừng sinh nhật mà là một lá thư xin từ chức. Vợ chồng ông Trương từ bỏ các chức vụ đại sứ cao trọng cha bà rời chức đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Washington, mẹ bà rời chức quan sát viên đặc biệt của Liên hiệp quốc tại New York. Ông Trương viết, tôi không thể tiếp tục đại diện cho một chính phủ phớt lờ lời khuyên của tôi và tôi không chấp nhận thái độ đó. Chế độ này công khai phủ nhận rằng ông Trương đã từ chức vì chỉ trích chính phủ. Họ nói ông ta bị bãi nhiệm, 14, những gì chỉ là lời nói suông trước đây, về tiệc nướng các nhà sư Phật giáo và đánh đập họ tàn bạo hơn đã trở thành một thực tế rùng rợn. Các cuộc dùng bố chùa triền Phật giáo biểu thị cho những gì bà Nhu đã phát biểu trong nhiều tháng. Ông Diệm không bao giờ công khai cắt đứt quan hệ với em trai về âm mưu bố giáp chùa triền, nhưng ông có gửi cho bà Nhu một bức thư riêng, một chỉ thị từ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa gửi cho thành viên quốc hội. Bà không được đưa ra tuyên bố gì về các cuộc dùng bố và không được phát biểu gì thêm với báo chí dường như chỉ có lần này ông Diệm mới thuận theo yêu sách của người Mỹ đòi đệ nhất phu nhân của ông phải im tiếng. Nhưng ông làm cho sự việc bớt gây sốc, một cuộc gặp của 59 thành viên liên minh nghị viện nhóm họp vào cuối tháng 9 ở Belgrade. Nó sẽ không có vẻ gì là trục xuất nếu bà Nhu là đại biểu của Việt Nam Cộng hòa. Bao nhiêu rắc rối bà có thể gặp phải nữa đây? Bà Nhu vui vẻ ra đi, bà có thể nhận của mọi người những lời mời khác và kéo dài chuyến đi bà được mời thuyết trình tại câu lạc bộ báo chí hải ngoại ở thành phố New York, và tại sao không, bà nghĩ. Nếu họ cần bà, chắc chắn bà sẽ biện hộ thuyết phục cho bản thân bà và đất nước bà. Một tấm hình mờ nhạt, chưa công bố chụp cả gia đình trên cầu thang của dinh trước chuyến ra đi của bà Nhu. Đứa con lớn nhất, cô Lệ Thủy, đi cùng với bà Nhu ra nước ngoài, còn ông Nhu và ba đứa trẻ khác đứng cạnh nhau vẫy chào họ họ mỉm cười vào ống kính và bà nhu đặt bàn tay chấn an lên vai cô gái út chỉ có cô gái bốn tuổi là có vẻ gì đó bất an về tương lai khi tất cả cùng lên đường ra phi trường hình một đám đông hoan hỉ tập trung chung quanh bà nhu khi bà chuẩn bị đọc bài diễn văn từ biệt ở phi trường tân sơn nhất hàng chục người đeo cả vạt bàn nhỏ mặc vét sẫm màu bất chấp trời nóng chồm người về phía một mỹ nhân nhỏ nhắn trông ma mị đang mỉm cười giữa mọi người đối với một người tình cờ nhìn thấy có vẻ như các nhà báo bị bà cuốn hút một cách tự nhiên như những con thiêu thân lao vào lửa không thể chống lại nhân vật khoa trương nhất của chế độ mô đình diệm chiếc châm trên vai trái của bà trói lên và đôi mắt bà long lanh niềm vui trước chuyến đi bà mặc chiếc áo dài màu nâu mây khéo phủ lên chiếc quần trắng dập dờn và đôi giày cao gót bà khoác trên vai một cái túi du lịch cho hành trình dài và chiếc khăn choàng lông thú tóc bà được bới cao qua đầu trông tuyệt đẹp theo một kiểu tóc thời trang của phụ nữ. Nếu không có những cái microphone và những thiết bị thu âm to tướng của thời đại, chắc hẳn bà sẽ giống như một phụ nữ được vây quanh bởi những người ngưỡng mộ khung núm theo cung cách cổ điển. Thay vì vậy, những người đàn ông vây quanh bà Nhu ở phi trường hôm đó nằm trong số những kẻ chỉ trích bà dữ dội nhất. Đối với họ và độc giả Mỹ, bà đã trở thành một con đàn bà yêu quái với cây lưỡi răn rít và những cái móng vuốt sơn đỏ. Trong các câu chuyện của họ về Việt Nam Cộng hòa, họ ví bà với Lucrezia Borgia và Marie Antoinette. Malcolm Brown nhớ đã nhìn thấy vợ chồng ông Nhu chào từ biệt nhau ở phi trường. Hai người ôm nhau vội vã với một cái hôn lo âu cuối cùng, trông như mọi cặp vợ chồng bình thường khác. Khi máy bay chờ bà cất cánh, ông Nhu ngước mắt nhìn theo, hai tay bịt chặt tai để ngăn tiếng gầm rú của động cơ. Có ai biết được đó sẽ là lần cuối cùng ông nhìn thấy vợ mình? Hôm đó, vào thời điểm chiếc máy bay chở bà Nhu ở trên không trung, những cái bánh xe của một kết cục đẫm máu của chế độ này cũng đã khởi động. Giờ nhìn lại hình ảnh các nhà báo chĩa micro thành vòng tròn quanh bà Nhu mới thấy rõ nó mang điểm triệu đáng ngại. Thay vì những con thiêu thân trước ngọn lửa cháy sáng, nó gợi nhớ đến một hình ảnh hung hiểm của những con cá sấu vây quanh. Có lẽ tự bản năng chúng người thấy mùi máu trong làn nước. Chương 13, bà Nhu đáp xuống New York trễ vài giờ so với kế hoạch chuyến bay của hãng Pan American từ Paris gặp nhiễu loạn không khí đâu đó trên bầu trời Đại Tây Dương, những cơn gió ngược đập mạnh vào máy bay. Đó không phải là sức mạnh duy nhất chống lại bà, cơn bão Flora vẫn còn quanh quẩn ngoài khơi nước Mỹ, tuy đã tiến sâu về phía Nam. Nó đã làm thiệt mạng 4.000 người ở Haiti, và không ai biết chắc tiếp theo nó sẽ di chuyển đến đâu hay sẽ gây ra thiệt hại gì khi nó đổ bộ vào đất liền các tiểu bang. Máy bay chở bà Nhu hạ cánh xuống phi trường Idlewild trong sự yên ả trước bão tố. Việc phi trường này sẽ được đổi tên thành dây FK và việc Tổng thống John Fitzgerald Kennedy mà những ký ức về ông nó được tôn vinh sẽ bị ám sát chỉ trong vài tuần tới, là không thể nào tưởng tượng nổi trong buổi chiều dịu nắng ngày 7 tháng 10 năm 1963 ấy. Dường như không thể nào có chuyện những gì công luận Mỹ vẫn xem xét cuộc chiến nhỏ nhặt ở Việt Nam, một vùng đất xa xôi ở phương đông lạ lẫm sẽ leo thang thành sự hủy diệt trong thập kỷ tới. Sự kiện vịnh Bắc Bộ vẫn còn một năm nữa mới xảy ra. Nhân viên Mỹ hiện diện ở Việt Nam chỉ mới là 15.000 cố vấn quân sự rất xa với con số 200.000 người sẽ có mặt ở quốc gia này vào cuối năm 1965. Vào năm 1963 vẫn chưa có bộ binh, nhưng Việt Nam đã đến với Hoa Kỳ ít nhất là trong hình dáng bé nhỏ của bà Nhu để chuẩn bị cho một chuyến đi tiếp xúc báo chí trên toàn nước Mỹ lẽ ra bà nên sợ hãi mọi thứ đang bị đe dọa gia đình bà đất nước bà thậm chí sự an toàn của bà hình như bà nhận biết mối nguy đó bà cảm thấy bà thú nhận mình như con mèo con bị tóm cổ ném vào đấu trường sư tử cho nên lẽ ra bà phải biết bà đang đi trên băng vỡ lẽ ra bà nên im lặng lẽ ra bà không nên đến mỹ nhưng nếu vậy nó sẽ làm bà nhu trở nên khả đoán mà bà hoàn toàn không phải như vậy bà dạn dĩ bước ra khỏi máy bay, son môi hồng tươi và nụ cười rạng rỡ Chuyến đi xuyên Đại Tây Dương lúc ấy vẫn còn là cái gì xa hoa những bữa ăn thịnh soạn, phục vụ theo cung cách Trung Hoa, với vô vàn thức uống. Mọi người ăn mặc trịnh trọng cho những chuyến bay, bà Nhu khoác chiếc khăn choàng lông trồn sẫm màu lên bộ váy nâu bó sát thân hình mảnh rẻ, đôi giày gót nhọn lòi ra dưới ống quần trắng. Bà đi dọc hai hàng ghế mà không chỉnh lại tóc, vốn đã lệch rối chút ít trong chuyến bay dài. Một lọn tóc bướng bỉnh bật lên sau vành tay trái khi bà rảo bước tới sảnh nhà ga. Một vài tùy viên cấp thấp của Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa, Washington, D, C, có mặt ở sân bay để đón bà Nhu. Bà đưa bàn tay đeo găng với cổ tay thẳng vẫy chào họ, vẻ rất uy nghi. Còn có các thành viên của Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa ở Liên Hiệp Quốc, và bao trùm lên họ là vô số những gương mặt da trắng và ánh đèn rực sáng bà nhu phải mất bao lâu để nhận ra những sự vắng mặt đáng chú ý khác không có đại diện chính thức của hoa kỳ không có ai ở liên bang tiểu bang hay thậm chí quan chức địa phương đến gặp đệ nhất phu nhân của nước việt nam cộng hòa đồng minh chính thức của hoa kỳ trong cuộc chiến chiến tranh lạnh chống lại chủ nghĩa cộng sản chỉ có một sĩ quan cảnh sát cùng cấp dưới của anh ta và bốn cảnh sát tuần tra của thành phố New York có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho bà. Cựu đại sứ Trần Văn Trương và vợ ông cũng vắng mặt. Mặc dù thực sự họ đang ở thăm New York hôm đó, nhưng không nhằm mục đích đón con gái mình. Thay vì vậy, vợ chồng ông Trương đang gióng hồi chuông báo động cho khắp thành phố này về những tàn phá mà cặp vợ chồng đói khát quyền lực Nhu Xuân đang gây ra cho Việt Nam Cộng hòa. Họ cảnh báo rằng chính phủ ở đó không thể cải cách được nữa cha mẹ bà Nhu kêu gọi chốt phế bà, bà Nhu tiếp tục đi, băng qua mặt sân nhựa đường để đến sảnh nhà Gapen American một khối tròn lớn lơ lửng trông như con tàu vũ trụ xa lạ. Một trăm nhà báo và phóng viên ảnh xô đẩy nhau để được nhìn rõ hơn những bước chân đầu tiên của bà trên đất Mỹ. Các nhà báo hẳn phải ngạc nhiên tự hỏi làm thế nào mà người đàn bà nhỏ bé này lại là tâm địa chấn của quá nhiều vấn đề như vậy những cái micro nhỏ xíu và những cái máy ảnh trực chờ ghi nhận mọi dấu hiệu thiếu tự tin, một điểm yếu trong tính cách. Nhưng bà Nhu đã quen với việc tự chủ trước đám đông. Nụ cười của bà trông khá tự nhiên, bà Nhu đi tới cái bục dành sẵn cho bà. Bà phải đứng trên một chiếc ghế nhỏ để sờ được cái micro. Giọng bà vang lên rắn giỏi và rõ ràng như tiếng chuông khi bà đưa ra một vài nhận định đã chuẩn bị trước bà đang trông chờ vào chuyến đi sắp tới. Bà nói một chiếc khăn choàng đã che giấu một cái gì đó vốn có thể phơi bày trong mắt bà. Một phóng viên từ cuối phòng hỏi bà Nhu về những chỗ trống ai cũng nhìn thấy trong đám đông. Bà Nhu quay sang cô con gái cả 18 tuổi, người đã thắp tùng bà trong chuyến đi này, giúp việc phiên dịch và lệ thủy tiến lại gần mẹ. Lệ thủy để kiểu tóc ngắn chạm vai hình quả chuông, một cái nơ to tướng gắn quá thấp vào một bên gây cảm giác nó có thể tuột ra bất cứ lúc nào. Đó là kiểu cách thời trang lúc bấy giờ cô đào Mary Tyler Mo 23 tuổi cũng xuất hiện với kiểu tóc ấy trong một hồi kịch truyền hình đích Van Dyke Show sẽ phát sóng cuối tuần đó. Trông như một nữ sinh ngoan hiền, lệ thủy thì thầm vào tai mẹ nửa tiếng Việt nửa tiếng Pháp. Bà Nhu nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, tôi đã trở thành, ngoài ý muốn của tôi, một con người gây tranh cãi. Tôi không muốn gây rắc rối cho ai cả, vì giờ đây đã ở trên nước Mỹ, bà Nhu nói bà làm mọi cách để cố hiểu vì sao chúng ta không thể sát cánh bên nhau. Khi bà Nhu nói tiếng Anh, giọng bà trầm bồng lên xuống, và một số từ quyện vào nhau dù gì. Lối nói của bà nghe gán như ve vãn, nhưng cây nhún vai nhẹ buồn trước khi bà chui vào chiếc Cadillac cho đa số đàn ông trong phòng họp thấy chính xác cái gì họ đang chờ đợi. Họ cẩn trọng nắm bắt một cái gì đó mỏng manh và nhân văn bên trong người đàn bà mà họ đặt cho biệt danh là rồng cái lịch trình khép kín xuyên nước Mỹ của bà Nhu sẽ đưa bà đi qua 12 thành phố trong 22 ngày. Bà đã được mời trước đến nói chuyện 17 buổi trên đài phát thanh và đài truyền hình, cộng với 17 cuộc hẹn nói chuyện, 11 trong số đó tại viện đại học và trường đại học. Bà còn được mời với tư cách khách mời danh dự đến 15 buổi chiêu đãi chúa và tối. Nhưng sự nhiệt tình của người Mỹ có khía cạnh ám muội của nó. Những lời mời nói chuyện với giới nhà báo và các sự kiện tư nhân các câu lạc bộ báo chí và các cơ sở học thuật đã được đưa ra bất chấp ý muốn của chính phủ mỹ tự do báo chí như thế và sự công khai coi thường những ý muốn của chính phủ là không thể tưởng tượng được ở việt nam cộng hòa vài chục năm sau bà nhu vẫn không hiểu được bà viện dẫn nó như một bằng chứng về sự vỡ mộng của bà đối với người mỹ bà tự hỏi tại sao giới truyền thông đại trung mỹ và các trường học danh giá nhất của quốc gia này có thể mời bà để rồi sau đó chính quyền tìm cách nói đừng đến dân chúng Mỹ cần có một hiện tượng chính quyền Mỹ thì tìm cách ngăn chặn nó cho nên nó đã làm cái nó có thể làm về mặt ngoại giao để ngăn cản bà thăm viếng quốc gia này. Hà lần Cleveland ở Bộ Ngoại giao gọi riêng Tân đại sứ Việt Nam Cộng hòa ở Hoa Kỳ đến Washington để hỏi chính quyền sở tại có sử dụng biện pháp nào nhằm giảm nhiệt bà nhu không tân đại sứ đến từ sài gòn đã nói rõ qua những cuộc nói chuyện bí mật với các quan chức mỹ rằng cá nhân ông nghĩ bà nên bị loại bỏ nhưng ông vẫn bóng gió nói làm sao việc đó có thể thực hiện được lo lắng cho cái ghế và có thể cả cái đầu của mình ông phải tế nhị hơn ông gửi năm bức điện tín về sài gòn trước khi bà nhu đến mỹ ông chỉ biết rằng đệ nhất phu nhân đã được căn dặn riêng phải trầm tĩnh mọi người không tin chuyện đó có thể xảy ra các phóng viên mỹ tác nghiệp rất giỏi họ có thể khiêu khích bà Nhu để bà cự cãi giữa đông người. Việc đó thêm dễ dàng vì quý bà này không may lại quá xinh đẹp để có thể làm ngơ. Vì thế chính quyền Mỹ tìm cách làm nhục giới truyền thông thay vì bà Nhu. Một viên chức cao cấp giấu tên trong chính phủ Kennedy đã chỉ trích không chính thức các tên tuổi lớn nhất trong giới truyền thông, CBS, NBC, Tam, Newsweek, và New York Post. Họ đang chú ý quá nhiều đến ả rồng tên này lẽ nào họ không biết mối nguy hại tiềm tàng khi trao cho bà nhu một diễn đàn để bà trình bày lập trường của mình trước dân chúng mỹ nguy cơ của mỹ ở nam việt nam là rất cao và người đàn bà nhỏ nhắn này đe dọa mọi thứ một do bà nhu đang làm lạnh xương sống chính quyền kennedy bà trở thành người bạn dễ gần trong năm tranh cử với các đối thủ của ông như vợ chồng doherty họ có cả một gia sản lớn ở texas và một giếng dầu trước sân nhà và claibut loose đáng gờm nghị sĩ đảng cộng hòa và là vợ của Henry Luce, người tạo dựng đế quốc báo chí Tam Lai. Họ nằm trong số nhiều thành viên bảo thủ và đảng cộng hòa muốn chia bàn tay nồng nhiệt ra mời đệ nhất phu nhân của Việt Nam Cộng hòa đến Mỹ. Margaret Hitchens cũng tỏ ra là người bạn trung thủy. Bà viết ra những điều cần nói và những điều cần tránh. Những điều cần tránh bao gồm một số cụm từ ưa thích của bà ngu. Bà phải tránh sử dụng những cách nói như âm mưu có hệ thống và các nhà sư bị đầu độc. Hegin cũng cảnh báo bà Nhu không nên chỉ trích Tổng thống Kennedy thẳng thừng như vậy, vì không công nhận bà là khách mời, chính thức, đến Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao công khai nói với bà Nhu rằng họ không bảo đảm an ninh cho bà. Bà một mình tự lo lấy, sự thiếu vắng các nghi thức ngoại giao khi bà đến New York truyền đi một thông điệp rõ ràng. Sự công nhận chính thức duy nhất đối với chuyến viếng thăm của bà Nhu được thể hiện bằng sự phản đối. Thượng nghị sĩ Stephen Young một thành viên đảng Dân Chủ ở Ohio, nói rằng bà Nhu quá tự cao tự đại và nên đưa bà trở lại Việt Nam Cộng Hòa. Hạ nghị sĩ Wayne L. Hay, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ, đã cho lưu hành trên nội san Quốc hội đơn kiện chính thức, người phụ nữ xấu xa, đã vào đất nước này bằng hộ chiếu ngoại giao. Và mặc dù bà Nhu không biết điều đó, bà thậm chí còn nhận một lời cảnh báo từ đích thân Tổng thống Hoa Kỳ. Vào tháng 8 và tháng 9, Bà Nhu đã gửi nhiều lá thư từ Sài Gòn và sau đó từ Paris đến Phó Tổng thống Lyndon Johnson, hỏi về việc bà có được hoan nghênh ở Hoa Kỳ không. Bà cảm thấy thoải mái khi hỏi ông Johnson bà đã được biết ông trong chuyến công du của ông đến Việt Nam và những cô con gái tuổi mới lớn của họ đã thành bạn bè, nên bà Nhu nghĩ bà sẽ viện đến tính cách lịch lãm của người đàn ông cao lớn vùng Texas bà đã quyến rũ được ông không lâu trước đây và giờ đây bà chồng ghẹo ông trong thư để ông không sợ hãi vì một quý bà. Nhưng cá nhân Tổng thống Kennedy thì phật ý về chuyến viếng thăm sắp tới của bà. Trong cái nhìn của ông, bà Nhu làm nhu nhược những người đàn ông chung quanh bà. Bộ Ngoại giao đã cảnh báo hồi tháng 8 rằng bà làm sói mòn uy quyền bằng cách xuất hiện để dẫn dắt những người đàn ông vây quanh, quá phụ thuộc vào bà. Ông Kennedy không có ý định để cho sự tiếm quyền đó xảy ra trên đất Mỹ bản phát thảo lời hồi đáp cho lá thư của bà Nhu của văn phòng ông Johnson được gửi tới Nhà Trắng. Ông Johnson muốn đích thân Kennedy chấp thuận nó. Đây không phải loại thư từ mà ông viết cho một phụ nữ đầy quyến rũ, ông Kennedy của trách với nụ cười nhạo báng. Ông đang đọc nó trong phòng tắm hơi, một kiểu văn phòng thay thế cho Tổng thống, người bị đau lưng nặng. Nghe nói rằng ông này ra được nhiều ý tưởng xuất sắc trong khi tắm. Thực vậy, các cố vấn của ông Kennedy thường tập trung quanh Tổng thống người tiếp họ trong lúc ở trần từ thắt lưng trở lên và che đậy phần dưới thắt lưng bằng một chiếc khăn tắm ít nhất đó là những gì ông thường được miêu tả trong khi đó các cố vấn mặc vét đeo cà vạt và thậm chí ngồi trên bệ cầu hoặc ngồi trồm hồm trên nền gạch ẩm ướt ông kennedy tập trung suy nghĩ một chút về cách viết lá thư trả lời bà nhu nó cần phải tế nhị hơn và ý tưởng đó trượng lại khi ông đang nghĩ cách viết thư hồi đáp ông Kennedy diễn giải về nhan sắc và sự quyến rũ của bà. Ông cũng gửi đến bà lời cảnh báo về một số sự kiện chính trị về cuộc sống. Lá thư yêu cầu bà xem xét, càng khách quan lạnh lùng càng tốt câu hỏi liệu bà đến đây sẽ hữu ích hay gây khó khăn thêm. Phó Tổng thống Johnson đọc bản nháp lá thư được biên tập lại và thấy khá tốt. Ông nghiêm cần ký lá thư và gửi đến bà Nhu như lá thư của riêng ông. Hai, bà Nhu có thể đã không biết ai là tác giả thực sự nhưng bà đã nhận ra thông điệp giữa những dòng chữ. Tôi chỉ có thể hình dung cái cầm của bà bảnh ra khi bà dùng bút bi gạch bỏ lá thư hồi đáp trịch thương. Quyết định không im lặng đứng nhìn của bà là quyết định của lương tâm, bà nói. Bà sẽ đi Hoa Kỳ, và tóm tắt sự mạnh mẽ trong ý định của mình với cách nói cường điệu điển hình. Bà viết, tôi từ chối đóng vai đồng lõa trong một vụ thảm sát tàn bạo. Có thể nói, vụ thảm sát mà bà đề cập đến trong lá thư là lối tu từ hoa mỹ thư ký nhà trắng đưa vào tập hồ sơ thư từ trao đổi hẳn đã nghĩ thế khi cô viết nguệch ngoạc lên trên dòng chữ không cần hồi đáp nhưng vài tuần sau khi chồng bà nhu và người anh chồng của bà thực sự bị giết chết một cách tàn bạo cụm từ đó trong lá thư của bà nhu được xem như một tiên báo kỳ dị vào thời điểm bà nhu viết những dòng chữ đó cuộc đảo chính sẽ lật đổ và giết chết hai anh em họ ngô đã nhận được sự hậu thuẫn của hoa kỳ mưu đồ đó lẽ ra phải được giữ thật kín với những bức điện tín được mã hóa những thư báo mật và những cuộc họp bất hợp pháp ở sài gòn nhưng bà nhu hình như biết điều đó và bà chuẩn bị đến hoa kỳ trong một chuyến đi mở rộng thăm một quốc gia mà bà gần như kết tội gây ra vụ thảm sát có chuẩn bị trước bà nhu đã được khuyên can mạnh mẽ không nên đi Bà giải thích với đặc phái viên Đài CBS trên chuyến bay vượt Đại Tây Dương từ Paris. Bà muốn nói tới lá thư của ông Kennedy và lời từ chối không bảo đảm an ninh cho bà của Bộ ngoại giao. Bà cũng muốn nhắc đến những thông điệp khác mà bà nhận được từ các nhà ngoại giao Việt Nam đầy băn khoăn. Bà nhưng bà nhu vẫn kiên định, theo cách mà bà gọi là tinh thần nghịch lý của nữ tính có thể nếu người ta mời, khăng khăng muốn tôi đến thì tôi lại không đi của bà. Và sau đó theo nhà báo này, bà Nhu cười khúc khích và rung nhẹ người lên như cánh bướm sao xuyến. Trên viếng thăm của bà là sự bốc đồng đỏm dáng, như bà từng tìm cách thuyết phục nhà báo kia trên chuyến bay. Hay bà là nhà tuyên truyền khát khao quyền lực như cha bà, cựu đại sứ, tuyên bố. Sự thật là bà Nhu có nhiều quyền lực hơn cái chính quyền đang lung lay mà bà bỏ lại sau lưng ở Nam Việt Nam. Chế độ Ngô Đình Diệm đang bất lực, và bà biết điều đó. Nó yếu và thủ thế trong khi bà sôi nổi và hùng hồn bà tin vào bản thân hơn cả tin vào chồng và anh chồng bà bà không chịu ở nhà là một người nội trợ lặng lẽ trong khi đám du thủ du thực vây giáp bà suy cho cùng bà từng đối mặt với súng đạn bà từng gom nhặt quần áo và bồng con nhỏ băng qua cầu an toàn bà đã khuất phục băng đảng bình xuyên và tướng hình vĩ đại bà nhu tin chắc vào bản thân và sự tự tin của bà chưa bao giờ phản bội bà sự tự tin của bà Nhu được hậu thuẫn bởi kỹ năng chính trị bẩm sinh. Ngay cả những người như cựu đại sứ Việt Nam Cộng hòa Loton Colin, nghĩ bà là một con cáo già, vẫn không thể không thấy sự vận động chính trị và sự can đảm của bà rất nổi bật. Các nhà báo ngoại quốc từng chứng kiến những lần bà thể hiện sự dũng cảm ở Sài Gòn đều bất đắc dĩ phải thừa nhận họ nể sự táo bạo của bà và bà Nhu hẳn đã cảm nhận được điều đó. Bà không quan tâm việc họ đặt cho bà biệt danh rồng cái bà hiểu được sự thu hút đó. Tôi tỏ ra không sợ hãi, điều đó đúng. Cho nên người Mỹ đã mời bà rồi lại nói, đừng đến, thì chuyện gì xảy ra? Do bà không được phép ở lại đất nước mình, nên bà thả đi vào một nơi bà ví như hang sư tử trong kinh thánh để xem bà có thể làm được gì hòng sửa chữa mối quan hệ đang căng thẳng giữa Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ bằng cách nắm giữ chí ít là ảo tưởng quyền lực từ bên trong. Bà biết rằng bà không có gì để mất, các viện đại học Columbia, Harvard và Princeton đòi mời cho được bà Nhu đến thăm trường mình. Tạp chí Tam, báo New York Times và các mạng lưới truyền hình cạnh tranh nhau để được tiếp xúc trực tiếp với đệ nhất phu nhân. Một số gia đình nhiều quyền thế ở Mỹ tiếp đãi bà trọng thị. Các nỗ lực của chính phủ Mỹ yêu cầu bà im tiếng chỉ củng cố thêm rằng bà thực sự là một nhân cách mạnh mẽ đáng ơn. Mọi sự chú ý, kể cả tiêu cực, dành cho chuyến đi thăm của bà chỉ làm bà thêm tự tin bà Nhu ngụ lại New York chủ yếu ở tầng 7 của khách sạn Barclay. Khách sạn xa hoa này đã quen bảo vệ sự riêng tư cho khách của họ, trong đó có các ngôi sao nổi tiếng như Marlon Brando và Bittai Davis. Ở tầng trệt là nhà thuốc Tây Caswell Massey uy tín, Greta Garbo và Catherine Hepburn từng là thân chủ của nó. Sarah Behat có lần xài hết kem dưỡng da dưa chuột nổi tiếng của công ty này bèn yêu cầu hiệu thuốc chuyển gấp ba chục hộp cho chuyến lưu diễn châu Âu của bà sảnh khách sạn có những tấm thảm lộng lẫy và tường ốp ván mỏng. Một cái lồng chim mạ vàng khổng lồ án ngữ lối vào. Bà Nhu không hề rời khỏi khách sạn trong ngày đầu tiên. Bà ẩn mình trong phòng 708, phòng suýt với các cửa sổ treo màn dày kín, chỉ chừa cho bà một khe nhỏ để nhìn xuống Midtown Manhattan. Từ đó, phố 48 chạy qua trước khách sạn để giáp với hai đại lộ, Lexington và Park, tạo thành hai góc vuông. Sự đối xứng đó tự nó không có gì nổi bật. Nhưng thành phố này lúc nào cũng vậy. Một làn đường trật tự với những chiếc Cadillac đen bóng, quét mùi mềm, xe buýt nội thành, và dĩ nhiên cả những chiếc taxi vàng. Cái thế giới này hẳn phải rất trật tự và phong lưu nếu nhìn từ trên cao đó. Những người đi bộ nhìn kỹ vạch giới hạn của vỉa hè. Những ngọn đèn đường điều khiển giao thông các doanh nhân mặc vết đen xử lý công việc thường ngày của mình bên trong các tòa nhà đứng san sát khách sạn của bà như những người anh em đua tranh xem ai cao hơn ai. Tất cả xác nhận những gì bà Nhu nghĩ rằng người Mỹ có thể là một dân tộc chân thành, nhưng kiêu ngạo, và không có gì ngạc nhiên. Cứ nhìn quanh thành phố New York năm 1963 để xác nhận sự tự tin không có gì là không thể đã ăn sâu vào các cấu trúc hạ tầng của nước Mỹ. Không thấy có dấu hiệu gì khép kín hay khiêm tốn. 4. Belgrade, Rome, và dĩ nhiên chẳng dừng chân cuối cùng của bà về phía Tây, Paris, từng rất đẹp theo kiểu thế giới cổ xưa đó những con phố quanh co và tượng thạch cao vỡ vụn, những liên tưởng lịch sử và vinh quang phai nhạt. Đó là ấn tượng mà bà Nhu có thể thấu hiểu và là nền tảng của thế giới duy nhất bà từng biết đến. Mỹ, châu Âu và các chuẩn mực về cái đẹp đã định hình nên chính sách thuộc địa ở Đông Dương. Nhưng âm thanh của tất cả những thành phố Tây phương này vẫn còn quá xa lạ. Chúng là một nghịch âm của tiếng còi xe, tiếng xì xào, và tiếng còi hụ. Trái lại, những chiếc xe ngựa và xe xích lô chen chúc trên các ngã đường Sài Gòn là tiếng dù dù nghẹt học mà chỉ cần một cơn mưa lớn là có thể át hẳn. Chỉ cần vén tấm màn tre của khách sạn Barclay là thấy ngay những người biểu tình phản đối. Họ đã có mặt trên con phố này từ đêm trước, hô to, biến đi nhu. Biến đi nhu, những người này không giống như các nhà sư bình tĩnh tự thiêu ở đất nước bà nhu họ cũng không giống những thanh niên hippie Mỹ hay các nhà hoạt động hòa bình tóc tai rối bù, những người sẽ phát động phong trào phản chiến chỉ trong vài năm nữa thôi. Thanh niên mặc vét, đeo cà vạt, phụ nữ mang giày và vớ cao. Kẻ trước người sau, họ tuần hành trật tự thanh vòng tròn và trương những tấm áp phích qua vai, với thông điệp kết liễu diệm và chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, viết trên giấy stang xin bằng những chữ rời rõ to. Xem lại băng ghi hình của cuộc biểu tình này thấy nó có vẻ kỳ quặc và vô hại, một biểu thị thận trọng của tự do ngôn luận. Những chia rẽ đau đớn trong xã hội gắn với chiến tranh Việt Nam sẽ đến sau này tại Đại hội Đảng Dân Chủ ở Chicago năm 1968. Tại đây cảnh sát đẩy lùi những người biểu tình đang đốt những tấm thẻ quân dịch, và dĩ nhiên ở Đại học Kent State. Nhưng nhóm người biểu tình bên ngoài khách sạn của bà Nhu năm 1963 là nhóm cực đoan thời đó hầu hết người Mỹ vẫn một giả tin vào hiệu ứng domino và nhìn chung họ tin tưởng chính phủ của mình. Khi Tổng thống Kennedy nói rằng Hoa Kỳ có trách nhiệm ở Việt Nam Cộng Hòa là chặn đứng chủ nghĩa Cộng sản, chính sách đó phần lớn không ai nghi ngờ. Một chàng trai tóc húi cua mang kính bước ra khỏi đội hình hình bầu dục để được Ben Homan, phóng viên CBS, phỏng vấn. Chàng trai đứng đắn mặc áo nịt len bên dưới áo cộc tay có huy hiệu, túi trước cài mấy cây bút. Homan hỏi cậu, vẻ rất trịch thượng. Nào, cậu có nghĩ chúng ta nên rút hết quân về nước không? Và cứ để cho bọn cộng vào chiếm đóng, cục ít hầu và thần kinh của chàng trai đe dọa làm anh nghẹt thở. Nhưng anh bệnh hết quay hàm và nói thẳng vào cái micro CBS, cái đó để người Việt Nam quyết định. Rồi anh lặp lại lời tuyên bố cho chắc ăn, cái đó để người Việt Nam quyết định. Năm, bà Nhu hoàn toàn không đồng ý, người Việt Nam không được tin cậy để quyết định chuyện đó, người Mỹ cũng thế thôi ý tưởng cho rằng Việt Nam Cộng Hòa có thể không xứng đáng để đấu tranh bảo vệ là lời nguyên rùa đối với bà. Bà xuất hiện tươi giói từ khách sạn của mình ngày hôm sau. Năm chục phóng viên và quay phim truyền hình chờ đợi bà ở sành. Bà đến đáp cho họ bằng một thoáng cười, phô hàm răng trắng như ngọc. Những người đàn ông la hét gây chú ý, nhưng bà chỉ kéo sát chiếc áo choàng lông vào người rồi đi lướt qua. Từ đó về sau, bà Nhu dường như có mặt ở mọi nơi một cách bất ngờ. Góp phần làm tăng thêm ấn tượng đó là việc các cửa hiệu quần áo thời trang trong thành phố đặt những người nộm ma canh mắt quả hạnh và mớ tóc giả phồng lên ở tủ kính bày hàng. Một nhà thiết kế thời trang giàu dĩ bình luận rằng bà Nhu rất có thể sẽ gieo ảnh hưởng thời trang lâu dài cho New York vì phụ nữ Mỹ không đủ nhỏ nhắn, hoặc ngực đủ lép, để có được vẻ đẹp của bà. Đi đến đâu bà Nhu cũng làm ngưng trệ sự đi lại, đúng theo nghĩa đen. 200 người biểu tình xuất hiện để cản trở sự kiện đầu tiên nhưng số người đó bị nuốt chừng bởi một nghìn người tham dự buổi ăn trưa của bà Nhu tại One Dog Astoria do câu lạc bộ báo chí hải ngoại tổ chức. Tạp chí Tam đưa tin số phụ nữ mặc áo choàng lông trồn đông vượt các nhà báo đang tác nghiệp. Bà ấy 40, một bà đứng tuổi trong đám người hỏi. Bà Nhu chỉ mới 39, ta không có những cái móng tay như thế, và phải làm việc nhà suốt ngày, một phụ nữ khác trong đám đông cầu nhau. Một vài người trong cử tọa đã quên có lẽ họ không bao giờ biết tại sao bà Nhu ở New York. Bà đang tìm cách cứu gia đình bà. Bà đang cố gắng tìm sự hậu thuẫn cho cuộc chiến đấu chống Cộng sản. Bà không ở đó để chứng tỏ mình là người nội trợ giỏi giang. Ngày hôm sau 300 người tụ tập chỉ để thấy bà bước ra từ chiếc limousine và đi vội vào nhà hát Radio City. Bà Nhu phải di chuyển khắp New York dưới sự hộ tống chặt chẽ của cảnh sát gây tắc nghẽn giao thông qua lại ở các đại lộ bà đi qua từ Mitao đến Tham Square, từ Colombia đến Sarah Lauren và Fordham. 6. Vào ngày thứ tư ở thành phố này, bà gần như suy sụp. Su. Bà Nhu đã có buổi nói chuyện trên truyền hình ngày hôm trước và mới về nhà sau buổi ăn trưa với các ông chủ của tạp chí Tam. Khi bà bước lên sân khấu của trường đại học Sarah Lauren vào chiều muộn, giọng bà run run. Một phụ nữ ngồi giữa cử tọa nói bà Nhu, rõ ràng không được khỏe và bà phải nhiều lần ngừng nói để nhấp vài ngụm nước và nuốt mấy viên thuốc. Bà đứng không vững dưới ánh đèn rực sáng của sân khấu và xin phép rời sân khấu trước khi ngất đi. Đó là một trải nghiệm khác hoàn toàn với trạng thái tinh thần thường ngày của bà. Nhưng trong trường hợp này, dường như điều đó có lợi cho bà. Một nhóm phụ nữ đứng tha thần trong bộ đôi áo cổ chui với áo dài tay cùng màu và váy bút chì dài ngang gối tập trung lại sau buổi nói chuyện bên ngoài giảng đường để nhai kẹo xuyên gươm hút thuốc, và trao đổi ý kiến về những ấn tượng của mình. Tôi không ghét bà ta được, một cô gái kêu lên, và bạn bè cô gật đầu đồng tình. Rồi họ ngắt lời nhau như những chú chim tranh nhau mổ cùng một hạt, tôi hết bực tức rồi. Bà ấy sinh thật, tôi tiếc là bà ấy không khỏe hơn, nhưng một phụ nữ khác bày tỏ sự thất vọng của mình. Đệ nhất phu nhân mà bà mong đợi đã không xuất hiện. Danh dưng, không có vẻ gì phù hợp với người đàn bà ngọt ngào đó, bảy có thể để đỡ vất vả hơn gia đình họ ngô đã thuê một người dân New York phụ trách mọi thứ cho chuyến đi của bà Nhu. Cô ta và hai phụ tá làm việc trong hai phòng liền nhau ở khách sạn Berkeley trong thời gian bà Nhu lưu lại đây. Họ điều phối từng chi tiết của chuyến đi xuyên quốc gia nhưng họ quả quyết với giới truyền thông rằng họ không phải là những nhà tư vấn quan hệ công chúng và chắc chắn, không khuyên ai nên nói gì. Một công ty quan hệ công chúng đã từ chối bà Nhu và cả gia đình họ Ngô từng là khách hàng của họ. Oram Group là một hãng tư vấn danh tiếng và rất được ngưỡng mộ về các vấn đề xã hội và chính trị. Thân chủ của họ bao gồm tổ chức trợ giúp sức khỏe sinh sản Planned Parenthood, PPFA và tổ chức quyền công dân National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, cũng như các nhóm bảo vệ môi trường, tôn giáo và quyền công dân khác tổ chức những người bạn Mỹ của Việt Nam đã thuê Oram Group một thời gian dưới thời chính phủ Eisenhower. Vì 3.000 đô la Mỹ một tháng, hãng này bị cáo buộc khuyến khích Tổng thống Diệm và bảo đảm rằng chính phủ Hoa Kỳ và dân chúng đóng thuế sẽ kiên định hậu thuẫn cho Tổng thống bị vây khốn của Việt Nam Cộng Hòa. Chính Harold Oram đã góp phần sắp xếp chuyến công du thắng lợi của ông Diệm đến Hoa Kỳ năm 1957, khi đích thân Tổng thống Eisenhower ra tận sân bay ở Washington đón ông và 50.000 người dân đã chứng kiến đoàn xe hộ tống của ông chạy qua thành phố. Khi ông diệm trên đường đến Manhattan, thành phố này đã tổ chức một cuộc diễu hành ném hoa giấy truyền thống. Nhưng đội ngũ tư vấn ở Oram và các giám đốc của hãng này về sau đã tự phân hóa nội bộ trước câu hỏi về ông Diệm. Ông ta là nhà lãnh đạo mạnh mẽ hay nhà độc tài bạo ngược? Vào năm 1962, họ đã dứt khoát Oram chấm dứt mọi cam kết làm đại diện và cổ vũ Việt Nam Cộng Hòa như một chính nghĩa. Hãng sẽ không làm bất cứ cái gì để giúp bà Nhu trong chuyến đi này. Chín Như bất kỳ khách du lịch sành sỏi nào khi đến Big Apple, tên thường gọi của thành phố New York Andy, bà Nhu cũng đi thăm thú nhiều. Trong đó có màn trình diễn ở Times Square và ăn tối ở hộp đêm nơi bà nghe nhạc ra. Có vẻ bà sẵn sàng trải nghiệm mọi thứ bà Nhu đang nỗ lực thực sự để cho người Mỹ thấy rằng bà đánh giá cao nền văn hóa của họ. Quyết định mở lòng ra trên đất Mỹ là một chiến thuật khôn ngoan. Bà biết bà cần làm mềm mại hình ảnh của mình, bằng cách đi thăm tất cả thắng cảnh, thưởng thức mọi mùi vị và âm thanh mà thành phố New York mời gọi. Bà đang muốn nói rằng phong cách và thú tiêu khiển của Mỹ rất tuyệt vời ở châu Mỹ. Bà muốn chứng tỏ rằng không phải lúc nào bà cũng là nhà đạo đức chiến binh nhưng bà nhu không xin lỗi chí ít là không xin lỗi một cách thành thật vài tuần trước ở rome bà nhu đã bình luận trước báo chí rằng quân đội mỹ ở việt nam hành động như những chú lính đánh thuê một câu nói tệ hại ngay bà cũng thực sự không hiểu bà hàm ý gì tân đại sứ ở sài gòn henry cabotlot đã mạnh mẽ lên án bà vì câu nói đó và báo chí tận dụng câu chuyện này thằng thường gọi bà là kẻ chống Mỹ và buộc tội bà xúc phạm đến sự hy sinh của 112 quân nhân Mỹ đã chết ở Nam Việt Nam. Tất cả những chuyện này góp phần tạo nên sự căng thẳng và giận dữ vây quanh chuyến thăm Hoa Kỳ của bà, người, bà Nhu từ chối, hoặc có lẽ bà không thể, hạ xuống giọng điệu thủ thế. Mặc dù bà đã xin lỗi vì gây xúc phạm, bà vẫn không thể làm vấn đề lắng xuống. Thay vì vậy, bà quyết định nhấn mạnh điều bà muốn nói. Người Mỹ mang nhà cửa của họ trên lưng, đến Việt Nam. Họ sinh hoạt rất tốn kém, bà có lý, Việt Nam Cộng Hòa là một đất nước đang có chiến tranh. Sự trừng mực sẽ là thích hợp hơn, như với mọi cặp vợ chồng gặp trục trặc trong hôn nhân, những cuộc cãi cỏ về tiền bạc chỉ làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Vào thời điểm năm 1963, Hoa Kỳ đã đổ vào Việt Nam Cộng Hòa 1,5 triệu đô la Mỹ mỗi ngày gần 550 triệu đô la Mỹ hàng năm. Người Mỹ nghĩ người miền Nam Việt Nam nên làm việc nhiều hơn với dòng tiền khổng lồ chảy vào, nhưng người miền Nam Việt Nam biện luận rằng quá nhiều tiền bạc dành cho Việt Nam Cộng hòa đã chảy vào, các phí tổn hoạt động của nhân viên và các cố vấn Mỹ đem Coca-Cola lạnh, hamburger và TV màu đến vùng xa xôi hẻo lánh để an ủi các vị cố vấn ở đó. Anh em họ Ngô muốn cắt giảm số cố vấn Mỹ, trong khi đó chính quyền kennedy lại tỏ dấu hiệu cho thấy họ sẽ đưa thêm người vào nam việt nam và cắt cả gói viện trợ đồng thời những người cộng sản chỉ cần vạch rõ sự mỹ hóa ở nam việt nam từ kinh tế thời trang đến các kệ đựng hàng trong các cửa hiệu tạp hóa để khẳng định lập trường quốc gia của họ người ta đã nói quá nhiều về cụm từ bữa tiệc nướng sư và bây giờ là lời bình luận những người lính đánh thuê đến nỗi bà nhu phàn nàn ý nghĩa sâu xa của bà đã bị lạc mất Tôi không được lắng nghe tại đất nước tôi, bà được lắng nghe khá trọng thị bởi 4.000 đến 5.000 sinh viên ngồi chật kín giảng đường Đại học Fordham trong ngày thứ năm của chuyến đi thăm. Cử tỏa toàn nam giới đã dành cho bà Nhu sự chào đón nồng nhiệt khi bà bước lên sân khấu. Bà mặc một chiếc áo dài lụa, loại cổ thuyền, tóc bới cao xoán gọn. Bà không còn dấu hiệu kiệt quệ của ngày hôm trước. Đây là một đám đông hoàn toàn khác, từ dưới các hàng ghế mọi người dán mắt vào một dáng vóc nhỏ bé trên sân khấu. Họ mặc con lê nghiêm trinh, đeo cà vạt sẫm màu và dì dầm cười sảng khoái khi bà Nhu bảo họ. Tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi nhưng tôi không muốn tước mất bữa ăn trưa của các bạn. Họ bị mê hoặc và có vẻ như hoàn toàn sẵn sàng ủng hộ bà Nhu khi bà yêu cầu họ điều cuối cùng. Dù bạn nghe gì, xin đừng kết án tôi. Mọi người đứng dậy vỗ tay hoan hô bà hồi lâu, trước mặt những người đàn ông ở đam. Bà Nhu dường như đã vượt qua được những e ngại hay hoài nghi dai dẳng từng làm bà khổ sở. Thành công đó được tiếp nối bởi những tiếng hoan hô từ hội trường đầy kín người ở Đại học Columbia. Mặc dù những kẻ gây nhiễu vẫn liên tục ném trứng và đá phấn lên chiếc limousine của bà khi bà đi lại trong thành phố này, bà Nhu hình như nhận thấy, vào cuối tuần thứ nhất của bà ở Hoa Kỳ, bà sẽ ổn thôi, không cần đến cái chính quyền đã từ chối thừa nhận bà. Vào buổi sáng chủ nhật bà Nhu và con gái đi lễ tại nhà thờ Thánh Agni trên phố 43 gần nhà ga Grand Central. Bà Nhu mặc áo dài màu hồng cam, còn lệ thủy mặc áo dài màu ngọc lam, với những nụ cười tươi nhìn thật hòa hợp, hai mẹ con trông như mới chụp một tấm ảnh cho hãng quảng cáo Howard Johnson. Bà Nhu có nhiều lý do để cười buổi phỏng vấn của bà trong chương trình quen thuộc của NBC Meet the Press sẽ phát sóng tối hôm đó và bà mới nhận được một bó hoa to từ các sinh viên Colombia tháp lời xin lỗi vì những cuộc biểu tình phản đối mà họ đã gây ra trong sân trường hôm trước đó. Đó là một ấn tượng dễ chịu, và còn dễ chịu hơn nữa là buổi thăm hỏi của Ủy viên sự kiện công chúng thành phố New York. Đó là buổi chào hỏi trực tiếp chính thức đầu tiên từ một viên chức chính quyền. Mọi sự ẩm ý chung quanh bà Nhu khiến bà trở thành mối quan tâm của ông, với tư cách đại diện thành phố New York. 11. Hẳn bà cũng tức cười khi thấy ngay cả ông ta cũng gặp rắc rối khi đi qua sảnh khách sạn Bakri. Bà Nhu đã có mặt trên đất nước này gần trọn một tuần và sự náo động chung quanh bà vẫn chưa lắng xuống. Những kẻ tò mò tọc mạch, giới truyền thông, những người biểu tình, và những người hâm mộ vẫn tụ tập đầy bên ngoài khách sạn của bà. Sau khi gặp bà Nhu, viên chức nọ xác nhận với báo chí rằng bà là một máy phát điện, 12. Đơn giản là không thể và sẽ không phớt lờ bà được. Chương 14, năm 1943, Tống Mỹ Linh, vợ của thống chế Tưởng Giới Thạch, đi dọc nước Mỹ, từ bờ Tây sang bờ Đông, New York đến California. Hành trình của bà rất giống với hành trình của bà Nhu 20 năm sau. Người ta cũng gọi bà tưởng là rồng phép vì sự quyết tâm, bạo dạn và cố tình quyến rũ, và giống như bà Nhu. Bà Tường cũng tham gia cuộc viễn trinh chống lại mối đe dọa đen tối do chủ nghĩa cộng sản đặt ra cho đất nước bà. Nhưng bối cảnh thì khác. Chuyến đi thăm năm 1943 của bà Tường diễn ra chưa đầy hai năm sau vụ tấn công chân châu Cảng. Người phụ nữ Trung Hoa yểu điệu này xuất hiện ở phòng họp Thượng viện Mỹ khắc họa nên một dáng vẻ thu hút. Bà là nhân vật gây nhiều cảm hứng cho người Mỹ họ đã chiến đấu chống kẻ thù chung trong Thế chiến thứ hai, Nhật Bản nếu bà tưởng nói cộng sản là một mối đe dọa khác đối với an ninh của trung hoa nước mỹ sẵn sàng tin bà công chúng mỹ say mê cách ăn mặc của bà cách bà phát biểu và thậm chí vấn đề vệ sinh và trang điểm hàng ngày của bà báo chí cập nhật từng chi tiết chuyến đi của bà dù vẻ ngoài lạ lẫm với đôi mắt hình lưỡi liềm tóc đen mượt và dạng người nhỏ thanh mảnh bà tưởng vẫn khá quen bà từng đi học ở wellesley bà biết cách nói chuyện với người mỹ đây không phải là chuyến đi đầu tiên của bà đến nước mỹ và bà đã quen với văn hóa của nó bà tưởng hiểu một nghịch lý của mỹ đã khiến bà hoài nghi một cách tự nhiên về cách mình được đối xử trong kinh nghiệm của bà người mỹ có thể thú nhận bị mê hoặc bởi câu chuyện lãng mạn phương đông nhưng vẫn giữ thái độ phân biệt chủng tộc và trịch thượng bà tưởng nổi giận với bất kỳ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay thái độ trịch thượng mặc nhiên nào vì bà là người trung hoa và bà nhất định đòi hỏi phải có những nghi thức long trọng trong suốt chuyến thăm Hoa Kỳ của bà, giống như bà Nhu. Về lý thuyết, bà Tưởng không phải là vợ của quốc trưởng danh nghĩa, Tưởng Giới Thạch là người có nhiều chức vụ, nhưng chức Chủ tịch Trung Hoa không nằm trong số đó. bất chấp điều đó, đích thân Tổng thống và phu nhân Roosevelt chào đón bà Tưởng khi chuyến tàu lửa của bà dừng bánh trên sân ga Washington D.C. bà ngồi trên xe của họ chạy tới Nhà Trắng. Tại đây có một lần vợ chồng Roosevelt mời bà qua đêm tại phòng hồng và chuẩn bị giường cho bà với những tấm trải lụa cho hợp với làn da nhạy cảm của bà. Trong suốt chuyến đi, gần như mỗi tháng một đêm, vợ chồng Roosevelt lại mời bà tưởng đến ăn tối với họ, một trái ngược hoàn toàn. Bà Nhu vẫn đang nhận sự đối xử lạnh lùng từ bộ máy hành chính Kennedy và toàn bộ chính phủ Hoa Kỳ. Bà Nhu đến Washington, D.C. ngày 15 tháng 10 năm 1963 bà đã nói chuyện với sinh viên Đại học Princeton ở bang New Jersey sáng hôm đó, và ngày hôm trước ở Đại học Cambridge, Massachusetts, trường luật Harvard và Radcliffe College. Bà sẽ mất thêm một tuần nữa ở bờ Tây, ở giữa và chung quanh thủ đô của quốc gia này, trước khi bay đến Chicago. Một lịch trình mệt ngoài, an ninh tăng cường đã được thực hiện, có lẽ do dự báo những cuộc biểu tình phản đối sẽ còn tệ hơn ở Washington so với ở New York. Do đó bà Nhu có cả đoạn tùy tùng theo sát bà đi qua hạt Colombia và các vùng phụ cận. Bà cùng con gái đi trên chiếc xe dẫn đầu, một chiếc limousine dài màu đen, được cảnh sát mở đường, chặn xe cổ, thậm chí đoàn xe hộ tống của Tổng thống Hoa Kỳ cũng phải ngừng lại, chờ bà đi qua. Nghe cách bà Nhu tự hào nhớ lại điều đó 50 năm sau, bạn sẽ nghĩ bà là Moses rẽ biển đỏ để đi qua. Bà Nhu bước lên thềm nhà cha mẹ bà vào tối thứ tư một ngày sau khi đến Washington. Ngôi nhà mới của vợ chồng ông Trương thật khiêm nhường, sau khi bỏ lại sau lưng những phù hoa của Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa hồi tháng 8, người cựu đại sứ và vợ mình lui về sống ở một con phố cây xanh hai bên đường trong một khu dân cư của vùng Đông Bắc Washington. Ngôi nhà gạch kiên cố có hai tầng và chỉ có năm phòng. Nó là một ngôi nhà khá thoải mái nhưng đối với đôi vợ chồng mang dòng máu hoàng tộc trong người đã quen sống có kẻ hầu hạ và xa hoa tột bậc thì ngôi nhà trung lưu kiểu mỹ này chắc hẳn là sự xuống dốc thê thảm không phải nỗi nhớ nhà đã đưa bà nhu đến trước cửa nhà họ tuy bà biết rằng cha bà trong diễn văn từ chức chứa đầy danh dự đã nghẹn ngào khi nhắc đến con gái mình bà nghi ngờ cảm xúc của cha bà giữa công chúng ông trương chỉ nhắc đến bà là madame nhu ông nói với các phóng viên rằng ông đơn giản là không muốn biết tin cô ta thực vậy ông và vợ ông cảm thấy có bổn phận nói lên quan điểm của mình để đánh tan mùi hôi thối mà con gái họ đã gây ra cựu tổng thống harry truman mà con gái ông bằng tuổi bà nhu nghe nói đã nồng nhiệt khen tặng ông trương đã đối phó xuất sắc với đứa con gái dữ dội của mình hai ông trương tìm cách xem thường con gái mình trong vai trò đệ nhất phu nhân cô ta không có thứ quyền lực mà người ta nghĩ là cô có ông rụt xịt khi được hỏi về sự vận hành bên trong của chính quyền Sài Gòn. Trong buổi phỏng vấn của CBS được phát trên truyền hình mạng lưới, ông trình bày chi tiết hơn. Người xếp 9 năm của ông, Tổng thống Ngô Đình Diệm, chỉ là người đứng mũi chịu sao. Quyền lực thực sự ở Việt Nam thuộc về em trai ông và là con rể của ông Trương, Ngô Đình Nhu. Bà Nhu có thể đã bị tiêm nhiễm căn bệnh, cuồng điên quyền lực, như chồng mình, nhưng cô ta, chỉ là cái bóng. Ba, ông Trương đang tìm cách làm cho con gái mình trở nên tầm thường, nhưng ông đã thất bại. Thay vào đó ông tái xác nhận những gì người Mỹ đã đi đến chỗ nghi ngờ và sợ hãi, rằng kết hợp với nhau vợ chồng ông Nhu có quyền lực cực kỳ lớn so với ông Diệm. Điều đó khiến cho bà Nhu có thêm, chứ không bớt, ảnh hưởng. Những lời sỉ nhục vẫn còn gây kích động. Khi một nhà báo người ý hỏi ông Nhu về cha vợ của mình, ông Nhu bày tỏ quan điểm của ông và vợ ông chỉ có lần này ông mới để rơi mặt nạ và lời lẽ của ông thể hiện sự bạo lực trả thù vốn dường như hoàn toàn xa lạ với một người quản thủ thư viện thận trọng mà ông từng chứng tỏ nếu ông trương trở về sài gòn ông nhu thản nhiên nói như thể nhận xét thời tiết tôi sẽ cho cắt đầu ông ta tôi sẽ treo cổ ông ta và để ông ta lơ lửng giữa quảng trường vợ tôi sẽ thắt nút sợi dây thừng vì cô hãnh diện là người việt nam và cô là người yêu nước thực sự 4. Ngôi nhà tối om khi chiếc limousine tấp vào bờ tường. Lệ Thủy rung chuông cửa nhà ông bà ngoại trong khi mẹ cô đứng ngay sau lưng. Bà Nhu đứng chống nạnh, khuất tầm nhìn của người trong nhà khi nhìn qua khe lỗ khóa. Có thể nhìn thấy một ống quần lất phất qua khe tà áo dài, chân giày cao gót gõ nhẹ vẻ nôn nóng và căng thẳng. Bà Nhu đóng vai đứa con gái hờn rỗi rất hoàn hảo chỉ hai ngày trước bà thậm chí đã là một người như vậy khi bà rên rỉ với các phóng viên nbc trong chương trình meet the press về cách mà cha bà đã thể hiện chống lại bà từ thuở nhỏ bực bội vì chờ đợi bà nhu kéo lệ thủy qua một bên rồi cong mấy ngón tay gõ cửa vẫn không có hồi đáp bà nhu nhạy bén biết có khoảng hai chục phóng viên theo sát bà đến đây đang chăm chú từng cử động của bà đèn lóe lên hắt ánh sáng lên những đường viền màu trắng của ngôi nhà bắt lấy hình ảnh đệ nhất phu nhân đang khiêm nhường đứng đó. Giờ này bà Nhu đang phẫn nộ vì bị phớt lờ và lại bị phớt lờ trước đám đông. Bà xoay lưng lại và đi nhanh ra sân sau, chọc những cây lỗ trên bãi cỏ bằng đế giày nhọn, bà rào bước về phía cổng sau, ở đó bà băng lên mấy bậc hiên và nhìn chăm chú vào trong nhà qua cửa sổ. Những căn phòng tối om và những bức tường bên trong gần như trống trơn bà có thể nhận ra những chiếc ghế mượn tạm mà cha mẹ bà đang sử dụng hay căn phòng không trải thảm. Tấm ảnh chụp hai vợ chồng dựa vào cây chụp đèn, và họa phẩm duy nhất là bức tranh lụa thanh nhã vẽ đôi bàn tay của bà Trương. Có lẽ còn có những cái hộp chưa mở, khi vợ chồng ông Trương rời khỏi tòa đại sứ, chắc chắn họ đã đem theo nhiều thứ hơn chứ không phải chỉ thế này như bộ siêu tập sách, bình lọ và họa phẩm Á Châu. Tấm ảnh chụp gia đình từng treo ở vị trí nổi bật trong tòa đại sứ tấm ảnh chụp bà nhu khi còn là cô bé nắm tay cha mẹ giờ không thấy đâu nữa có một cái máy quay đĩa nhỏ mà ông trương từng để bên cạnh bàn làm việc của mình ở tòa đại sứ ông dồn nó thường xuyên để nghe các vở kịch của shakespeare chúng để minh chiết ông nói ông trương thích nghe những câu chuyện kể hàng thế kỷ trước và tìm cách làm cho những thức nhận của chúng thấm sâu vào trong hành vi con người vở bi hài kịch tự nó đang diễn ra trong đời thực trên bãi cỏ trước nhà ông có tất cả sự khẩn thiết và tiềm tàng sư hủy diệt của màn chót một bi kịch Shakespeare. Năm, đó là tất cả những gì mà người làm báo, Washington có thể làm để bám sát đệ nhất phu nhân khi bà lẻn vào cơ ngơi của cha mẹ bà. Bà Nhu cảm thấy khó chịu, thật không hiểu nổi, mới hồi nãy tôi còn gọi điện nói chuyện với ai đó ở đây. Nhưng giây phút đó đã qua và giờ đây vợ chồng ông Trương không có ở nhà hoặc họ đã làm một việc tuyệt vời là làm bộ không có ở nhà. Bà Nhu và Lệ Thuyết thu người chui vào băng ghế sau chiếc limousine và chiếc xe lao đi. Nó băng qua những đường phố vắng lặng của thủ đô cho đến khi đột ngột dừng lại trước Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa. Khi bà Nhu đi vào trước cửa và gõ mạnh, một dáng người mặc trang phục màu trắng mở cửa gần như ngay lập tức. Châu, bà Nhu kêu lên, sau đó, theo các phóng viên đến đúng lúc để chứng kiến cảnh đó bà nhu gieo người vào hai cánh tay của người đàn ông nhỏ thó sau này có người giải thích với báo chí rằng châu là người đầu bếp của gia đình bà trong nhiều năm ông ta dẫn bà nhu và lệ thủy vào trong tòa nhà tránh xa đám báo chí soi mói tân đại sứ việt nam cộng hòa từng nói với người mỹ một cách tự tin rằng ông không quan tâm nhiều đến đệ nhất phu nhân nhưng ông đủ khôn ngoan để thiết đãi một bữa ăn tối đàng hoàng công việc của ông nếu không muốn nói là của cả đời ông, đã gặp nhiều hiểm nguy nếu làm khác đi. Và bởi vì nhà ngoại giao mới nhận chức để ông Châu tiếp tục làm việc sau khi vợ chồng ông Trương ra đi, bếp núc ở đây có lẽ vẫn đầy sẵn những nguyên liệu để làm ra những bữa ăn mà bà Nhu từng ưa thích khi còn nhỏ có thể là món phở bắc đuôi bò vị cây hồi hay những viên chả heo nướng bọc lá diếp thơm mùi bạc hà. Hương vị gia đình sau cùng của bà Nhu không đến từ cha mẹ bà, những người bỏ bà đứng trong giá lạnh mà từ người đầu bếp họ từng thuê đó là một gợi nhớ cay đắng dù cũng quen thuộc như tuổi thơ của bà quay lại lần nữa từ đầu khi cha mẹ bà bỏ bà trong trang viên của ông bà nội và giao cho hai người vú nuôi chăm sóc khi bà nhu còn ở châu âu trước khi đến mỹ mẹ bà đã gọi một cố vấn thân cận của tổng thống kennedy đến ngôi nhà mới của bà dự một cuộc họp sống con khi ông ta đến bà nói thẳng yêu cầu ông kenny loại bỏ anh em họ ngô Ông Diệm bất lực, em trai ông, ông Nhu, là Un Barber, tên Man Dợ. Về đứa con gái của bà, bà Trương nói rằng bà đã khuyên mọi người trong cộng đồng người Việt ở New York và Washington, lấy xe hơi, tông bà Nhu khi bà ấy đến. Nếu họ không dám làm việc đó, thì nên ném cà chua và trứng thối. Liếc qua vành tách trà, bà thề với ông cố vấn Tổng thống Kennedy rằng nếu Nhà Trắng không làm gì để bịt miệng bà Nhu, thì bà, bà Trương hoàn toàn có thể tổ chức một cái gì đó chống lại con quái vật này. Cuộc trò chuyện đó được ghi lại đầy đủ và xếp vào loại mật. Một viên chức có óc mỉa mai đã viết nguệch ngoạc bên cạnh tài liệu này, tình thương của mẹ. Sau, trong mấy ngày tiếp theo ở Washington, bà Nhu đi ngược lại lời khuyên mà bà tiếp nhận từ Margaret Higgin, phóng viên của tờ New York Herald Tribune. Người đệ nhất phu nhân này đã quay lại chỉ trích chính phủ Mỹ một sự công kích dự tính sẽ cản trở và làm tổn hại đến chính quyền đảng Dân Chủ, mà bà buộc tội là mềm mỏng với Cộng sản. Một số người tự do giấu tên vây quanh Kennedy, bà nói, chưa đỏ, nhưng hồng. Hơn nữa, đám đông có vẻ cảm thông với bà Nhu. 500 người ngồi chật kín ở câu lạc bộ báo chí quốc gia để được nhìn thấy bà hôm thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 cử tọa đó đã làm gián đoạn bài phát biểu của bà hơn hai chục lần bằng những chàng pháo tay trung bình ba phút một lần khi bà nhu ở trên sân khấu đáp lại bà dư dư trong miệng và mỉm cười duyên dáng bà ngợp trong thiện trí của dân trung mỹ bà nói tuy nhiên bà vẫn còn chút buồn phiền và bất an chính quyền kennedy tiếp tục đối xử lạnh nhạt với bà bà nói bà hiểu rằng đây không phải là chuyến công du cấp quốc gia nhưng vẫn có cách thức để thực hiện những điều này Bà Nhu chọn giọng điều, đau khổ thay vì giận dữ, và gợi ý chính quyền Kennedy có thể xử lý toàn bộ vấn đề, thực chất là toàn bộ chính sách liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa, tốt hơn một chút. Bà hàm ví rằng chính quyền này không thực sự biết nó đang làm gì và đang đối phó với ai. Những lời nói bóng gió của bà hẳn đã làm ông Kennedy điên tiết. Nhưng, như mọi khi, bà Nhu không sai. Chương 15, gần một năm đã trôi qua kể từ khi bà Nhu và tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Khi tôi bắt đầu gọi lại vào mùa hè năm 2010, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi làm bộ vồ vập, như bà hoàn toàn kỳ vọng, nhưng rồi sự sẵn lòng của tôi đến thật bất ngờ. Tôi thấy ngầu ngộ là mình đã nhớ bà rất nhiều nhưng lại sợ quay lại trong ê chì. Giọng bà Nhu nghe trầm sâu, lần đầu, giọng bà nghe đúng như người đàn bà 80 tuổi bà bệnh lâu nay bà nói bà đã phải mổ chân và đi khỏi paris tôi đoán có chuyện gì đó đã xảy ra với bà khi tôi gọi bà ba tháng sau ngày bà không nói chuyện với tôi nữa và dứt khoát sẵn sàng xin lỗi vì sự bộc phát của mình tôi nhận được một giọng nói chuẩn quốc tế cho biết số điện thoại ấy không còn hoạt động nữa thoạt tiên tôi lo lắng một chuyện tồi tệ đã xảy ra tôi lướt qua các cáo phó hàng ngày nín thở rồi thở ra nhẹ nhõm khi không thấy tên bà với phong chữ đậm tôi không hình dung được rằng bà sẽ thay đổi số điện thoại chỉ vì những bất hòa của chúng tôi nhưng tôi cũng không tưởng tượng được rằng bà đi đâu xa lâu như vậy mà không gọi cho tôi quá đủ để làm thiên thần của bà rồi và quá đủ để nói về những hồi ức đó rồi hay đại loại vậy tôi nghĩ các con tôi bà nói để giải thích sự im lặng của bà chúng muốn tôi gần gũi hơn hiện tôi sống ở rome bà nói huyên thuyên về những tin tức mấy tháng qua những vấn đề về sức khỏe của bà và nói thêm, gần như để giải thích thêm, nhân tiện cuốn hồi ký đã hoàn thành. Bà sẵn sàng gửi cho tôi, có một số khó khăn về kỹ thuật giữa cuộc trò chuyện đó và việc tôi nhận được những hồi ức qua hộp thư điện tử của tôi, một cái gì đó liên quan đến các con bà và những công việc toàn thời gian của họ và tôi đoán, lòng kiên nhẫn của họ đang cạn kiệt đối với dự án làm hồi ký của mẹ. Về lý trí, Tôi không thể giải thích nỗi ám ảnh của tôi đối với việc lấy được câu chuyện của bà Nhu. Nhưng cho đến năm 2010, có lẽ chính vì tôi đã bỏ quá nhiều thời gian, gần 5 năm, hy vọng và chờ đợi đã trở thành một thói quen khó từ bỏ. Tôi hy vọng những hồi ức đó sẽ lấp đầy trí tò mò của tôi về bà Nhu. Tôi sẽ hiểu bà, tôi sẽ đưa được bà vào đúng bối cảnh, và tôi có thể đặt cái dấu kiềm gọn gàng bên cạnh tên bà trên bảng kiềm kỳ cục, đầy ám ảnh của tôi và có thể đi tiếp. Thay vì vậy, hai tập hồi ký gửi đến hộp thư của tôi làm tôi bối rối. Cái tựa đề chẳng giúp được gì, Le cao Blanc, hay Viên sỏi trắng. Sau này mẹ tôi làm rõ một chút ý nghĩa cái tựa đó cho tôi. Ở Pháp, người ta nói về một sự kiện quan trọng rằng ngày tháng của nó được đánh dấu bằng một viên sỏi trắng. Nhưng khi cuộn dần xuống các trang thì như là đang đọc một cái gì đó viết bằng mật mã, có những mẫu tự và con số đặt trong ngoặc đơn. Những tham chiếu từ kinh thánh bằng những đề mục viết chữ đậm và những phụ đề viết nghiêng được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Có vẻ như bà Nhu đã có một danh mục lớn những biến cố về đời bà, nhưng nó là một mê cung khó có thể giải mã được chưa nói đến trở ngại để có được cái đại tự sự của bà Nhu. May mắn thay, bà đã gửi những tấm ảnh. Tôi nhìn chúng thật kỹ, ước gì mình có thể nghe các nhân vật cất lên tiếng nói. Có một tấm ảnh chụp bà lúc 18 tuổi trước ngày cưới của mình, khoảnh khắc trước khi mọi thứ thay đổi. Ngắm kỹ chân dung bóng loáng của chồng bà, lần đầu tiên tôi nhận thấy ông Nhu, người được mệnh danh là Rasputin của Việt Nam, có cái mũi hạt nút hơi hếch lên. Thay cho cái vẻ lạnh lùng và đầy đe dọa, may quá, ông dễ mến. Các phần trong văn bản của bà Nhu vốn giống với một hồi ký thông thường được phân bố giải rác trong gần 200 trang, nhưng những phần có giá trị tự thuật thì rất đáng đọc. Đây dứt khoát không phải là hồi ký mà nghe nói bà đã bán cho tờ Saturday Evening Post trong những ngày sau vụ đảo chính 1963. Cũng không phải là hồi ký mà bà Nhu đang viết khi bà quá bận rộn để trả lời phỏng vấn báo chí vào những năm 1960 và 1970 với giá không ít hơn 1.000 đô la một lần. Tôi không tin rằng những trang viết này đã tồn tại đâu đó dưới dạng bản thảo giấy. Nếu bà đã từng viết chúng thì bà viết ở trong đầu hai tập gửi bằng email đến tôi hình như đã được khởi thảo gần đây. Thậm chí có lẽ trong những tháng từ sau lần nói chuyện gần đây nhất của chúng tôi. Tôi đã không biết nhiều chuyện, bà Nhu tự mô tả mình đang viết ở bàn viết, bà viết về những lần té ngã và u đồng. Thật đau lòng khi đọc về tình trạng dễ tổn thương và già nua của bà. Bà nói về những cuộc cãi cỏ về đất đai ở ý giữa chác, con trai bà, và những người láng giềng, những người đang tìm cách lấn chiếm cơ ngơi của họ. Nhưng khi bà quay về chìm sâu vào vùng đất màu mỡ của ký ức, bà gợi lại những chi tiết lấp lánh, như cơn mưa nặng hạt ở Đà Lạt làm ướt sũng cái ba lô của lệ thủy trên đường cô đến trường. Hay chiếc xe ngựa kéo dễ thương của bà, với những cái bánh xe to đến mức tôi có thể dễ dàng hình dung mình ngồi vào chỗ của bà, nhún nhảy dọc con kênh ở Huế, có gì đó giống như cô bé lọ lem trên đường đến dạ tiệc khiêu vũ. Tuy nhiên cách viết của bà không theo tuyến tính có lúc gần như không mạch lạc. Nhưng nếu chúng ta không bị cuốn đi theo dòng chảy gấp gáp của các sự kiện, thì nó rất hấp dẫn. Tôi gợi ý với bà rằng nếu bà hy vọng có nhiều người đọc, tập bản thảo này cần phải biên tập nhiều, nhưng đó sẽ là những phần bổ sung hấp dẫn cho hồ sơ lịch sử. Không, giọng bà gay gắt và hơi thở bà mệt nhọc, bà hết sức cương quyết và lạnh lùng cắt đứt những lời huyên thuyên của cuộc trò chuyện buổi sáng lẽ ra vui vẻ giữa hai chúng tôi tôi tuyệt đối tin tưởng giao cho cô cuốn hồi ký này cô hoàn toàn chịu trách nhiệm nhưng sẽ không được biên tập gì cả không được thay đổi gì hết chúng phải được xuất bản đúng như đã được viết ra tập một trước tập hai sau và bà nói thêm tôi nóng lòng muốn in nó càng sớm càng tốt tôi không còn nhiều thời gian tôi hoang mang tôi đã tiếp cận được những tư tưởng sâu xa của một trong những người ẩn giật nổi tiếng nhất thế giới tôi thấy mình gần gũi đến trêu ngươi nhưng vẫn phải tìm cách gắn lại những mảnh rời của trò giáp hình tôi thấy mình giống một nhân vật trong chuyện cổ tích việt nam đi tìm kho tàng mê hoặc mỗi lần tôi muốn đi sâu để hiểu rõ hơn bà nhu bà lại hơi thu mình lại tính cách khó nắm bắt của bà khiến bà luôn là đối tượng chú ý của tôi lần sau cùng chúng tôi nói chuyện bà nhu nghe chừng tệ hẳn giọng bà khàn đục có những hôm tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và ra đi trong an bình nhưng cái đánh thức tôi dậy là cảm giác rằng có một điều gì đó mà tôi phải làm và tôi còn có điều phải nói. Ước mong cuối đời của bà Nhu là tự mình bày tỏ. Bà muốn tôi giúp bà, nhưng tôi không còn biết cách nào nữa. Bà Nhu nói chuyện với chồng lần sau cùng vào ngày 27 tháng 10 năm 1963. Từ khi bà ra khỏi nước, cứ vài ngày họ lại nói chuyện với nhau, lần đầu ở châu Âu và sau đó ở Hoa Kỳ. Đó là một chuyến đi dài. Bà Nhu và Lệ thuốc rơi Sài Gòn 6 tuần trước đó, và giờ đây gần như đã đến lúc quay về. Họ dự định bay từ California về Việt Nam với một chặng rừng ở Nhật. Ông Nhu sẽ gặp họ ở Tokyo để đi cùng họ chặng đường còn lại. Và bà Nhu đang tìm cách hoàn tất lộ trình qua cuộc điện thoại đường dài bằng giọng kim kết nối bà từ San Francisco tới Sài Gòn. Có một cái mụn mỡ trên mí mắt bà, bà giải thích với ông Nhu. Bà muốn đi khám nhưng bà nghĩ có thể đợi thêm vài ngày cho đến khi bà đến tokyo vậy được không bà hỏi ông nếu khám ở nhật bà lý sự sẽ rẻ hơn bà nhu đang cố gắng làm dịu nhẹ lòng mình thật khó để hiểu được một người qua hàng ngàn dặm dây cáp duyên thái bình dương nhưng giọng nói ông nhu nghe yếu và lạ lẫm đối với bà anh sẽ không đến nhật nữa anh ở lại sài gòn bà nhu không muốn nài nỉ bà không muốn gây bất hòa trên điện thoại nên bà bặm môi cũng được, bà sẽ phẫu thuật trước khi bay về nhà. Ở Los Angeles, tại sao không? Các bác sĩ ở đó đã quen chăm lo cho các khuôn mặt đẹp nổi tiếng. Bà sẽ ở lại thêm 10 ngày nữa. Sau Washington, D, C, các chặng dừng chân của bà Nhu bao gồm các thành phố và trường đại học ở Bắc Carolina, Illinois, và Texas. Bà tham gia ngày hiệp Trung Quốc, USA, 23 tháng 10 tại nhà tưởng niệm Dallas nơi bà được mời lên sân khấu để nhận một bó hoa. Ngày Hiệp trùng Quốc là một cuộc tuần hành phản đối được tổ chức đặc biệt diễn ra một ngày trước ngày Liên Hiệp Quốc, UN Day, nhằm chào mừng Hoa Kỳ là thành viên Liên Hiệp Quốc ở cùng địa điểm. Các biểu ngữ, hãy đưa Hoa Kỳ ra khỏi Liên Hiệp Quốc, và hãy đưa Liên Hiệp Quốc ra khỏi Hoa Kỳ, được trương lên. Cuộc tập họp chống Liên Hiệp Quốc huy động những người cực bảo thủ vốn chống lại chính quyền Kennedy ở Washington những thành viên của hội John Burt, The Minutemen và the national indignation convention một người đàn ông tên là lee harvey oswald cũng ở đó bà nhu đứng gần oswald ở dallas trong ngày hiệp trung quốc kết hợp với chuỗi biến cố bi thảm sắp xảy ra ở sài gòn khiến bà nhu trở thành nhân vật chính trong một vài thuyết âm mưu điên cuồng ám sát kennedy một các cáo buộc là vô căn cứ cái chết chưa hề có trong đầu bà nhu khi bà ở texas Bà quá bận rộn thưởng thức những giờ phút làm khách mời VIP của tỷ phú dầu lửa Dudley Doherty tại nông trại nguồn ngang trải dài, San Domingo, ngay bên ngoài Bivin ở Nam Texas. Ông khuyến khích bà Nhu tự do nói lên suy nghĩ của mình về báo chí và cho bà và con gái hương vị hiếu khách vùng Texas. Lệ thủy đặc biệt thích thú, ở nông trại cô chút bỏ bộ áo dài cô mặc khi theo mẹ trong chuyến đi diễn thuyết để thay bằng quần dài, giày bốt đế thấp, áo len dài tay rồi hoàn chỉnh bộ cánh châu Âu bằng cái mũ cao bồi. Lệ Thủy lần đầu tiên đeo súng săn trên trường bắn, bắn hạ những con bồ câu đất sét bằng loại súng 12 ly với tỷ lệ chính xác ấn tượng, 6 trên 10. Đó không phải là may mắn của người tập sự Lệ Thủy đã có nhiều buổi tập súng máy trong tổ chức bán quân sự của mẹ cô ở Nam Việt Nam nhưng cô vẫn gây ấn tượng cho các chủ nhà và câu được một bạn trai, thực, đầu tiên của cô, đứa cháu hầm 4 tuổi của Dottery, Rose Baxter -ba. 3 ở thành phố biển Corpus Christi. Anh chàng Baxter theo lệ thủy và mẹ cô từ Texas đến California. Tình yêu đam mê của anh không hề nao núng bởi thống đốc bang California Pete Brown, người đã làm điều mà tạp chí Tam coi là lời nói dối trong tháng. Thống đốc Brown nói trước khi họ đến, bà nhu là một nhân vật gây tranh cãi. Bà không phải là người đầu tiên đến thăm California, cũng sẽ không phải là người cuối cùng tôi kêu gọi mọi người dân california hãy hành xử như những người mỹ văn minh và để cho quý bà này nói điều mình muốn nói baxter chắc hẳn đã hành xử như một người lịch sử anh mời mẹ con bà đi ăn tối với anh tại một tiệm ăn tàu ở san francisco và đó là lúc baxter tạm biệt có lẽ để quay lại texas trong vài ngày anh không thể đi xa lâu anh gặp lại lệ thủy tại khách sạn của cô ở los angeles hai người đi dạo quanh khu hồ bơi Beverly Hillside trước khi về thị trấn, dòng chơi hai tiếng ở các hộp đêm Hollywood. Nhưng lúc nào cũng có hai người đàn ông trung niên đi cùng để trông chừng. Hai, cách xa mười mấy ngàn cây số, ở Sài Gòn, Ngô Đình Ngu có nhiều chuyện lớn hơn để ưu tư so với câu chuyện tình lãng mạn đầu tiên của con gái hay phí tổn phẫu thuật mụn mỡ trên mắt vợ ông. Vì bất chấp sự chú ý của báo chí đến bà Ngu và những người bạn mới quyền thế của bà. Mọi chuyện ở Sài Gòn vẫn tiếp tục xấu đi. Ông Nhu tỏ ra xa lạ trên điện thoại với bà Nhu vì lúc đó ông biết rằng mọi chuyện gần như vô vọng. Chương 16: Bà Nhu và con gái vẫn còn nán lại ở California qua những ngày khủng khiếp đầu tiên sau vụ đảo chính. Ba đứa trẻ kia đã đến Rome, nhưng bà Nhu vẫn chưa thể theo chúng. Bà không thể chấp nhận được những tin tức đến từ Nam Việt Nam nói rằng ông Diệm và ông Nhu đã chết và quân đội đã kiểm soát chính quyền bà nhu vẫn hy vọng vào một dấu hiệu nào đó cho thấy chồng bà và anh rể bà vẫn còn sống một cái chết ngụy tạo có thể là một phần trong những mưu tính tài tình của chồng bà những tấm ảnh chụp hai thi thể đồ gục không thuyết phục được bà hai cái xác đó bị dập nát quá mức để có thể nhận diện bà sẽ mất thêm ba năm nữa để hoàn toàn chấp nhận cái chết của họ và chấp nhận rằng bà sẽ không bao giờ còn là đệ nhất phu nhân của việt nam cộng hòa nữa trong những ngày sau đảo chính bà Nhu dựa vào sự tức giận và phẫn nộ để tiếp tục sống. Vào ngày 5 tháng 11, 4 ngày sau đảo chính, bà tổ chức họp báo tại một phòng cách xa sành khách sạn Beverly Wilshire. Bà Nhu mang kính đen, một chuỗi ngọc đơn giản, và chiếc áo dài sáng dịu, mà màu sắc của nó được nhà thơ Lauren Goldstein mô tả là màu của ánh trăng. Giọng bà Nhu như nghẹn lại khi bà cố gắng đọc một bài phát biểu chuẩn bị sẵn bất cứ ai có người mỹ là đồng minh thì không cần kẻ thù nào nữa bà cáo buộc hoa kỳ phải nhận trách nhiệm về vụ đảo chính và vò cái khăn giấy chân tĩnh đủ để đưa ra một lời dự báo kỳ dị tôi có thể nói trước với các bạn rằng câu chuyện ở việt nam chỉ mới bắt đầu cha bà ông trần văn trương người đã không lúc nào chịu gặp bà trong chuyến đi dài cả tháng của bà đến hoa kỳ leo cầu thang hậu lên phòng suýt khách sạn của bà nhu ở tầng tám cha và con gái gặp lại nhau trong khung cảnh riêng tư và sau đó ông trương nói với báo chí rằng không có nhu cầu phải hòa giải họ đã xếp qua một bên những khác biệt khi cùng nhìn vào thảm kịch bà nhu kể cho klebutlus một câu chuyện hoàn toàn khác và đáng tin hơn nhiều cha bà đến thăm bà bà nói vì ông muốn trở về việt nam tham gia chính phủ mới nhưng rõ ràng ông không thể làm điều đó mà không được sự cổ vũ của con gái không ngay cả khi ông Trương có thể xoay sở nói về cách thức vượt qua xì căng đan chính trị loại đó. Ông không thể đơn giản gia nhập vào lực lượng của những người đã giết con rể ông mà không có vài lời giải thích hoặc sự giúp đỡ của bà Nhu. Ông đến khách sạn của bà ở Beverly Hillside để hỏi liệu ông có thể nói với công chúng rằng người con gái quá chồng của ông đã tha thứ cho ông. Nhưng bà Nhu không làm một việc như thế. Bà sẽ không tha thứ cho ông vì đã bỏ rơi chế độ hồi tháng 8 và bà sẽ không tha thứ cho ông vì đã không tiếp bà và lệ thủy ở thêm nhà ông. bà sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho ông hoặc mẹ bà vì đã khiến tuổi thơ của bà, đứa con gái thứ bị bỏ bê, khốn khổ đến vậy. có lẽ bà Nhu biết rằng ông trương và vợ ông đã làm sói mòn chính phủ ông diệm trong nhiều năm, nhưng có thể bà không biết tất cả chi tiết. wesley phiso, người đứng đầu nhóm cố vấn việt nam của đại học michigan state về sau chỉ còn tư vấn cho chế độ ông diệm trở thành bạn thân của ông Diệm trong những năm đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông. Nhóm của ông khuyên bảo mọi thứ từ hành chính công và nhân sự đến kinh tế học và các quyết định thương mại, và nhiều đề xuất của họ đã định hình nên cách điều hành quốc gia của ông Diệm. Nhưng dường như ông Diệm không nói gì nhiều khi trả lời lá thư chân thành của Phi năm 1960, một lời cảnh báo về những tham vọng, rõ ràng, muốn leo lên vị trí cao hơn của ông Trương. Phi Sô bảo ông Diệm rằng ông Trương gần như thành công trong việc phá hoại tổ chức những người bạn của ngài ở mỹ từ giây phút ông ta đến washington với tư cách đại sứ một không ai có thể trả lời tại sao ông diệm giữ ông trương ở lại nhưng ít nhất sau đảo chính bà nhu có thể cảm thấy ít nhiều an ủi khi biết rằng cha mẹ bà sẽ không giành được lợi ích gì từ sự phản bội của họ vụ đảo chính mà cha mẹ bà góp phần đặt nền tảng sẽ bắt họ phải sống cuộc sống lưu đày bà Nhu không thể biết rằng cuộc sống của họ sẽ kết thúc vì bị sát hại 23 năm sau. Bà không thể biết rằng đứa con trai cưng quý mà vì nó họ đã bỏ rơi bà sẽ là người giết họ. Những vở kịch Shakespeare mà cả đời ông Trương rất thích lắng nghe, những chuyện kể về sự điên rồ, phản chắc, bi kịch gia đình, và báo thù, khi nhìn lại đều là những chuyện kể báo trước định mệnh của ông. Đột nhiên bà Nhu thấy mình có những lo lắng thực tế như tiền bạc phòng khách sạn của bà tốn 98 đô một đêm. Một người gần gũi với bà Nhu tiết lộ với tờ New York Times rằng bà đến Hoa Kỳ với 5.000 đô tiền mặt cho một chuyến đi dự kiến 3 tuần. Người đó cũng thì thầm rằng gia tài của bà ở Nam Việt Nam đã được thổi phồng tất cả tiền bạc đều chạy vào quỹ của đảng chính trị của chồng bà. Không có tiền tiết kiệm và chỉ có một ít cổ phần nước ngoài. Tiền bạc chắc chắn là một mối lo, người thân cận đó nói riêng với New York Times trong khi liệt kê những việc phải làm sau đảo chính, bà Nhu tiếp tục mắc nợ và bà không còn chính phủ để gửi hóa đơn tính tiền về. Alan Chay, nhà kinh doanh tài chính ngủ ở cuối con đường riêng dài quanh co chạy vào tận nhà, đề nghị bà trả phòng khách sạn để đến làm khách của ông. Chay và vợ ông để bà Nhu sử dụng phòng ngủ của họ trong khi họ rời ra phòng khách. James Mcfadden, chủ tạp chí bảo thủ National Review, là một trong số ít người đến thăm bà Nhu. Và báo chí tường thuật rằng bà đã thường thảo với các nhà xuất bản và giới làm phim, dù đang ở Los Angeles, để bàn về việc bán câu chuyện của bà. Nhưng giá trị lớn nhất của bà Nhu có thể được nhìn ra nếu bà ở lại Hoa Kỳ đủ lâu để gây ảnh hưởng đến năm bầu cử sắp tới. Trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại, Claiborne Luce và Richard Nixon chia sẻ cảm tưởng rằng bà Nhu thực sự có khả năng gây tổn hại cho Tổng thống Kennedy. Luce nói với Nixon bà tin chắc. Z. Kennedy muốn có một nền hòa bình qua thương thuyết, và một khi người Mỹ nhận ra những ý định thật của ông, một Việt Nam Cộng Hòa trung lập, ông sẽ không được bầu lại. Bà Nhu, người quá phụ đang khổ đau, vẫn là một khuôn mặt bí ẩn, nhưng rốt cuộc bà Nhu không có chọn lựa thực sự nào. Bà không có tiền, và những người bạn phe Cộng Hòa cũng không thể giúp đỡ bà mãi. Bà để lại một nửa hóa đơn 1.000 đô chưa thanh toán ở khách sạn Beverly Hillside. Và bà rời Hoa Kỳ đến Rome để được đoàn tụ với ba người con của mình. Trước khi đi, bà nhu đọc bài phát biểu từ biệt ở sân bay. Judah đã bán Jesus để đổi lấy 30 đồng tiến vàng. Anh em nhà họ Ngô đã bị bán chỉ vì vài đô la. Trong khi bà nhu đổ trách nhiệm cho Hoa Kỳ về vụ đảo chính, những người khác cũng đổ tội cho bà. Tổng thống John F. Kennedy không phải là người duy nhất đổ lỗi cho bà nhu về vụ đảo chính ở Sài Gòn viên chức sở thông tin Hoa Kỳ Everett Bumgarner gọi bà Nhu là điểm va chạm giữa người Mỹ và chế độ họ ngô. Bà lập ra, đủ thứ mà tôi nghĩ là tai hại đối với chính quyền ông Diệm để rồi cuối cùng dẫn đến sự suy sụp của ông. Hai, sự ra về Việt Nam Joseph Battinger cũng không nhẹ nhàng hơn trong công trình lịch sử hai tập của ông về chiến tranh Việt Nam. Ông mô tả bà Nhu như hòn đá tròng trên cổ người chết đuối. Ba, nhưng rốt cuộc, Bà Nhu đúng về nhiều chuyện mà bà không bao giờ nhận được lời khen. Bà đúng khi nói rằng hàng triệu đô la đổ vào Nam Việt Nam gây tổn hại cũng nhiều như giúp ích trong cuộc chiến chống cộng sản. Sự mỹ hóa Việt Nam Cộng hòa đã khiến nhiều người quốc gia hướng đến cộng sản, những người cảnh báo rằng chủ nghĩa tư bản chỉ che đậy ý định thực dân của Mỹ. Bà Nhu từng nói rằng người Mỹ đang mưu tính chống lại chế độ này và thực vậy, từ vị đại sứ ở Sài Gòn đến tổng thống ở Nhà Trắng, họ đang làm vậy về việc cộng sản, đầu độc, các tín đồ Phật giáo trả, bà cũng lại đúng về chuyện đó. Các nguồn tin cộng sản sau chiến tranh tiết lộ rằng các đặc vụ của họ thực sự đã xâm nhập vào Phật giáo và thúc đẩy cuộc nổi dậy mùa hè năm 1963. Bằng cách loại bỏ ông Diệm, người Mỹ hình như đã mắc mưu cộng sản. Bà Nhu cũng buộc tội báo chí đã bị cộng sản, đầu độc, và một lần nữa bà đúng. Sau chiến tranh, một người đàn ông việt nam tên là phạm xuân ẩn được chính quyền hà nội phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang tặng thưởng bốn huân chương quân công và thăng cấp lên thiếu tướng quân đội nhân dân việt nam ông ẩn là điệp viên của bắc việt ông từng làm việc cho reuters tam christian science monitor và new york herald tribune những người như david halberstam của new york times charlie moore của tạp chí tam robert Sapol của new yorker và ngay cả Stanley Canu, tác giả của cuốn sách nhiều thẩm quyền Việt Nam, A History, đã tìm đến ông ẩn như một nguồn thông tin và nhà phân tích chính trị. Không nghi ngờ gì, ông ẩn đã giúp những nhà báo này định hình quan điểm về Việt Nam, và những quan điểm của họ định hình ý kiến của người Mỹ và thậm chí như trong trường hợp của ông Diệm và vợ chồng ông Nhu định hình chính sách của chính quyền Mỹ. Những lời nói từ biệt của bà Nhu tại buổi họp báo ở Beverly Hillside tôi có thể nói trước với các bạn rằng câu chuyện ở việt nam chỉ mới bắt đầu cũng trở thành sự thật tổng thống hoa kỳ john f kennedy muốn rút ra khỏi việt nam nhiều tư liệu cho thấy ông có ý định hủy bỏ những cam kết quân sự của mỹ đối với việt nam cộng hòa các học giả nghĩ rằng kennedy có thể xúc tiến cuộc đảo chính chống ông diệm và ông nhu trong nỗ lực sai lầm muốn thúc đẩy sự rút lui đó nhưng dĩ nhiên họ chỉ có thể suy đoán khi kennedy bị ám sát ba tuần sau hai anh em họ ngô vì chết sớm, Kennedy thoát được trách nhiệm tối hậu về Việt Nam. Ngày 24 tháng 11 năm 1963, bà Nhu gửi thư chia buồn từ Rome đến Jacqueline Kennedy, bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc đến bà và các con nhỏ của bà. Nhưng bà không thể không thêm vào một lời nhắc nhở nhức buốt về những thống khổ mà bản thân bà đang chịu đựng. Những vết thương trên người Tổng thống Kennedy giống hệt những vết thương của Tổng thống Ngô Đình Diệm, và của chồng tôi, và chúng đến, chỉ 20 ngày sau thảm kịch ở Việt Nam, bà nhu muốn nói rằng, cách nào đó bà thấy mình mạnh mẽ hơn hay được trang bị tốt hơn để đối mặt với thảm kịch so với bà Kennedy khi bà viết. Tôi càng thông cảm hơn nữa vì tôi hiểu rằng thử thách này đối với bà có vẻ như không thể chịu nổi vì bà đã quen sống một cuộc sống được chở che an lành. Nói cách khác, giờ thì bà thấy nó như thế nào rồi đó. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức trên chiếc máy bay phản lực Air Force One vào tháng 11, 1963, tân Tổng thống Mỹ, Lyndon Johnson, xem xét việc leo thang chiến tranh ở Việt Nam. Ông nói, ông sẽ không là vị Tổng thống nhìn thấy Đông Nam Á đi theo con đường Trung Hoa đã đi, ông cũng sẽ không để Hoa Kỳ thất bại trước Bắc Việt, một quốc gia tiêu điều, sơ xác. Trong năm tiếp sau đó, Johnson bật đèn xanh cho các cuộc đột kích Bắc Việt, tăng sự hiện diện của quân đội Mỹ từ 12.000 đến 75.000 quân và sử dụng các cuộc tấn công được nghe báo cáo lại vào một tàu Mỹ ở Vịnh Bắc Bộ để biện minh cho việc gây chiến của Tổng thống. Mọi sự chỉ có tồi tệ thêm từ đó, các đơn vị chiến đấu của Hoa Kỳ được triển khai vào năm 1965, và chiến tranh ở Việt Nam chuyên thành cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và phe cộng, Trung Hoa và Liên Xô cũng bắt đầu gửi viện trợ giúp Bắc Việt. Đến trước năm 1969, có hơn 500.000 quân nhân Hoa Kỳ đồn trú ở Việt Nam nhưng họ vẫn không thể cứu quốc gia này thoát khỏi tay cộng sản. Hoa Kỳ rút quân năm 1973 và ngày 30 tháng 4 năm 1975, những chiếc xe tăng cộng sản tiến vào Sài Gòn. Việt Nam cuối cùng đã được thống nhất, nhưng phải trả giá nhân mạng quá đắt. Có đến 2 triệu dân thường Việt Nam, 1,1 triệu quân Bắc Việt và quân cộng sản ở Nam Việt Nam, cùng gần 250.000 quân nhân Việt Nam Cộng hòa thiệt mạng năm 1982 bia tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam ở Washington, D, C, khắc tên hơn 58.200 thành viên của quân lực Mỹ chết hoặc được ghi nhận mất tích trong chiến tranh. Những bài học tình ngộ về Việt Nam vẫn còn ám ảnh chính sách của Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Khi chiến tranh ở Việt Nam nổ ra và thế giới tập trung vào vịnh Bắc Bộ, rồi Tết Mậu Thân và Mỹ Lai, những trận ném bom Hà Nội mùa Giáng sinh, bà Nhu lùi dần vào hậu cảnh cuộc sống của bà ngày càng lạ lùng và buồn thảm. Bà được tặng, từ ai đó giấu tên sau đảo chính, một căn hộ chung cư ở Paris. Bà Nhu không thắc mắc về món quà. Suy cho cùng, bà cho rằng người Mỹ nợ bà nhiều hơn một căn hộ. Ngoài ra bà còn quá bận rộn trong việc chống lại những nỗ lực đòi dẫn độ bà. Chính quyền mới ở Nam Việt Nam đang kiến nghị chính phủ Pháp tuân thủ Hiệp định về Công ước Tư pháp 1954 cho phép dẫn độ những người bị cho là tội phạm và hội đồng lãnh đạo quân nhân đã phát lệnh bắt giam bà họ muốn bà nhu ra trước tòa ở sài gòn vì hủy hoại nền kinh tế quốc gia và vi phạm các quy định về ngoại hối nếu người pháp gửi bà về lại nam việt nam bà có thể dễ dàng biết được điều gì sẽ xảy ra sau đó em rể của bà ngô đình cần vẫn còn ở việt nam sau đảo chính ông cần tự mình chạy đến lãnh sự quán mỹ tại huế với hy vọng sẽ được bảo vệ nhưng người Mỹ đã giao nộp ông Cần cho hội đồng quân nhân, họ kết án ông điều hành các hoạt động của ông Diệm ở Huế. Ông Cần bị giam trong khám trí hòa tại Sài Gòn mấy tháng trước khi bị kéo lê ra sân, đứng trước đội hành quyết. Ông Cần bị bệnh tiểu đường mà không được điều trị nên người ta phải tìm cách đỡ dựng ông lên để ông lãnh đạn, cho thuê căn hộ bốn phòng mới toanh, ánh sáng tràn ngập và hướng ra tháp Eiffel. Là thu nhập tiềm năng duy nhất của bà Nhu và nó sẽ giúp bà ra khỏi nước Pháp trước khi chính phủ mới quyết định liệu có dẫn độ bà hay không. Người Mỹ khuyên người Pháp nên đồng thuận với chính phủ mới ở Nam Việt Nam. Nóng lòng muốn ra đi, bà Nhu chấp nhận mức giá thuê nhà đầu tiên, thấp hơn nhiều mức 3.000 franc mà bà hy vọng nhưng cũng đủ trang trải những chi phí thiết yếu. Bà chuyển đến một mảnh đất khô cằn ở ngoại ô Rome, miếng đất mà chồng bà đã tậu với hy vọng ngày nào đó sẽ xây dựng một nơi ẩn giật công giáo cho các công chức trong chính quyền Ngô Đình Diệm người anh cả của họ Ngô, Tổng giám mục Thục, giúp bà Nhu có được quyền lĩnh canh trên mảnh đất Rome trước khi ông chuyển sang công việc tu hành mới của ông ở xứ đạo miền Nam nước Pháp. Năm 1981, ông trở thành một người kỳ cục. Ông tách khỏi giáo hội công giáo chính thống và bắt đầu phong chức giám mục mà không được sự phê chuẩn của Vatican. Ông thuộc dính líu đến một âm mưu chọn các giám mục và một hội đồng ở Mexico sau đó họ sẽ chọn giáo hoàng mới để lật đổ giáo hoàng ở Vatican. Khỏi phải nói là động thái đó không được giáo hội chuẩn thuận. Ông Thục chết năm 1984, không một đồng xu dính túi và ít người hay biết, thọ 87 tuổi tại một tu viện ở Catech, Missouri. Mọi chuyện cũng không dễ dàng gì cho bà Nhu. Vào ngày 12 tháng 4 năm 1967, đứa con gái yêu của bà, Lệ Thủy, chết vì tai nạn xe hơi ngoại ô Long Chumo pháp. Cô chỉ mới 22 hai tuổi, bà Nhu luôn tin rằng con gái bà bị sát hại. Lệ Thủy đang học để lấy bằng cử nhân luật, tâm hồn nhiều đam mê và cảm thức báo thù. Lệ Thủy viết trong nhật ký rằng cô sẽ giết những kẻ đã gây tổn hại cho đất nước cô và giết cha cô. Khi bà Nhu nói với tôi về những nghi vấn của bà xung quanh cái chết của Lệ Thủy, tôi thấy ly lẽ của bà thật khó hiểu. Nhưng bà nói đến bốn chiếc xe tải cùng châu đầu xông vào chiếc xe của Lệ Thủy trên con đường làng ngoằn ngoèo một sự kiện khó xảy ra đến mức, trong tâm trí bà Nhu, nó phải được sắp đặt. Chứng cứ kết tội rõ nhất của vụ án mạng lệ thủy, và một âm mưu trùm lên nó, là việc luật sư riêng của bà Nhu sau đó đã xin bà tha thứ. Nếu ông ta làm hết sức mình, bà Nhu lý luận, ông ta hẳn đã không cần điều đó. Những kết luận của bà về cái chết của lệ thủy rất ghê gớm tuy vậy có thể hiểu được. Dĩ nhiên bà Nhu nghĩ về cái chết của con gái như một tình tiết nữa trong một bi kịch trinh thám đã tàn phá cuộc đời bà. May thay, theo ý bà Nhu, ba đứa con còn lại của bà không quan tâm đến việc trải nghiệm lại lịch sử. Trác, Quỳnh, và Lệ Quyên đang cố gắng tự tạo cho mình hình ảnh mới của những công dân châu Âu. Họ vào học các trường danh giá, và hai người có việc làm trong các tổ chức quốc tế, Quỳnh làm cho một tập đoàn sản xuất lớn của Mỹ ở Bruxelles. Còn lệ quyên làm cho tổ chức cứu trợ Caritas của Ý về các vấn đề người tị nạn và di trú. Có vẻ như sau vụ đảo chính ở Sài Gòn và cuộc thảm sát cha và bác của họ năm 1963, cái chết của người chị năm 1967, và vụ sát hại ông bà ngoại mà người cậu là thủ phạm năm 1986, ba đứa trẻ họ ngô có thể vượt qua được di sản khủng khiếp của họ. Nhưng vào ngày 16 tháng 4 năm 2012, đứa con gái út của bà Nhu, Lệ Quyên, bị tử nạn trên một xa lộ ở Rome khi chiếc xe Vespa của cô đụng đầu với một xe buýt. Kênh thông tin Roma Uno của Ý đưa lên YouTube một đoạn băng video quay hiện trường tai nạn, máu vẫn dỉ ra từng dòng qua tấm vải trắng trải trên đường. Trong mấy tháng sau tai nạn đã có 50.000 lượt người xem đoạn băng này. Tôi không thể không so sánh với lời nguyền Kennedy khét tiếng. Tôi nghĩ đến gia đình Kennedy. Một danh gia vọng tộc duy nhất khác mà các thành viên của nó dường như phải gánh chịu những số phận bi thảm không tương xứng. Bà Nhu tránh được nỗi thống khổ phải chôn cất thêm một đứa con. Bà thọ 86 tuổi và ra đi nhẹ nhàng, con trai bà Trấn An tôi, tự an ủi với niềm tin rằng bà sẽ được đoàn tụ với chồng bà và con gái trên thiên đàng. Có lẽ là lần cuối cùng được là chính mình, bà Nhu thu hút sự chú ý của báo chí toàn thế giới những tấm ảnh của bà từ nửa thế kỷ trước nằm cạnh lời cao phó. Từ đó, chúng được tải lên blog và được giáp nối thành những đoạn phim mờ, nhiều hạt. Cái chết của người được mệnh danh là dòng cái của Việt Nam Cộng Hòa được đưa lên trang nhất báo New York Times. Bà được, like, trên Facebook, Twitter, và Tumblr. Mảnh rẻ, nham hiểm và đầy mưu mô tất cả những từ ngữ sáo mòn cũ kỹ đó lại dậy lên ầm ĩ truyền thông báo chi nân ná về tính cách rồng cây gần như chế giễu của bà Nhu khoảng một tuần một chung cuộc khá huy hoàng cho một người đã sống trong bóng tối 40 năm qua. Nhưng sự trỗi dậy của bà Nhu không thể kéo dài, cuộc đột kích ngoạn mục và sau đó là cái chết của Osama Bin Laden đã chuyển sự chú ý từ những gì xảy ra ở Việt Nam năm 1963 trở lại với các cuộc chiến hiện thời của Mỹ. Cảm thấy quá đơn độc khi trở lại góc căn hộ mà tôi vẫn gọi là văn phòng của mình. Tôi nghĩ đến bà Nhu mỗi lần chung điện thoại đường dài reo lên. Tôi phải nhắc tôi đừng cuống lên tìm dây bút không phải điện thoại từ bà đâu. Đính trên tường là vô số tấm ảnh của bà Nhu. Tôi vẫn không thể bắt tôi lây chung xuống. Tôi thậm chí không biết làm sao xử lý đống báo nằm vương vãi trên sàn nhà. Những mẩu báo cắt ra và những thư báo nội bộ của bộ ngoại giao và những bức thư cá nhân vẫn còn trải ra theo thứ tự thời gian. Và tôi cứ quay mặt đi để khỏi nhìn vào tập hồi ký của bà Nhu đè nặng lên mé tây bàn làm việc của tôi. Trước khi bà qua đời, tôi đã khởi sự một tiến trình nặng nhọc sắp xếp theo đề mục ai, chuyện gì và khi nào, gắn một cầu vồng màu sắc những miếng posit kèm theo. Không có bà, chồng giấy trắng kia trông như không thể giải quyết nổi. Vậy mà, cảm thấy thật tệ hại và bất kính khi công khai nói ra điều này, cái chết của bà Nhu không hiểu sao lại có tính giải thoát tôi sẽ không làm tổn thương tình cảm của bà và bà không còn ngồi đó nữa để phán xét những nỗ lực của tôi khi nhìn lại hiểu ra thấy điều đó có vẻ hiển nhiên bà nhu cứ từ chối gặp tôi vì bà biết rằng làm vậy sẽ phá vỡ một phần bí ẩn và sự bí ẩn đó sẽ khiến tôi trở lại với bà một khi bà bộc lộ tất cả bà sẽ không còn làm chủ tình hình nữa và bà sẽ không bao giờ làm vậy ít nhất là không với chủ đích cho đến khi bà không còn giữ được cái bà muốn giữ tôi trăn trở không biết phải làm gì đây bà nhu đã tin tưởng giao cho tôi hồi ký và những tấm ảnh của bà và sau khi bà qua đời tôi nhận thấy rõ hơn trách nhiệm đó tôi không thể cứ thế để cho những lời nói sau cùng bà nói với riêng tôi bám bụi thời gian suy cho cùng bà từng nói đi nói lại với tôi rằng bà muốn có một cơ hội cuối cùng được lắng nghe tuy vậy trong hồi ký của mình bà chỉ muốn kéo dài phiên bản của riêng bà về huyền thoại rồng cái bà viết như thể bà đã xa rời hoàn toàn với hiện thực chẳng hạn trong hồi ký của mình bà nhu tự cho mình là trung tâm và tự phóng đại mình khi viết do đó đối với tôi chính vì sự tò mò cá nhân muốn phơi bày cuộc đời dài đằng đẵng của mình mà tôi cố gắng nhớ lại từng chút một chặng đường của tôi với tư cách là đứa con nhỏ bé tiền định của chúa cha tôi nghĩ tôi sẽ được thông cảm nhiều hơn và có thể giúp người khác trên hành trình của họ bằng cách nhớ lại hành trình của mình bà cũng tự tin nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể định nghĩa lại khái niệm người phụ nữ việt nam hiện đại tôi không bao giờ ngừng đổi mới suy nghĩ dựa trên những quy luật của cái hiện đại về cái được gọi là cuộc đời một người phụ nữ bà nhu lý tưởng hóa bản thân và lịch sử gia đình bà trong những trang hồi ký của mình chưa bao giờ đặt câu hỏi về mặt tối nằm sau những ý định tốt của gia đình Lỗi lầm duy nhất mà bà gần như thừa nhận với tôi thì bà chỉ nói thầm qua điện thoại. Lẽ ra tôi nên khiêm tốn hơn một chút khi nói về sự cao cả của gia đình tôi. Nhưng trong bối cảnh quan hệ của chúng tôi, điều mà tôi sẽ gọi là tình bạn. Tôi thấy bà Nhu là người đàn bà phức tạp và nhạy cảm hơn cả những gì bà tự nguyện thể hiện qua những trang viết bà gửi cho tôi. Tôi đã tìm ra cách để tôn trọng bà vì sự kiên định của bà mà không bỏ qua lối xử tệ của bà và giờ đây tôi cảm thấy như mình được trao cơ hội đánh thức một nơi trốn xa xôi, lạ lẫm trong lịch sử mà bà từng hiện diện. Tôi nằm mơ thấy bà Nhu không lâu sau khi bà qua đời. Tôi ở trong một biệt thự ở Rome, đứng trước một mái ngói trông giống một thứ gì đó có trong cuốn sách chữ Latin năm lớp 8 của tôi. Từ đó tôi được dẫn tới một cái ghế dài bọc nhung bên cạnh cô gái duyên dáng mà tôi cho là lệ thủy, đứa con đã chết từ lâu của bà Nhu. Cô ghẻ lạnh với tôi, và tôi chợt lo sợ sẽ phải nghe những lời mắng nhiếc từ bà Nhu. Tôi buộc phải đứng chờ, chờ mãi, cho đến khi một bà già tóc bạc gầy nhom hiện ra nơi ngưỡng cửa. Tôi cảm thấy một thôi thúc kỳ lạ muốn đi tới vòng tay ôm bà, nhưng bà phải tay bảo tôi về lại chỗ ngồi. Bà không bao giờ đi vào phòng, nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng bà như thể bà đang nói vào tai tôi, giờ này tôi bận lắm, không tiếp cô được. Rồi người đàn bà già nua đó quảng vai cô gái hai người đi khuất họ đang gần như biến mất vào một nách tối của tiền sảnh thì người đàn bà nhỏ thó đó quay lại mỉm cười thật tự nhiên với tôi tôi thấy bà vui vẻ dĩ nhiên tôi biết rõ tất cả những trò tinh quái mà vô thức có thể bày ra nhưng tôi thức dậy với sự tin chắc hết sức kỳ lạ rằng bà nhu đã an nghỉ bà không còn quan tâm những gì tôi nói hay làm nữa sau cái chết của bà nhu khi cuốn nhật ký của bà xuất hiện ở bronx tôi tìm thấy trong những trang viết đó sự xác nhận một tính cách hấp dẫn, đầy mâu thuẫn mà tôi đã biết đến qua điện thoại. Tôi chắc rằng bà không muốn cuốn nhật ký đó được khai thác. Tại sao, bà hẳn sẽ mắng mỏ, mọi người lại quan tâm đến những cuộc cãi cọ vặt vãnh của một cuộc hôn nhân không may? Ai còn muốn nghe những chuyện độc ác nhỏ nhặt này khi họ bị rúng gió trước bóng ma lù, lù ngày càng lớn từ không khí chính trị chiến tranh lạnh và cuộc chiến chống cộng sản? bà không thể thấy rằng câu chuyện cực kỳ riêng tư về những bất hạnh trong hôn nhân của bà là cánh cửa mở ra thế giới tâm lý của một người phụ nữ có tham vọng rèn đúc bản sắc cá nhân và tất cả những hệ lụy mà bà gây ra. Ngay ở đoạn đầu cuốn nhật ký, viết ngày 28 tháng 1 năm 1959, bà Nhu, 34 tuổi, vẫn còn trẻ trung và chưa bị mắc kẹt trong những thất vọng của một chế độ chịu số phận bi đát. Dẫu vậy bà vẫn tự hỏi, chẳng phải ngay sau khi được rửa tội là thời điểm tốt nhất để chết hay sao sự phiền muộn sâu xa của bà trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tự tin mà bà luôn thể hiện một cách rất cẩn thận trước mọi người vài ngày sau bà viết rằng bà đã đi đến một quyết định khó khăn bà dứt khoát rằng bà sẽ không bao giờ là thứ gì khác ngoài chính bản thân bà những dòng mô tả về quyết định này khá mơ hồ từ bỏ những giấc mơ hồng tươi có thể hiểu là chấm dứt những hy vọng và mơ tường trẻ con nhưng đoạn khó hiểu mang tính dứt khoát rõ ràng tôi không thể có gì hơn nữa tôi sẽ không còn gì hơn nữa trong nhật ký bà nhu tỏ ra là một phụ nữ lúc nào cũng lo nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình bà viết rằng ông nhu lại đi săn ông nhu khó chịu vì đang cố gắng bỏ hút thuốc ông nhu lỡ chuyến bay về nhà với bà cố tình bà nói bóng gió chỉ có một lần bà nhớ lại ông đã làm bà ngạc nhiên khi tỏ ra ân cần với bà mua cho bà một chùm đèn treo thủy tinh nhân kỷ niệm ngày cưới của họ. Cho dù ông ngu có thể vẫn nhìn bà đăm đăm hoặc đặt bàn tay lên làn da mát lạnh của bà, bà nhu vẫn than thân trách phận, anh ấy không còn đủ trẻ để làm gì hơn. Khi ông tỏ ra biết nắm bắt cơ hội, ông lại không biết làm chuyện đó như thế nào và lúc nào như bà muốn. Bà nhu cay đắng với ý nghĩ rằng ông Ngu đã xài hết thời trẻ chung theo ý mình cho người nào ông thích và ở tuổi 34, bà bị kẹt với chút ít còn lại của ông. Không khó để đoán bà muốn gì, bà ngu viết rằng bà phải tìm nhiều cách để làm dịu ngọn lửa dục vọng. Dù bà muốn tránh né bằng mọi cách, cuốn nhật ký vẫn cho thấy rõ những nhu cầu tình cảm của bà ngu đã không được thỏa mãn cho đến khi bà tìm thấy một chỗ đứng trong chính trường. Tôi không thể không cảm thông với người đàn bà tự thổ lộ mình qua những trang viết riêng tư. Bà thất vọng bởi thời gian bởi không gian và những truyền thống xung quanh bà, bà bị bóp nghẹt từ từ trong cuộc hôn nhân không đam mê và bị bao vây bởi những kẻ thiếu tinh thần và khát vọng. Tương lai hẳn là cô đơn khủng khiếp, mình ngày càng bớt yêu anh ấy, bà đau khổ viết cho chính mình đọc. Xong, như đã từng thể hiện trước đây trong những phút giây thất vọng, bà Nhu sẽ mạnh mẽ trở lại. Bà sẽ tìm thấy chỗ đứng cho chính mình bên cạnh chồng, là cách duy nhất bà có thể làm bằng cách đòi hỏi bà phải được thừa nhận nhờ sự kiên gan của loài sư tử bà nhu đi lại một mình ở hoa kỳ suốt trong thời gian đảo chính bà không sụp đổ khi anh em họ ngô ngã xuống bà không bao giờ bỏ cuộc khi những người chung quanh đảo thoát và bà sống lâu hơn tất cả bọn họ những ông tướng phản bội những quan chức mỹ lá mặt lá trái và ngay cả những kẻ âm mưu giả trang ẩn nấp trong bóng tối thậm chí dường như bà đã nếm mùi vị tình yêu ít nhiều qua vài cuộc ngoại tình. Trong nhật ký bà viết về ba người đàn ông chỉ bằng tên viết tắt của họ, L, K, và H. Lời lẽ mơ hồ đủ để tôi phải tự hỏi bà có lần nào thực sự làm theo thôi thúc của mình không? Thật sung sướng là chưa gặp ai có tất cả những cái đó, những cái đó, là kết hợp mong muốn của sự ngay thật, ngưỡng mộ, và tôn sùng những phẩm chất xứng với những phẩm chất của bản thân bà nhưng hát có vẻ là gần gũi nhất, với những gì bà mô tả như là động lực và cách ve vãn khác thường, mặc dù bà không cung cấp chi tiết nào khác mà chỉ nói ông là một giòn hoan thứ thiệt. Bà rụt rè hỏi hát, anh lúc nào cũng như vậy với phụ nữ à? Và câu trả lời của ông làm bà vui sướng không dứt, em có thực sự nghĩ mọi phụ nữ đều giống em không? Anh đã phải vượt qua cả đại dương mới tìm ra em. Người đàn ông hát ẩn danh hiểu bà nhu tôi phần nào thông cảm với ông ta mặc dù tôi không biết đằng sau chữ viết tắt đó ông là ai ông yêu lệ xuân bà nhu bởi vì con người của bà đẹp đến sững sờ kiêu hãnh ngang ngạnh một người đàn bà sẽ không bị nhốt vào một chỗ mà những người đàn ông chung quanh bà ngăn ra cho bà bà tranh đấu với các đế chế những kẻ cướp và các thế lực của lịch sử trước khi đời bà hoàn tất bà sẽ đứng giữa câu chuyện là trung tâm của thiên sử thi mà bà được ném vào, và sẽ không ai có thể quên được bà. Quả thực, bà xứng đáng để vượt qua đại dương tìm kiếm, và tôi vui sướng vì mình đã làm điều đó. Lời cảm tạ, hòng tri ân sâu sắc nhất của tôi xin gửi, tất nhiên, đến bà Nhu, vì đã sống cuộc đời lạ thường như vậy và đã chia sẻ với tôi câu chuyện đời bà. Nhưng quyển sách này sẽ không thể có được nếu không có sự giúp đỡ của nhiều người khác. Bà Nhu ắt hẳn sẽ còn xa lạ với chúng ta biết mấy nếu không nhờ sự hiếu khách của ông John Phạm và tấm lòng hào hiệp của đại úy Dêm Văn Thạch, những người mà tôi muốn gửi đến lời cảm ơn chân thành. Tôi đã học tập với nhiều giáo sư và nhà giáo lỗi lạc trong nhiều năm qua. Giáo sư Jack Harris ở Đại học Hobart and William Smith đã dẫn dắt tôi trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên, và giáo sư Hồ Tài Huệ Tâm tại Đại học Harvard nổi bật với sự uyên bác lỗi lạc của bà về lịch sử Việt Nam. Ngô Như Bình Người hướng dẫn tiếng Việt của tôi tại Harvard là người thầy tận tâm nhất tôi có may mắn được học. Xin cảm ơn giáo sư Edward Miller tại Dartmouth đã cho tôi những lời khuyên sáng suốt về học thuật của ông, mặc dù không phải là một giáo sư trực tiếp hướng dẫn tôi. Tôi đã được hưởng lợi ích to lớn từ sự chân thật và rộng lượng của những người mà tôi phỏng vấn. Nhiều người trong số họ đã sống qua một cuộc chiến mà tôi chỉ có thể viết về nó, và tôi thấy mình kém cỏi so với sự hiểu biết của họ. Cảm ơn Ngài Đại sứ Jim Rosenthal, bà stock Phạm Ngọc Lan, Lan Giai bà Bước Đi và Dominic Matthew. Xin gửi lời tri ân vô cùng đến nhiều nhà văn và ký giả đã viết về chiến tranh Việt Nam và những người đã qua đời khi tôi đang viết quyển sách này, bao gồm Stanley Canu và Malcolm Brown. Là một lính mới, tôi thấy mình may mắn được coi là thành viên của một nhóm mệnh danh là OHAC. Cảm ơn các bạn đã cho phép tôi tham gia vào những cuộc trò chuyện của các bạn. Tôi nở ơn nhiều vị quản thủ thư, chuyên viên lưu trữ văn thư và những nhân viên đã làm cho cuộc nghiên cứu của tôi trở nên hữu ích hơn tại các cơ sở sau: Thư viện Tổng thống John F. Kennedy và Thư viện Tổng thống Dwight D. Eisenhower, Học viện Hoover, Đại học Virginia, Đại học Syracuse, Đại học Tiểu bang Michigan, Thư viện Quốc hội và Văn khố Quốc gia tại College Park ở Maryland xin gửi những lời cảm ơn đặc biệt đến Steve Denai tại Đại học California, Berkeley, đã chụp và gửi rất nhiều tấm hình và Margaret Hammond tại Thư viện Tổng thống LBJ đã định vị những bức ảnh chụp ra hồ của bà Nhu. Cảm ơn các chuyên viên lưu trữ văn thư Pháp ở Trung tâm Văn khố Hải ngoại của Pháp ở Egypt và Văn khố SSAT ở Vincennes. Nice. Xin đặc biệt cảm ơn Margot Satalapno và Jessica Martino vì đã đào sâu cuộc nghiên cứu và những bài viết và cảm ơn người bạn tài năng của tôi Jessica Tampa đã chụp tấm hình tác giả cho tôi. Với FB Lewis và Laura Phạm Louis, cảm ơn các bạn đã biến thế giới trở thành một nơi dường như nhỏ bé hơn. Xin gửi lời cảm kích bao la đến Susan Santos, Marjorie Elias và Sue Kelly vì đã đọc bàn thảo kỹ lưỡng và Ted Moore vì cách diễn đạt phù hợp. Cảm ơn Catherine Sanford và song thân của cô, Peter và Susan Osnos những người đã khuyên khích tôi trong những nỗ lực đầu tiên. Tôi vô cùng may mắn đã gặp được đại diện Lindsay Exicom ở Levin Greenberg Literary Associates. Chị đã đưa tôi đến với một đội ngũ tuyệt vời tại Public Affairs, và tôi chân thành cảm ơn mọi người ở đó đã ra sức cho quyển sách này, nhất là Rachel King và Jen Kellen, biên tập viên của tôi và là chủ bút của Public Affairs, Clyde Bridal xứng đáng với lời cảm tạ sâu sắc nhất của tôi với việc đã chăm chút từ đầu đến cuối quá trình và cải thiện từng trang viết công việc nhiều năm nghiên cứu và viết lách của tôi sẽ không bao giờ hoàn thành nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình tôi xin tri ân mọi người đặc biệt là cha mẹ mẹ tôi marie catherine và chồng bà richard cha tôi gary và vợ ông susan và bố mẹ chồng tôi carol và tom tôi mang ơn họ cùng với các em tôi tali và tama và gia đình họ vì lòng kiên nhẫn và tình yêu dành cho tôi xuyên suốt dự án này tôi mắc nợ một lời cảm ơn đặc biệt đến đôi mắt tinh tường của mẹ cảm ơn mẹ đã dành thời gian trên hết tôi cảm ơn tình yêu và sự sáng tạo của các con tôi tommy và cc và người chồng tuyệt vời của tôi tom cảm ơn những người đã luôn tin tưởng và truyền cảm hứng cho tôi Tóm lược các biến cố lịch sử 1802, Hoàng đế Gia Long thống nhất một nhóm lãnh thổ gắn kết lỏng lẻo với nhau thành một quốc gia với tên gọi Việt Nam và chọn Huế làm kinh đô. Năm 1859 đến năm 1880, Pháp chiếm Việt Nam, Campuchia, và Lào những quốc gia lúc bấy giờ được gọi là Đông Dương làm thuộc địa. 1910, Ngô Đình Nhu chào đời ở ngoại ô thành phố Huế. 1924, Trần Lệ Xuân sinh ra ở Hà Nội. 1940, chính quyền VC ra lệnh cho chính quyền thực dân ở Đông Dương cộng tác với người Nhật. 1943, Trần Lệ Xuân kết hôn với Ngô Đình Nhu và trở thành bà Nhu. 1945, Nhật đầu hàng, và Thế chiến thứ hai kết thúc. Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam là một quốc gia độc lập nhưng ngay lập tức gặp phải sự kháng cự của Pháp đang có ý định tái chiếm thuộc địa của họ. Năm 1946 đến năm 1954, Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, một cuộc chiến giành độc lập của Việt Minh, có tầm chiến lược quan trọng trong suốt chiến tranh Triều Tiên và phân chia sự ủng hộ quốc tế theo các bên trong chiến tranh lạnh, Trung Hoa và Liên Xô ủng hộ Việt Minh, Hoa Kỳ ủng hộ Pháp. 1954, Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ. Hiệp định Geneva chia Việt Nam thành hai quốc gia dọc theo vĩ tuyến 17. Thủ đô của miền Bắc Cộng sản ở Hà Nội, thủ đô của miền Nam, Việt Nam Cộng hòa ở Sài Gòn. Năm 1954 đến năm 1963, Ngô Đình Diệm đứng đầu chính quyền Việt Nam Cộng hòa mới thành lập. Em dâu ông, bà Nhu, được ban cho địa vị và quyền lực của đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng hòa. 1960, chính quyền Cộng sản ở Hà Nội thành lập mặt trận giải phóng dân tộc, một lực lượng quân sự du kích chống ông Diệm. Chống Mỹ ở Nam Việt Nam mà về sau người Mỹ gọi là Việt Cộng. 1963, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm và em trai Ngô Đình Nhu bị sát hại trong một cuộc đảo chính do Mỹ bật đèn xanh. Bà Nhu bắt đầu cuộc đời lưu vong. 1964, biến cố Vịnh Bắc Bộ xảy ra. Quốc hội Mỹ trao cho Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson quyền khai chiến và sự can dự của quân đội Mỹ ở Việt Nam chính thức bắt đầu. 1973, Hoa Kỳ rút quân khỏi Việt Nam. 1975, Sài Gòn thất thủ vào tay người Cộng sản, và quốc gia Việt Nam được tái thống nhất. 1995, quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được bình thường hóa, và lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Việt Nam được dỡ bỏ. 2011, bà Nhu qua đời trong một bệnh viện ở Rome, Ý. Lời bạt của Peter Ossos Nhà sáng lập và biên tập viên độc lập chuyến đi đầu tiên của Monique Brinson Mary đến Việt Nam năm 1997 như một phần của chương trình du học của hai đại học Hobart và William Smith. Cô đã nhận được học bổng VASI của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ để theo học tiếng Việt tại Hà Nội và năm 2003 cô nhận bằng thạc sĩ về Đông Á học của Đại học Harvard. Những cuộc phỏng vấn khởi thủy của Di Mary với bà Nhu năm 2005 là lần đầu tiên cựu đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa dành cho một người phương Tây trong gần 20 năm. Di Mary sống ở Chicago, Public Affair là một nhà xuất bản được thành lập năm 1997. Nó là hiện thân của những chuẩn mực, giá trị, và sự tinh tế của ba con người đã phụng sự như những vị cố vấn thông thái của vô số ký giả, nhà văn, biên tập viên và tất cả mọi người trong giới sách vở, trong đó có tôi, E. R. Stone, chủ sở hữu I. E. Stone Weekly, kết hợp sự tận tâm với tu trình án thứ nhất và lòng nhiệt thành doanh nhân và kỹ năng tường thuật. Ông trở thành một trong những ký giả tự do vĩ đại trong lịch sử Hoa Kỳ. Ở tuổi 80, Easy cho ra mắt tác phẩm The Child of Socrates, vốn là một quyển sách bestseller toàn quốc. Ông đã viết quyển sách sau khi tự học tiếng Hy Lạp cổ. Benjamin C. Bradley trong gần 30 năm là tổng biên tập đầy uy tín của The Washington Post. Chính Ben là người đã mang lại cho Post một tầm vóc và sự can đảm để theo đuổi những vấn đề lịch sử như Watergate. Ông ủng hộ các phóng viên của mình với sự kiên định khiến họ dấn thần một cách không sợ hãi và chẳng phải ngẫu nhiên mà rất nhiều người trong số họ đã trở thành tác giả những quyển sách bestseller đầy thanh thế. Robert L. Bernstein, giám đốc điều hành của Random House trong gần một phần tư thế kỷ, đã dẫn dắt một trong những nhà xuất bản hàng đầu quốc gia. Bản thân Bob có công cho ra đời nhiều quyển sách bất đồng quan điểm và tranh luận chính trị để thách đố những chính thể bạo ngược trên toàn cầu. Ông cũng là nhà sáng lập và chủ tịch lâu đời của Human Rights Watch, một trong những tổ chức bênh vực nhân quyền được kính trọng nhất trên thế giới. Trong 50 năm, ngọn cờ của Public Affair Press đã được dương cao bởi chủ nhân Morris B người đã xuất bản Gandhi, Nasser, Toby, Truman, và khoảng 1.500 tác giả khác. Năm 1983, Snapper đã được The Washington Post mệnh danh là một kẻ châm chọc đáng gờm. Di sản của ông sẽ còn tồn tại trong những quyển sách sắp ra mắt. Peter Oslo, nhà sáng lập và biên tập viên độc lập.